Chương 2793, không ngờ cũng được thăng chức. Diệp Phàm mở ra thấy một chùm chìa khóa, hình như có một chiếc là chìa khóa ô tô, vừa nhìn logo thấy tuyệt, Audi A6, còn chiếc chìa khóa khác thì Diệp Phàm chưa biết là chìa khóa gì. Nhưng bên trong tài liệu mà Diệp Phàm dở ra, hắn cũng ngạc nhiên rằng trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, giám sát trưởng, phó tổng giám đốc của cảnh sát, cấp giám đốc sở, được nhận đãi ngộ cấp thứ trưởng. Cái này, sếp Quách, tôi không hiểu, tài liệu này tôi cũng có một quyển rồi mà. Diệp Phàm hỏi, có chút buồn bực. Quyền trước chỉ là cấp phó giám đốc sở, giờ là giám đốc sở, cộng thêm cả chức trợ lý bộ trưởng nữa. Bộ còn cấp cho một căn hộ, một chiếc xe cho đồng chí. Đây là đãi ngộ mà đồng chí đáng được nhận mà. Trước kia đều không chu cấp cho đồng chí, việc này là do bên hậu cần của bộ không làm tốt, ta cũng đã nghiêm túc phê bình họ rồi. Đừng nghĩ là việc nhỏ, nói việc lớn là việc lớn. Quách Thiên Minh cười nói. Sếp Quách, cái này, tôi không thể nhận được. Diệp Phàm nhanh chóng từ chối, thực ra thì hắn ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Sau này có chức trợ lý bộ trưởng rồi, thì cảnh sát cả nước còn ai dám không cúi chào khi gặp. Mà quan trọng hơn bản thân hắn lại là trợ lý bộ trưởng. Là trợ lý của một trong 9 bộ trưởng đầu sỏ cả nước. Dựa vào vị trí đó thì tỷ lệ có thể thấy vị đầu sỏ kia là không nhỏ. Đương nhiên, cho đến giờ Diệp Phàm cũng chưa một mình gặp trực tiếp nhân vật số 1 của Ban Chính trị Quốc gia. Còn trên truyền hình thì đương nhiên là thường xuyên rồi. Còn về bản tôn thì hắn cũng chưa có phúc phận mà gặp được. Đây là quyết định do tổ chức đã bàn luận, mà Ban Tổ chức Trung ương cũng đã có chuẩn bị rồi. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng đồng chí có thể tiếp nhận sự sắp xếp của tổ chức. Đương nhiên chúng tôi cũng hiểu đồng chí nhiều việc, vì thế đồng chí không phải lo lắng gì, chỉ khi có việc lớn thì chúng tôi mới gọi đồng chí, thông thường thì chúng tôi sẽ không phiền đồng chí. Quách Thiên Minh nói rất rõ ràng, nhưng có gì đó kỳ lạ. Kiên quyết phục tùng quyết định của tổ chức. Diệp Phàm đứng dậy trang trọng làm động tác chào. Được rồi, ngồi đi. Quách Thiên Minh cười nói. Nhìn Diệp Phàm rồi lại nói. Thực ra tôi sớm đã nhận ra cậu rồi. Nhận ra tôi, không thể chứ bộ trưởng. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài. Diệp Phàm liếc một cái, hỏi. Ha ha, tôi còn từng là thuộc hạ của cậu đấy. Quách Thiên Minh cười nói. Thuộc hạ, tôi, việc này, tôi thật không biết. Diệp Phàm không hiểu gì cả. Chuyện là mấy năm trước ở trận chiến Sahara. Thực ra tôi và Lão Nghiêm cùng nhau phối hợp. Chỉ là lúc đó tôi đã thay đổi diện mạo nên cậu không nhận được ra. Cũng bởi vì tôi bị thương nặng nên đành phải xuất ngũ, thực ra chúng tôi đều không muốn rời khỏi tổ A. Cũng giống như đồng chí Chiêm Hùng, thời gian đầu còn đau khổ. Nhưng thời gian chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Sau đó đến viện kiểm sát làm và rồi cuối cùng lại đến đảng ủy chính trị. Và đến giờ là đến bộ công an. Về cậu thì tôi đã sớm nghe tiếng rồi, việc này tổ trưởng cung cũng không giấu gì. Đồng chí tử thần, được làm việc với đồng chí tôi thật lấy làm vinh dự. Quách Thiên Minh đứng lên nói, hai người bắt tay thật chặt. Thì ra là vậy, lẽ nào? Diệp Phàm bừng tỉnh. Ha ha ha. Buổi tối thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 năm 2006, Diệp Phàm sắp phải từ biệt Kiều Viên Viên còn đang hôn mê, lên máy bay để đến thành phố Vinh Thành thủ phủ của tỉnh Thiên Vân. Khi đến thành phố Vinh Thành cũng đã 10 giờ tối rồi. Trương Cường đã đứng chờ ở sân bay rồi, một chiếc xe quân sự dừng bên cạnh. Đương nhiên là rất rộng rồi, có thể làm xe hạng lớn mà chỉ huy quân sự dùng. Trương Cường hiện đảm nhiệm chức sư trưởng, quân hàm thiếu tướng. Họ đóng tại tỉnh Thiên Vân. Anh Diệp, nghe nói anh đến Thiên Vân, tôi đã hồi hộp vài tối rồi. Vừa ngồi vào trong xe, Trương Cường đã hớn hở nói. Tôi đâu phải các chị em, sao mà hồi hộp? Diệp Phàm không vui lắm chừng mắt nhìn anh ta. Thực ra trong lòng cũng vui mừng lắm. Mà giờ công lực của Trương Cường cũng đã khôi phục lên tứ đẳng, có thể cũng là khả năng để khôi phục lại như trước. Diệp Phàm cũng thoải mái hơn nhiều. Ha! Một vị thượng tá ngồi ghế trên không nhịn được cười, nở một nụ cười giấu trong đáy lòng. Nhưng thấy Trương Cường nhiệt tình với Diệp Phàm như vậy khiến cho vị thượng tá và cả người lái xe cũng ngạc nhiên, liền cho Diệp Phàm là giai cấp con ông cháu cha rồi. Bằng không! Người ta nhìn còn trẻ hơn cả Trương Cường. Dựa vào cái gì mà một thiếu tướng lại phải cung kính như thế? Tề Hóa Thành, anh cười gì? Trương Cường cũng không phải điếc, trừng mắt lên giáo huấn. Không có gì, nhưng, sư tòa, anh còn chưa giới thiệu anh Diệp này là tôn thần ở đâu tới.
Hóa Thành tôi ngưỡng mộ đã lâu. Tề Hóa Thành cười nói. Ngưỡng mộ đã lâu, chưa từng nghe thấy anh nói thế bao giờ. Anh nói câu này có phải giả không đồng chí? Trương Cường hừ một tiếng. Ha ha, tôi mà. Anh cứ gọi tôi là Diệp Phàm được rồi. Chuẩn bị đến tập đoàn cơ điện Hoành Không làm. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Nơi đó cái này. Sắc mặt Tề Hóa Thành cứng đờ, như kiểu muốn ói cả ra. Anh cũng đã nghe nói đến tập đoàn cơ điện Hoàng không rồi sao? Diệp Phàm hứng lên hỏi. Không hiểu sao tập đoàn đó còn lăn lộn ở Thiên Vân. Trương Cường thêm một câu. Xem ra, tập đoàn này cũng nổi tiếng ở đây đây. Diệp Phàm tự giễu nói, tự nhiên hiểu được ý tứ đó, đó là nổi tiếng, nhưng không phải tiếng thơm. Chỗ đó rất khó khăn, chú tôi cũng làm việc ở đó. Ngày trước nghe nói còn được, nhưng giờ thì không ra gì, còn không có cả lương mà trả, chú tôi năm lần bấy lượt đến chỗ tôi ăn trực nằm chờ. Đuổi cũng không đi, đến là phiền. Tề Hóa Thành than thở nói. Thì đổi công việc khác đi không được sao, đừng nói với tôi là ông ấy không có cửa nào ở Thiên Vân này chứ. Tôi cũng đã gặp anh ta rồi, hình như là cậu em vợ anh phải không? Tên là gì ấy nhỉ? Trương Cường cũng xen vào. Diệp Mãn, từ đầu khi tôi và vợ còn đang yêu đương nghe nói tên cậu ta. Cái tên nghe đã tệ rồi. Còn Mãn, Mãn cái gì nữa? Vợ vừa nghe thì có vẻ cái gì cũng Mãn, tiền tài đầy nhà có phải hay không? Giờ biết lợi hại rồi, hàng ngày cứ réo tôi phải đổi nơi làm cho Diệp Mãn. Khó à? Người họ Tề nói. Cái này cũng không khó, cơ điện Hoành Không là doanh nghiệp nhà nước. Nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước muốn điều chỉnh nơi làm việc là khó, bởi vì còn vấn đề biên chế. Nhưng nếu dựa vào năng lực của trưởng tham mưu Tề thì cũng không phải là một bữa ăn sáng rồi. Diệp Phàm có chút không hiểu. Trong lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ tham mưu trưởng mà lại không có bản lĩnh sao? Đến em vợ còn không lo được thì còn làm cái chó gì? Ôi, tên tiểu tử đó, tôi cũng đã nghĩ cách giúp nó nhưng chẳng qua là đến chỗ nào. Người ta vừa nghe thấy cơ điện Hoành Không đã sợ cả rồi. Nói là không thể mở miệng, một khi đã nói thì nói một thành hai, hai thành ba, chỉ sợ đến lúc đó đổ bể cả thì không chống được. Bởi vì trong cơ điện Hoành Không có rất nhiều người muốn đổi chỗ rồi. Cả một xưởng lớn, trong 10.000 người thì 9.900 người muốn đổi. Bên tỉnh cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp cùng ngành tiếp nhận họ. Nhưng các doanh nghiệp đó đều không coi trọng văn bản này của tỉnh. Nói ra thì cũng không thể trách được họ, cả nhà máy nhiều như thế. Ai có thể dám nói một nhân viên nào đó trong cơ điện Hoành Không lại không có người thân có uy thế. Đến khi nói thì đúng là chọc vào tổ rồi. Đó chính là vấn đề mà các doanh nghiệp khác lo ngại. Chỉ sợ ân tình này không trôi được mà lại lưu lại một mùi khai. Tham mưu Tề nói. Có thể còn có nguyên nhân khác, tỉnh Thiên Vân là một tỉnh lớn, doanh nghiệp vẫn còn khoảng cách tương đối với thành phố vùng Duyên Hải. Mà nhân viên dư thừa lại quá nhiều, xưởng không đủ để phân vì thế mà hình hàng nên cục diện quá nhiều mà không đủ chỗ làm. Có người muốn vào những xưởng có hiệu quả lớn, những xưởng không có hiệu quả thì không ai ngó tới. Những thanh niên không vào được nhà máy, xí nghiệp đều đã đến vùng Duyên Hải mà làm thuê. Nhưng, vẫn còn lại nhiều nhân viên dư thừa. Việc dàn xếp những người này là không kịp, làm sao có thể nhận những người của cơ điện Hoành Không được chứ? Trương Cường nói. Xem ra. Nếu như Hoành Không muốn giảm biên chế hay phân lại cũng sẽ rất khó. Đường bên ngoài còn tắc chết rồi, bên trong không thể tự mình tiêu hóa được. Diệp Phàm gật đầu trong lòng thấy buồn bực. Ai cũng muốn phân chia, một khi phân lại thì sẽ tìm được công việc tốt. Còn giảm biên chế thì chắc chắn là khó. Không phải nói giảm biên chế, chính vấn đề lương cũng đã thường xuyên xảy ra đánh nhau. Em vợ tôi đã đánh nhau mấy lần rồi. Nguyên nhân việc đánh nhau chắc chắn nói ra các anh sẽ cười. Đó là vấn đề lương không chính đáng. Một công nhân này lĩnh hơn một công nhân khác 20 tệ là đánh nhau rồi. Tham mưu Tề cười nói. Đúng rồi, anh Diệp giờ đến đó thì đúng là nhảy vào hố lửa rồi. Nhưng, nếu có thể làm lãnh đạo thì cũng không tồi. Có thể anh Diệp đến để đem tiền đến, tiếc rằng sao lại không chọn nơi khác tốt hơn để mà đầu tư vào. Chỉ sợ tiền không nhận được mà đã gục rồi. Anh Diệp là kim thân La Hán hạ phàm. Chỉ có thể càng ngày càng sáng chứ không lụy đi được. Cậu chỉ ăn nói lung tung, cái mông quạ đen thối này. Trương Cường hừ nói. Càng khiến cho tham mưu Tề tin rằng Diệp Phàm là con ông cháu cha nhà nào đó rồi. Anh Diệp, đến lúc đó nhờ anh giúp cho em vợ tôi nhé. Tham mưu Tề đúng là biết nghĩ, nói luôn ra ý định nhờ vả.
Em vợ cậu làm gì trong nhà máy? Diệp Phàm hỏi, cảm thấy tìm được một người quen trong đó cũng không tệ. Thực ra anh ta cũng không tệ, có bằng đại học hẳn hoi, chuyên ngành cơ điện, sau đó nhận chức nhân viên kỹ thuật. Năm ngoái tôi có ra tay thì cậu ấy làm chức chủ quản xưởng. Đương nhiên, nghe nói tập đoàn cơ điện Hoành Không tuy là doanh nghiệp nhưng cán bộ cũng có cấp bậc. Chức chủ quản xưởng đó tương đương với cán bộ cấp phó phòng. Chỉ có điều nếu như so với bên ngoài thì ngay cả một cán bộ không chức vụ trong đơn vị thông thường cũng không bằng. Còn tiền lương, không đầy 5 ngày đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chị cậu ấy Diệp Hương làm ở bệnh viện, là phó chủ nhiệm khoa khản. May mà đãi ngộ bên cô ấy tốt, ví dụ như tiền cho thêm khi đỡ đẻ, hay phong bì cũng được lắm. Nếu không có cô ấy thì cậu ta cũng phải đi hát rong mà kiếm tiền rồi. Vốn cậu ta cũng tham gia hoạt động, sau đó không thành công. Tham mưu tề nói. Chương 2794, Lão Ninh cũng chơi xấu. Ồ, hoạt động gì? Diệp Phàm luôn nhạy cảm với từ hoạt động. Cụ thể thì tôi cũng không rõ, hình như là trong tập đoàn Hoành Không có một người có cổ phần lớn không thích đồng chí nào đó. Nên họ bắt tay để chơi anh ta, nhưng nghe nói đằng sau anh ta rất cứng rắn, cuối cùng đám người đó chưa động được đến người đó thì đã bị ép rồi. Nếu như tôi không làm chức này thì cậu em vợ kia của tôi có lẽ đã sớm phải xuống nhà vệ sinh mà quét dọn rồi. Chứ làm sao có thể vẫn ngồi yên vị trí chủ quản xưởng đó. Tham mưu tề hừ nói. Vậy khi nào hãy gọi cả em vợ cậu đến? Trương Cường cũng là người linh hoạt, nói là hiểu liền. Được, sư phụ Trương nói rồi thì còn nói được gì nữa? Tề Hóa Thành nói. Diệp Phàm cũng suy xét kỹ lưỡng rồi, hóa ra là Trương Cường giải đường cho hắn. Tìm một người trong nội bộ để hắn tìm hiểu trước tình hình. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm đến thăm Ninh Chí Hòa. Phí Hương Ngọc nhiệt tình tiếp đón Diệp Phàm, mời ngồi xuống, bà ấy còn tự tay pha trà. Phí Ngọc Hương cũng bốn mấy rồi, da rẻ vẫn dưỡng tốt, nhìn cũng chỉ khoảng 30 thôi. Mà gia tộc nhà họ Phí thì không cần phải nói đến khí chất rồi. Giờ bà được điều động đến tỉnh Thiên Vân, làm việc ở công đoàn tỉnh. Thực ra cũng chỉ là treo một việc nhàn hạ. Đương nhiên suy xét đến việc đồng chí Ninh Chí Hòa rất bận, là nguyên nhân cần phải có người ở nhà chăm sóc. Diệp Phàm biết rằng hậu cung Ngọc Nhan Hoàn đã phát huy tác dụng bằng không, chỉ Phí đó sẽ không bao giờ nhiệt tình với hắn như thế. Cũng được, ngày thứ hai đã đến rồi. Đúng là chuẩn giờ đấy. Ninh Chí Hòa lộ ra bộ dạng vừa ý. Ông ấy đặt tờ báo xuống, nhìn Diệp Phàm, nói. Sáng mai đến văn phòng tỉnh một lượt rồi. Buổi chiều dành thời gian đến tập đoàn Hoành Không. Lão Ninh, Tiểu Diệp đã ngồi cả một ngày đường rồi. Tôi đến lại còn bị ông lải nhải, sáng mai lại còn phải qua bao nhiêu cửa. Ông không để cho người ta thở phải không? Cứ nghỉ ngơi vài ngày đã cũng không muộn đúng không? Phí Hương Ngọc trách nói. Tôi cũng muốn để cho cậu ấy nghỉ chứ, nhưng thời gian không chờ ai cả. Không ngờ Ninh Chí Hòa lại nhíu mày, thở dài nói. Sao thế, Bí Thư Ninh, lẽ nào công ty đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm linh cảm như có chuyện gì lớn. Tiểu Diệp, cậu cũng biết đấy, tôi đã là chủ tịch tỉnh Thiên Vân này 2 năm rồi. Việc của chủ tịch tỉnh càng nhiều. Là chủ tịch tỉnh, chúng ta không nói những lời vô ích. Đều phải gác lại những thứ nhu tinh thần văn minh. Đầu tiên phải khiên cho nhân dân trong tỉnh giàu có mới được. Vì thế nhiệm vụ hàng đầu là đẩy mạnh phát triển kinh tế, đương nhiên các phương diện khác chúng ta cũng không thể không để ý. Ví dụ như thiết lập văn minh tinh thần cũng là nhiệm vụ thứ yếu. Nhưng tôi muốn nói là nhiệm vụ chủ yếu. Vì thế tôi rất quan tâm đến các doanh nghiệp quốc doanh lớn trong tỉnh. Đương nhiên, cũng rất coi trọng các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân. Các công ty này chính là đội quân chủ lực để đẩy mạnh kinh tế của toàn tỉnh. Đối với tập đoàn Hoành Cơ, cứ cách một tuần tôi lại được nghe họ báo cáo một lần. Nhưng tiếc rằng mỗi lần người ta làm đều khiến cho mọi người thất vọng, thậm chí là tức giận. Tóc trắng trên đầu của tôi cũng chính là bởi vì họ. Ninh Chí Hòa nói. Chú Ninh, việc của tập đoàn Hoành Không, hôm qua cháu cũng đã tìm hiểu tình hình qua rồi. Nghe nói là không tốt lắm, một doanh nghiệp có hàng vạn người vậy mà lại không phát cả tiền lương. Nếu không gán nợ cả nhà máy thì cũng sắp đến mức đóng cửa rồi. Trong lòng cháu cũng rất buồn, nếu như Hoành Không không đi lên thì hàng vạn người kia sẽ ra sao? Diệp Phàm nói. Ừ. Cháu mới chỉ biết được một chút nhỏ như cọng lông mà thôi. Giờ ta sẽ nói hết với cháu. Vấn đề của Hoàng Không còn nghiêm trọng hơn nhiều lần so với cháu nghĩ. Không phải là sắp đóng cửa mà là đóng cũng không đóng được. Ninh Chí Hòa hừ nói,
sắc mặt khó coi. Muốn đóng mà không đóng được, cháu không hiểu. Điều đáng sợ nhất của các doanh nghiệp chính là đến mức phải thanh lý, đóng cửa. Còn có gì đáng sợ hơn cả thế? Diệp Phàm nhìn Ninh Chí Hòa. Rất đơn giản, cả một doanh nghiệp quốc doanh lớn như vậy, muốn đóng là chuyện khó, đây không phải là ta nghe người ta nói mà là hiện trạng thực của tập đoàn Hoành Không. Thứ nhất chính là vấn đề của hàng vạn con người kia. Chính quyền tỉnh cũng đã nghiên cứu đến vấn đề này của Hoành Không. Vì thế, chính quyền đã mở cuộc họp, mời các chuyên gia có liên quan để tiến hành phân tích, nghiên cứu. Kết quả là không thể đóng cửa, vì sao không được đóng cửa? Nói đến đây Ninh Chí Hòa nhìn Diệp Phàm, nói. Vừa rồi cũng nói rồi, 10.000 người kia không thể sắp xếp được vị trí. Nếu như giả tán cứng nhắc hay An Trí thất nghiệp thì phí đó cũng phải đến vài trăm triệu. Số tiền này lấy ở đâu ra? Vấn đề quan trọng thứ hai chính là cho đến bây giờ tập đoàn này đã lũy kế, lấy đầu tư của tỉnh cả 10 tỷ rồi. Số tiền này là do toàn tỉnh đầu tư, mà sau này tỉnh Điền Nam cũng đầu tư hơn 3 tỷ. Một con số khổng lồ như vậy đối với Thiên Vân và cả Điền Nam mà nói thì đó là một con số thiên văn. Cậu có biết một năm thuế cộng thêm thuế đất của chúng ta cộng lại là bao nhiêu không? Không đến 100 tỷ. Riêng về thuế nhà nước toàn tỉnh có đến hàng nghìn doanh nghiệp tín dụng cấp A, mà họ nộp thuế nhà nước mới chỉ là 18 tỷ. Đem tiền thuế nhà nước một năm của những doanh nghiệp này mới có thể xây dựng được tập đoàn Hoành Không. Mà tổng nguồn thu vào của cả tỉnh năm ngoái mới vượt qua ngưỡng 80 tỷ. Riêng tập đoàn Hoành Không năm ngoái đã khiến tỉnh phải bù vào những hơn 100 triệu. Bao nhiêu năm tích lại rồi, tỉnh cũng đang phải cõng con số nợ ngoài cho Hoành Không đến 1 tỷ. Tiền này ở đâu mà có? Không thể là tài chính của toàn tỉnh dính lên đó được. Những việc lớn nhỏ của tỉnh đều nhằm vào khoản tiền nhỏ này. Cả tỉnh không thể chỉ cứu tế cho một mình Hoành Không. Bởi thế khoản tiền đó đa phần là Hoành Không vay từ các ngân hàng, chính quyền và các bộ ngành liên quan đều lo lắng về khoản vay này. Đây chỉ là nợ nần mà chính phủ trả cho Hoành Không, mà bản thân cơ điện Hoành Không qua thanh lý tài sản, kết luận tổng giá trị tài sản thanh lý cũng chỉ được 3 tỷ. Nhưng nợ ngoài đến 6 tỷ, như vậy sẽ phải chịu thiệt 3 tỷ. Cậu nói xem, nó sao mà đóng cửa được? Nếu đóng cửa thì 3 tỷ kia không phải là tỉnh sẽ phải trả sao? Lại còn cộng thêm cả phụ cấp vị trí cho công nhân, như vậy nó phải là một con số trời định. Mà hiện tại, ngay cả lãi hàng năm của nó cũng đã phải trả cả hàng trăm triệu rồi. Năm ngoái tỉnh cũng phải ứng ra hơn cả trăm triệu để trả công nhân viên, còn lại phần lớn là để trả lãi ngân hàng. Mà hàng tháng những thành phần có liên quan đến công ty đều đến tỉnh đòi tiền. Hiện giờ... Các đồng chí bên tỉnh thấy các vị bên Hoành Không là đã nản lắm rồi. Vay tiền đến sợ, họ nhiều thủ đoạn, bao lần vây đánh, năm ngoái còn khiến cho phó chủ tịch quản lý Hoành Không và cả giám đốc tài chính tỉnh cũng sợ không dám về nhà. Năm ngoái ta nhận chức chủ tịch cũng phải dính với đồng chí Vệ Ngọc Cường của Hoành Không vài lần, cậu cứ hỏi thím cậu là rõ. Ninh Chí Hòa nói, còn nói đến chuyện đó làm gì, phiền chết được. Phí Hương Ngọc hừ nói. Đám đổ nát đó đáng ra phải giải tán rồi. Ông Ninh, giờ bảo Tiểu Diệp đến tiếp nhận có vẻ không thuận lắm. Nó quá nát rồi, mà Diệp Phàm lại đâu phải thần tiên. Sao mà làm được, chỉ sợ sau này Tiểu Diệp cũng sẽ không yên thôi. Phí Hương Ngọc nói đến đây rồi nhìn Diệp Phàm, nói. Nhưng, Tiểu Diệp, cháu và Vệ Ngọc Cường không giống nhau, nhà chúng ta cháu muốn đến thì đến, ta sẽ không để cho cháu bị sập cửa vào mặt. Nếu ông ấy đã bảo cháu đến để giải quyết đống đổ nát này thì chắc chắn ông ấy cũng lo lắng lắm. Hiện giờ ta là bí thư đại diện, vấn đề đó cháu phải tìm gặp đồng chí Khúc Chí Quốc, đừng đến tìm ta. Ninh Chí Hòa lập tức trả lời, có lẽ đúng là sợ Tiểu Diệp nói rõ thân phận họ hàng rồi lại phiền đến ông ấy. Trong lòng Diệp Phàm đúng là muốn cười, trong lòng nghĩ có được phu nhân lãnh đạo thế này không tồi. Sau này nhất định phải mang nhiều hậu cung ngọc nhan hoàn đến. Món đồ này không thể ngoại lệ với phu nhân của nhân vật số 1 của tỉnh rồi. Chú Ninh, cháu là do chú giúp chuyển đến. Vốn cháu yên ở Tấn Lĩnh, chú lại bảo cháu đến đây. Giờ cháu đến rồi thì chú cũng không thể qua cầu rút ván chứ. Diệp Phàm làm ra vẻ khổ sở, lần này đúng là sa vào đống bùn. Chắc chắn phải hỏi được hồng bao của lão Ninh mới được, không thể vào đến núi Ngọc mà lại tay không mà ra về. Ha ha ha! Phí Hương Ngọc ngồi bên cười to. Xem ông chồng sẽ trả lời ra sao. Được lắm tiểu tử, bản lĩnh trả đũa tăng lên rồi đó. Đúng là mất công ta trình bày lên trên, không cảm ơn ta đã khiến cậu thăng quan tiến chức mà còn dựa dẫm ta nữa sao.
thế này thì còn gì là đạo lý nữa? Ninh Chí Hòa trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Việc này đương nhiên là cháu phải cảm ơn chú rồi, đến lúc có cơ hội, cháu sẽ tặng thím hậu cung ngọc nhan hoàn mà. Chú hãy nghĩ xem, thím càng ngày càng xinh đẹp, chú nhìn có thấy vui vẻ không? Vợ càng xinh đẹp thì chú là nhân vật số một ở tỉnh sẽ càng nổi bật có phải không? Cái này còn nhiều hơn cả hứa mà chú mang lên trên, chỉ sợ cháu có đưa thì chú cũng không dám nhận có đúng không? Diệp Phàm tự nhiên lại ăn vạ, nét mặt cứng đờ nhìn Ninh Chí Hòa, gượng cười một tiếng, nói. Chú Ninh, có nói gì đi nữa thì cháu cũng là lần đầu đến, nếu trước sư phụ cháu thì chú là tiền bối, cũng phải bỏ cả hồng bao đúng không? Ồ, đại hồng bao, còn muốn ỉ lại ta có phải không? Ninh Chí Hòa hừ một tiếng từ trong mũi. Cầm thêm mấy chục triệu đi nhận chức có phải tốt hơn nhiều so với tay không không, đầu tiên là trả tiền lương cho công nhân một tháng. Như vậy có thể thể hiện là người tốt, cũng có lợi cho việc triển khai công tác sau này đúng không? Diệp Phàm cười nói. Không cần nói đến mấy chục triệu, chỉ một triệu thôi cũng không. Kêu cậu đến chính là thu thập đống đó. Thứ này ta đã làm 2 năm rồi, phiền phức, nghĩ cũng không muốn làm nữa, nếu muốn phát lương, tự cậu nghĩ cách đi. Mà ta nhắc cậu, có thể chủ tịch Khúc nhìn thấy cậu cũng thấy phiền. Đừng có tưởng mà vay được tiền. Ngày trước về Ngọc Cường vừa tới cũng muốn lấy tiền, giờ vừa mới đón Tết xong cũng phải mấy triệu đổ lên đầu ông ấy rồi. Nếu giờ mà cậu đi thì chắc chắn là bị nói. Lời nói của chú Ninh tạm gác lại đó, đến lúc đó đừng hy vọng ta sẽ nói gì với cậu. Chỉ cần cậu có thể kiếm tiền, tìm ra tiền, cậu có phát lương thế nào cũng không liên quan đến ta. Cậu có muốn bổ sung của năm ngoái ta cũng không phản đối. Ninh Chí Hòa không ngờ lại cười nhạt một tiếng, cũng xấu xa giống Diệp Phàm chút. Hai người này đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Chương 2795, nịnh hót. Hi hi. Phí Hương Ngọc nhịn cười không ra tiếng. Dù sao cũng phải cho phí cực nhọc chứ ạ. Diệp Phàm cũng thêm một câu. Không có, một chút cũng không có. Mà tôi nói cho cậu biết, tiền lương ăn Tết của Hoành không chỉ phát một nửa. Ngày trước còn nợ lương công nhân mấy tháng tôi không rõ. Nhưng nghe nói nếu tính ra thì cũng phải đến mười mấy tháng rồi. Ninh Chí Hòa nói, Diệp Phàm đột nhiên hít một hơi lạnh. Hắn thốt lên. Mười mấy tháng, không phải là hơn một năm rồi sao? Lương mỗi người cứ tính là 20 triệu, thì tức là khoản tiền đó phải tới vài trăm triệu cơ á. Ngay cả tiền lương còn chưa phát thì bảo hiểm lao động coi như cũng chẳng có. Tổng cộng lại, trời ơi, một con số trời bể. Diệp Phàm làm ra vẻ thảm hại. Đấy là sự thật, chúng ta là người một nhà nên ta không giấu cậu gì. Ninh Chí Hòa gật đầu, trầm lắng một chút, rồi nói. Tiểu Diệp, không để cho cậu nghỉ ngơi mà lại gọi cậu đến ngay đây là có nguyên nhân của nó. Vừa mới có một thông tin rất xấu. Công ty của cậu bị người ta lừa mất mấy chục triệu. Số tiền đó là khoản ăn Tết xong vừa vay từ ngân hàng. Cho nên, chú gọi cháu nhanh đến là để giải quyết việc này đúng không ạ? Diệp Phàm hỏi, nét mặt cũng rất ngưng trọng. Đúng, lập tức xử lý. Ninh Chí Hòa quyết đoán nói. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chú Ninh? Diệp Phàm hỏi. Việc này ta cũng vừa nhận được tin, hình như là năm ngoái đồng chí nào đó trong tập đoàn kéo một nhà máy khác đế đầu tư, hùn vốn. Ý tưởng thì hao nhưng lại không có kinh nghiệm, kết quả là bị người ta lừa cho hết, người thì chạy mất rồi. Tình hình cụ thể ra sao thì mai cậu hỏi trực tiếp đồng chí Thái Cường phụ trách về tập đoàn này. Ninh Chí Hòa nói. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm lên tỉnh, ủy ban lỷ luật và làm các thủ tục cần thiết. Trưởng ban tổ chức kỷ luật Cát Lạp A Cát là người dân tộc, nhưng quần áo đi làm thì không giống quần áo của người dân tộc, mà ông ấy mặc một áo jacket da. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, trưởng ban Cát Lạp nói. Đồng chí Diệp Phàm, lần này đồng chí đến nhận nhiệm vụ rất gian khổ, đồng chí phải chuẩn bị tư tưởng trước mới được. Từ lý lịch của đồng chí có thể nói, tuy đồng chí đã công tác được 10 năm nhưng đồng chí vẫn còn đi ít. Từ tỉnh Nam Phúc đến Việt Đông rồi lại văn phòng Trung ương, rồi trở lại Tấn Lĩnh, hiện giờ thì đến tỉnh Thiên Vân này. Trước kia đồng chí toàn đương nhiệm chức trong chính quyền, nhưng lần này đến Thiên Vân lại không phải làm về chính trị như thế mà là một chức vụ mang tính công việc hơn về tập đoàn Hoành Không. Ở doanh nghiệp và chính quyền là hai việc hoàn toàn khác nhau, tin chắc rằng đồng chí cũng đã có chút chuẩn bị rồi. Nhưng về tình hình của Hoành Không thì đồng chí cũng nên tìm hiểu qua. Đang nói đến đó thì ông ấy có điện thoại, ông ấy nhấc điện thoại lên ừ ờ một tiếng rồi lại đặt xuống, nói tiếp.
Chủ tịch Khúc muốn đồng chí qua bên đó, giờ ông ấy đang rảnh, muốn nói chuyện với đồng chí. Vậy tôi xin đi trước. Diệp Phàm đứng lên, nói. À, bộ đã tính mai cử đồng chí Trần Đình cùng đi với đồng chí. Trưởng ban Cát Lạp nói. Trần Đình là phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức Trung ương tỉnh ủy, là nhân vật số 2 trong ban tổ chức. Trưởng ban Cát Lạp sắp xếp ông ấy cùng Diệp Phàm đi, cũng là phải với đồng chí giám đốc doanh nghiệp cấp thứ trưởng của đánh bóng gần này. Nghe nói gần đây công ty đã xảy ra việc gấp cần xử lý. Tôi không chờ được, có thể chiều đi ngay được không? Nếu trưởng ban Trần không sắp xếp được thời gian thì tôi đi trước xem sao. Diệp Phàm hỏi. Được, tôi sẽ nói với trưởng ban Trần xem sao, bảo ông ấy chiều đi cùng đồng chí. Trưởng ban Cát Lạp gật đầu. Chủ tịch Khúc Chí Quốc cũng đang ngồi trong phòng làm việc, đến tòa nhà tỉnh ủy còn phải di qua Ủy ban Nhân dân. Nhìn bề ngoài văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân giống như một vệ tinh vươn ra để nhận năng lượng mặt trời mà phát điện. Bên ngoài có một bãi cỏ lớn, môi trường thật không tồi. Bởi vì thành phố Vinh Thành thuộc vào đồng bằng nên địa thế rất bằng phẳng. Bên trong thì quá phức tạp, Diệp Phàm nhìn thấy rõ bản đồ chỉ tòa nhà và đi thẳng đến phòng làm việc của Chủ tịch Khúc. Phòng làm việc của ông ấy cũng ít nhiều có điểm khác với các văn phòng khác, bên ngoài là một phòng tiếp khách nhỏ, ở giữa là thư phòng, và bên trong mới là phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh. Khi Diệp Phàm lấy chứng minh và thư giới thiệu ra, thư ký của ông ấy còn sững sờ một chút, có thể cho rằng Diệp Phàm còn quá trẻ, hình như còn trẻ hơn cả anh ta. Dương Thành nhìn kỹ Diệp Phàm mấy phút rồi mới đưa trả chứng nhận cho Diệp Phàm, nói. Giám đốc Diệp, Chủ tịch đang ở bên trong, anh vào đi ạ. À, giám đốc thích uống cà phê hay trà? Trà Long tỉnh thượng hạng được rồi. Diệp Phàm nói. Trà Long tỉnh thượng hạng, chúng tôi không có. Thư ký Dương kinh ngạc, rồi lấy lại bình tĩnh, trong mắt hiện ra một tia sáng không dễ khiến người ta khinh miệt. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn phát hiện ra, thật ngạc nhiên, đột nhiên đã hiểu ra. Có lẽ thư ký Dương đã tự coi mình là nhị thế tổ của thủ đô rồi. Bởi vì loại trà Long tỉnh thượng hạng cũng là trà đặc biệt, không thể mua được ở ngoài thị trường. Nghe nói vì trà này mà phân khu quân đội Hàng Châu đã phải cho người đến quản lý doanh nghiệp bán và chế tạo trà. Diệp Phàm buột miệng nói ra trà Long tỉnh thượng hạng, cộng thêm sự trẻ tuổi nên đã khiến anh ta hiểu nhầm. Rất xin lỗi, khi nãy tôi đọc tiểu thuyết, lại nói ra ngay từ trong chuyện đó. Thư ký Dương, tùy anh làm gì cũng được. Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Vậy một cốc trà Long tỉnh loại một đi. Thư ký Dương khẽ gõ nhẹ cửa, báo một chút. Diệp Phàm cũng gõ nhẹ cửa, sau khi nhận được hồi đáp cũng nhẹ nhàng đi vào. Thấy Chủ tịch Khúc đang ngồi xem tài liệu. Ông ta thấy Diệp Phàm vào, liền chỉ vào chiếc ghế đối diện nói. Đồng chí Diệp Phàm, mời ngồi nói chuyện. Khuôn mặt ông ấy rộng, mũi cao, khung người to, ngồi trên chiếc ghế ông chủ rất có tướng. Gọi đồng chí đến gấp là có chuyện muốn nói với đồng chí. Buổi chiều tôi phải lên thủ đô họp rồi, vì thế giờ nên nói chuyện. Chủ tịch Khúc nói. Diệp Phàm ngồi đối diện nhìn chằm chằm ông ấy nói, rồi nói. Cũng may, chiều tôi muốn đến tập đoàn Hoành Không luôn. Chiều đi luôn rồi sao, cũng tốt, đi sớm chút sẽ tiến hành vào trạng thái công việc sớm hơn chút. Chủ tịch Khúc hơi sững sờ, nét mặt cũng giãn ra, nói. Đồng chí Diệp Phàm, nói vậy thì đồng chí cũng đã biết chút chuyện liên quan đến Hoành Không rồi. Vâng, tôi đã biết sơ qua một chút, nhưng tối hôm qua mới biết. Diệp Phàm gật đầu. Đó là chuyện thường tình, có thể trong lòng đồng chí còn có chút không ngờ đúng không? Chủ tịch Khúc nói. Đúng là có chút bất ngờ, vì tính đặc thù của tập đoàn này. Diệp Phàm gật đầu nói. Ừ, tập đoàn Hoành Không đúng là đặc biệt. Nó không trực thuộc Ủy ban Quản lý, giám sát tài sản nhà nước nhưng lại thuộc quản lý một số bộ phận. Mà đơn vị cấp trên của nó lại là chính quyền hai tỉnh Thiên Vân và Mạc Nam. Bên kia họ chiếm 40% cổ phần, còn 60% còn lại là của tỉnh chúng ta. Cho nên sau này khi đến tiếp nhận Hoành Không rồi thì đồng chí cũng phải có một chuyến sang Mạc Nam mới được. Phải liên lạc với họ để cho họ thấy đồng chí, để lấy được sự ủng hộ của họ mới được. Chủ tịch Khúc thâm ý sâu sắc, nói. Tôi hiểu. Diệp Phàm gật đầu nói. Ồ, uống trà đi. Lúc này thư ký Dương đã gõ nhẹ cửa mang trà vào rồi lại lui ra. Chủ tịch Khúc đã mời Diệp Phàm uống trà rồi nói. Nếu đến đây thì chắc đồng chí cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Về việc của Hoành Không, có thể cũng có nhiều đồng chí đã nói với đồng chí rồi, tôi cũng chỉ muốn nói với đồng chí vài từ thôi.
Nói đến đây nét mặt ông ấy nghiêm túc lại, uống ngụm trà rồi mới nói. Tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu. Ông ta cũng thật xấu xa, chỉ một câu đã khiến cho con đường kêu gọi tiền của hắn ta tắc nghẹn. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ gật đầu nói. Tôi sẽ ghi nhớ lời dặn dò của chủ tịch, sau khi về tôi sẽ dán tám từ đó ở công ty, lúc nào cũng sẽ nhắc nhở bản thân, cũng để nó khích lệ tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty. Treo hay không không quan trọng là phải để nó trong tim. Đồng chí có hiểu ý của tám từ đó không? Chủ tịch Khúc nói, như kiểu nghĩ Diệp Phàm châm chọc ông ấy thì phải. Tôi hiểu, ý của chủ tịch là không nhờ vả ai, phải tự lực cánh sinh. Hơn nữa còn phải gian khổ mà phấn đấu, để công ty đi lên từ vũng bùn này. Khiến cho công ty phát triển lên. Diệp Phàm gật đầu nói, nhưng hai từ vũng bùn nói rất nặng. Tự nhiên lại thể hiện thái độ cho ông ta, tập đoàn Hoành Không của ông chính là một vũng bùn lớn mà làm ra thành tích thì phải là thành tích lớn. Vũng bùn, cách so sánh này của đồng chí rất chuẩn xác. Trên tỉnh đều rõ, không phải là thấy chết không cứu, mà chúng ta đã cứu họ bao lần rồi. Giờ cũng nói với đồng chí hết tất cả, đây là nỗ lực cuối cùng của tỉnh. Chủ tịch Khúc nói mà hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ý của chủ tịch là nếu như tôi không thể đưa nó ra khỏi vũng bùn thì nó sẽ trở thành lịch sử của tỉnh Thiên Vân đúng không? Diệp Phàm hỏi. Khả năng lý giải của đồng chí rất mạnh, tôi rất hài lòng, trên tỉnh rất hy vọng về sự có mặt của đồng chí. Dựa theo lý lịch công tác của đồng chí, chúng tôi thấy đồng chí đã lập nhiều kỳ tích ở nhiều nơi làm việc. Đặc biệt là thời gian gần đây khi công tác ở Tấn Lĩnh, đồng chí đã kêu gọi được tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đầu tư vào tập đoàn Phong Thiên mấy tỷ liên. Đây là một khoản tiền tương đối lớn, đó là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới, Phong Châu lại không phải là một nơi tốt, họ đã chấp nhận đầu tư trước tỏ đồng chí đã dùng thủ đoạn rất cao minh. Và chúng tôi cũng kỳ vọng vào anh nhiều như vậy, chính là ở nói này. Đồng chí Diệp Phàm, tin tưởng rằng đồng chí sẽ không khiến chúng tôi thất vọng. Chủ tịch đánh giá về Diệp Phàm tương đối cao, không ngờ lại dùng hai từ thủ đoạn, chứng tỏ nói chuyện đã rất tự do, không câu nệ gì. Chủ tịch, cái mũ cao giá đó tôi không dám đội. Tập đoàn nổi tiếng đó có thể thành công tiến vào Phong Châu đó là vì có nhiều nguyên nhân. Không thiếu thiên thời địa lợi nhân hòa, mà sự hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tấn Linh cũng các đồng chí của Phong Châu cũng là một trong những nguyên nhân. Còn nói về thủ đoạn nhỏ mà tôi dùng cũng chỉ là bước đệm thôi. Chủ tịch đã quá đề cao tôi rồi. Diệp Phàm nhanh chóng khiêm tốn nói, trong lòng nghĩ không thể để ông ta tâng bốc mình lên rồi lại cho quay cuồng lên được. Chương 2796, thái độ của chủ tịch Thái. Ha ha, Phong Châu có thể thu hút tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đầu tư. Lẽ nào Thiên Vân của chúng ta lại không thể thu hút Hồng Phách Thiên Chân thứ hai đến đầu tư sao? Từ vị trí địa lý có thể thấy, Phong Châu là nơi hẻo lánh của phía Bắc. Mà tổng bộ của Hoành Không lại ở khu giữa thành phố Hạng Nam và tỉnh Điền Nam. Vị trí này hơn nhiều so với Phong Châu. Huống chi sản phẩm của Hoành Không có thể thông qua vận chuyển trong nước mà có thể đến cảng biển, phương thức vận chuyển rất thuận tiện. Về điều kiện địa lý thì chúng ta hơn hẳn Phong Châu. Lại nói về nhân hòa thì chính quyền Tấn Lĩnh coi trọng, ủng hộ Phong Châu xây dựng. Mà tỉnh chúng ta và cả Điền Nam cũng sẽ bỏ sức ra để ủng hộ, giúp đỡ Hoành Không đứng lên nhiều hơn thế. Mà ủy ban còn cho một tổ chỉ đạo công tác ở tập đoàn Hoành Không để triển khai công tác. Có họ, đồng chí muốn liên lạc với chúng ta cũng rất dễ. Có gì khó khăn, thì hãy liên hệ với chúng tôi. Mà chúng tôi có thông báo gì cũng sẽ chuyển đến cho các đồng chí trong thời gian ngắn nhất. Về phần thiên thời, nếu nói về phong thủy, đất Điền Nam kia là đất địa nhân kiệt, người xưa đã có đại soái uy danh, hiện giờ cũng là những người trí thức nổi tiếng. Điền Nam còn có thông thiên hà qua tỉnh. Đương nhiên thông thiên hà này không giống như dòng sông trong Tây Du Ký. Nhưng cũng có thể thấy sự phát triển của thủy hệ, tiện cho việc vận chuyển. Mà tập đoàn Hoành Không được xây dựng bên bờ sông thông thiên, lại tựa vào núi, như vậy trước mặt đều thuận lợi cho vận chuyển. Bởi vì ba nhánh sông lại hội tụ lại ngay trước tập đoàn. Mà tổng bộ của đồng chí còn có một chỗ cong lớn, vừa vặn là nguồn nước hợp lại từ ba nguồn. Cái đó trong phong thủy học người ta gọi là nơi Tam Giang Long Mạch, chính là nơi đẹp. Có sông có núi. Và cũng thuận theo dấu gió nạp thủy của phong thủy học. Chỉ tịch Khúc lập luận kỳ lạ nói, khiến Diệp Phàm suýt nữa thì nghẹn họng chân chối. Đôi mắt ưng của hắn ta quan sát, sao lại có cảm giác chủ tịch Khúc lại có khí chất giả thần giả thánh thế. Suýt nữa thì đưa tỉnh Hạng Nam lên đến tiên cảnh rồi.
hạng nam mà thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy sao không thể vực hoành không bao năm nay sụp đổ lên được. Những lời này Diệp Phàm không dám mở miệng ra, người ta là chủ tịch đang nói khoác, thì bên dưới cũng chỉ có thể nghe theo thôi, mà cũng phải để cho ông ấy thổi phồng lên mới được. Cứ để ông ta thổi phồng lên không chừng sướng mồm lại có thể lộ ra gì đó. Ha ha, có phải là nghĩ khúc chí quốc ta là thần thánh phải không? Ông ta nhìn Diệp Phàm cười nói. Ha ha, sao có thế thế, những lời chủ tịch nói là thuật phong thủy mà, người ta thường nói. Cổ gia bao hy phục hy thị chi vương thiên hạ giã, ngưỡng tắc quan tượng vô thiên, phủ tắc quan pháp vô địa, quan điểu thú chi văn, giữ địa chi nghi. Sau đó văn hiến hai đời ân, Chu có nhiều lần di rời doanh ấp cũng đã ghi lại trong lịch sử. Biết là tương địa thuật và thiên văn học giống nhau, đó là khởi nguyên của quan trắc dân chúng. Bởi vậy mà nhà sử học Tây Hán cho rằng, tướng địa và tướng nhân, tướng châu ngựa, tướng đao kiêm, đều thuộc hình pháp học Hán thư, nghệ chí văn. Cho nên tôi nghĩ, nó cũng chỉ là môn địa lý học phong thủy mà thôi. Thế giới muôn màu, truyền thuyết nói rằng không thể biến những thứ của phong thủy học thành một môn học vấn, ít nhất nghiên cứu về địa lý cũng thấy thích thú. Mà diện mạo sông núi là một thủ đoạn mà chúng ta thưởng thức nó có phải không? Diệp Phàm cười nói, lập tức nhàn nhã đi. Thực ra, nói về những điều này chắc chắn là Diệp Phàm thương ngày đã nghe sư phụ nói. Ha ha, theo Hậu Hán thư, Vương Cảnh truyền ghi chép lại, cùng với thời của chuyên gia thủy lợi, Vương Cảnh, tăng lấy 6 cách ứng xử để. Hơn nữa chúng thư lộn xộn, lành giữ tương phản, chính là tìm hiểu phương pháp văn thư. Tòa nhà cấm kỵ, phong thủy cùng người, phù hợp với người dùng đó tích tụ thành đại diễn huyền cơ. Thực ra tôi là người kiên định theo học thuyết vô thần. Lại càng không mê tín, mà trước giờ cũng chưa tin cái gì mà là ma phúc địa. Đơn giản chỉ là chuyện phiếm lúc nhàn rồi, về địa lý thì tôi chỉ là tìm thú vui mà thôi. Mà, chúng ta có thể thay thế góc nhìn để quan sát xã hội hiện tại của chúng ta, quan sát thế giới mà chúng ta đang sống. Thế giới thật rộng lớn, có vô vàn những thứ kỳ lạ. Nếu như nhìn ở góc độ khách thì công việc của đồng chí nhất định có gợi ý. Chủ tịch Khúc cười sảng khoái, nhìn Diệp Phàm không ngờ trong ánh mắt lại có cảm giác tri âm. Tôi cũng thế, đổi góc độ nhìn đi cũng tốt. Đương nhiên tiểu Diệp tôi còn quá trẻ, về phương diện kinh nghiệm và năng lực thì còn kém chủ tịch rất nhiều. Về những nhận thức thưởng thức địa mạo chắc chắn không được thâm thúy như chủ tịch. Nhưng tiểu Diệp có thể học, xin chủ tịch dạy bảo nhiều. Sau này nếu có thời gian xin chủ tịch dạy bảo cho, cũng là dẫn dắt cho hậu bối có phải không ạ? Diệp Phàm cũng cười. Giờ phút này hắn ta cảm thấy khoảng cách giữa hai người như thu ngắn lại. Đây nên gọi là gì là hợp ý? Ha ha, tiểu tử Diệp cậu, hai chúng ta đúng là một đôi giả thần giả thánh rồi. Chủ tịch Khúc cười sảng khoái. Làm giả thần giả thành một chút cũng không sao có phải không chủ tịch? Diệp Phàm cũng cười theo. Trở lại chuyện chính, sau khi đến đó cậu tính phải làm sao nhanh chóng đưa tập đoàn Hoành Không đi vào quỹ đạo? Chủ tịch Khúc hỏi. Nét mặt lại nghiêm túc lại. Nói thật, mới biết về Hoành Không có 3 ngày. Trong thời gian ngắn tôi vẫn chưa có phương án thực tiễn để đưa nó vào quỹ đạo. Dù sao, tôi cũng chưa đến đó, nên chưa hiểu tình hình ở đó, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Nhưng, nếu theo tổng thể mà nói, đơn giản là chỉnh đốn lại bộ máy quản lý, tìm ra những phần tử có tiềm lực, sau đó quay sang tìm đối tác, mở rộng suy nghĩ, mở rộng cặp mắt, nhưng quan trọng là khó tìm được đối tác. Mà chỉ giơ tay ra đòi tiền thì không thể làm trong thời gian dài được, chỉ có thể khiến Hoành Không càng ngày càng lún sâu mà thôi. Chỉ là bước đầu tôi nghiên cứu về Hoành Không, hình như sản phẩm mà nó làm ra giấy tán, máy móc nhỏ có, các thiết bị điện cũng có. Hình như còn có nhiều máy móc về nhiều mặt khác nhau. Mà ở bên Việt Đông còn có cả phân xưởng chế tạo. Nhưng, sản phẩm thì rộng rãi nhưng lại không hình thành quy mô. Mà chủ yếu là không có sản phẩm chủ lực. Về cơ bản chỉ lấy việc gia công linh phụ kiện làm chính. Như vậy chỉ có thể kiếm được chút tiền ít ỏi, mà lại còn bị bọn bóc lột chiếm đoạt mất. Trước là thời đại quy hoạch kinh tế, mà nhà máy này vì là thuộc nhà nước, và chính quyền cũng phải ủng hộ họ nhiều. Thực ra tôi thấy việc ủng hộ này được coi như sủng ái, khiến cho công nhân có được một cảm giác ỷ lại, không chịu lo làm ăn, nên sinh ta tật xấu. Khi không có tiền là lại mở mồm lên tỉnh mà xin, có khó khăn gì là hỏi tỉnh. Dần dần đã thành một thói quen. Trước kia là kinh tế bao cấp, có được ủy ban, nhân dân như tìm thấy cây đại thụ. Giờ không thể thế, giờ là thời đại kinh tế thị trường rồi, cái gì cũng phải tự lực thôi.
chính ủy ban ngày xưa cũng không thể cưỡng ép được người khác mua sản phẩm của anh. Thời đại khác nhau rồi, thời đại đang phát triển, mà Hoàng không lại dừng lại, vẫn còn đứng trong quan niệm kinh tế bao cấp. Một khi không còn mẹ ủy ban nữa thì trong thời gian ngắn cũng sẽ luống cuống như mất đi chân tay, mất đi phương hướng, mất đi mục tiêu. Không biết sẽ rơi vào tình cảnh nào, tôi đã xem tài liệu về mấy năm nay, phát hiện ra có chút cãi vã. Mà bởi vì không hiểu quy luật thị trường, mù quáng đầu tư nên Hoành không mới càng họa vô đơn chí. Khiến cho càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn, đến giờ đã lún đến cổ rồi. Khiến cho người ta có cảm giác vô phương cứu chữa. Ngay cả cán bộ, nhân viên cũng không làm gì, tất cả chỉ ngồi đó ôm mộng như một hào thượng hàng ngày gõ chuông là đủ. Không ai chịu xả thân vì công ty, không ai chịu nghĩ cách cứu công ty. Bởi vì họ đã mất đi chí tiến thủ, đã thất vọng đến cực điểm rồi. Con thuyền Hoành không hỏng lúc này thì họ cũng tan rã lúc đó. Vì chén cơm manh áo của mình mà họ đều muốn tìm đến chỗ khác làm. Họ chỉ nghĩ như vậy, không hề đoàn kết, tập hợp lại mà cứu Hoành không. Cho nên, bộ máy quản lý công ty rất quan trọng. Không chỉnh đốn nhân sự, không triệt để đổi mới thì chẳng cần bàn bạc làm gì. Diệp Phàm thao thao bất tuyệt nói. Phát hiện ra chủ tịch Khúc rất chăm chú lắng nghe. Từ cách lý luận của cậu, có cảm giác như cậu đã có dự tính bước đầu giải quyết rồi đúng không? Nếu như vậy, cậu làm đi, chúng tôi ủng hộ cậu. Chủ tịch Khúc nói. Chủ tịch, nếu như tôi tay không mà đứng lên chỉ đạo thì các đồng chí có ủng hộ tôi không? Diệp Phàm dùng ngôn từ sắc bén nói, đi ngay vào trọng tâm vấn đề. Ủng hộ. Chủ tịch Khúc liền nói ngay ra hai từ. Được, tiền tôi không giơ tay ra xin, chỉ xin hai từ đó. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Sau khi ra khỏi phòng của chủ tịch Khúc, Diệp Phàm đến thẳng văn phòng của phó chủ tịch Thái Cường. Bởi vì buổi chiều Diệp Phàm lên đường, khi nãy chủ tịch Khúc cũng đã bảo thư ký nói trước với phó chủ tịch Thái rồi. Cho nên tuy sắp đến giờ tan làm nhưng ông ấy vẫn chưa về. Mà đích thân chủ tịch Khúc gọi điện dặn, nên trong lòng phó chủ tịch Thái đã có cảm giác chủ tịch Khúc ra mạnh tay với tập đoàn Hoành không rồi. Thực ra, trong những lãnh đạo tỉnh thì phó chủ tịch Thái là buồn bực nhất. Chỉ vì một Hoành không mà đã gây sức ép khiến ông nhập viện 3 lần. Ông ấy sớm đã muốn thay đổi đơn vị công tác nhưng tất cả các chức phó khi nghe thấy tập đoàn Hoành không đều đáng sợ, chẳng ai dám tiếp nhận đơn vị này. Nghe nói có phó bí thư đảng ủy mới nhận chức, giám đốc Diệp Phàm đến. Thái Cường nghe xong đã tự nhủ giơ tay chuẩn bị trước. Tự nhiên Diệp Phàm tuy là lần đầu gặp nhưng trong lòng ông ấy như đã là tâm bệ nhồi. Cho rằng Hoành không là một mảnh đen, tiểu tử này tuy trẻ nhưng trẻ như vậy thì chắc có đằng sau lớn. Còn ông cháu cha, quan hệ với những người này chắc chắn sẽ lại càng áp lực. Tự nhiên, ngay từ đầu ông ấy đã nghĩ đến lập uy. Bằng không sau 3 ngày cả hai đến gây áp lực thì bộ xương già này cũng không chịu nổi. Thực ra thì Thái Cường không già, mới chưa đến 50. Chương 2798, nhậm chức. Vừa rồi nói như thế chính là mượn tay tổ công tác để xử lý đồng chí không tiện kia. Thực ra là hiềm nghi mượn đao. Không thể ngờ rằng lại khiến Thái Cường phát hiện ra, không ngờ lại đẩy đi. Nhưng, chính quyền quan tâm đến Hoành không như vậy thì không thể kéo dài như thế. Có thể giữ được nó ngày nào thì càng có thể tiến hành triển khai công việc sớm ngày ấy. Nếu ngay cả chính quyền cũng không có lòng tin thì chúng ta cũng đã mất đi lòng tin rồi. Các lãnh đạo chính là tâm phúc của chúng tôi, là lãnh đạo chủ quản cấp trên. Có chỉ thị của lãnh đạo thì chúng tôi mới có thể xác định đúng phương hướng, giống như lạc đường có thể thấy được đèn. Diệp Phàm vòng vo rồi cũng ép lại. Được, việc này để đợi chủ tịch Khúc đi họp từ Bắc Kinh về tôi sẽ thông báo cho ông ấy. Còn về việc đồng chí có kiến nghị, tôi cũng sẽ phản ánh kịp thời. Tranh thủ càng nhanh càng tốt tiến hành nắm vững Hoành không. Thái Cường cũng nói những lời vô ích, và cả khách sáo. Tranh thủ, cái từ này nghe phạm vi có vẻ lớn quá. Một ngày cũng là tranh thủ, một năm cũng là tranh thủ. Cái thái độ tiêu cực của Thái Cường khiến cho Diệp Phàm căm tức. Là một lãnh đạo phân quản vậy mà chẳng hề có tinh thần trách nhiệm với Hoành không cả. Mà ông ta lại có thái độ như thế, thế là thế nào? Có lẽ người ta sớm đã muốn bỏ Hoành không này cho rảnh thân. Căn bản là không muốn lo rồi, từ điều gì đó lại có ý các anh tự bản thân mà lo liệu đi. Buổi chiều, hai chiếc Audi cùng Diệp Phàm đi, một chiếc là Audi A6 của đồng chó Trần Đình, phó trưởng ban tổ chức Trung ương tỉnh. Còn một chiếc khác là con Audi A8 của đồng chí Thái Cường, cấp bậc không hề giống nhau, rõ ràng đã phân biệt ra.
Diệp Phàm ngồi trong xe của Thái Cường. Thành phố Hạng Nam ở phía nam của Thiên Vân, có hơi nghiêng về phía tây một chút. Mà tỉnh Thiên Vân là một tỉnh lớn, không nói đến dân số đông, mà ngay cả diện tích của nó cũng tương đối lớn. Bởi vì là đất liền, lại nằm khu vực miền Tây. Cộng thêm núi cũng cao, ngày trước được gọi là thục đạo nan, khó như lên trời. Vì thế cộng thêm việc kinh tế còn kém xa vùng Duyên Hải. Vì thế mà dường như toàn tỉnh không có đường cao tốc. Mà từ thành phố Vinh đến Hạng Nam chỉ có một đoạn cao tốc. Còn lại đều là những con đường nhựa cấp 3, vì thế mà từ thành phố Vinh đến Hạng Nam cũng phải mất mười mấy tiếng ngồi xe. Xe đi được 6 tiếng thì đến thành phố Dương Vân, cũng là lúc đến giờ ăn tối. Mà chủ tịch thành phố Dương Vân Trương Huy Minh cùng mấy đồng chí cũng đã đứng chờ sẵn ở cửa rồi. Bởi vì bí thư thành ủy không ở đó nên đồng chí Trương Huy Minh dẫn đoàn. Hai bên chuyện trò một lát, thấy hai vị lãnh đạo đã mệt mỏi. Vì vậy Trương Huy Minh liền sắp xếp cho hai người về khách sạn nghỉ ngơi. Thái độ của Trương Huy Minh đối với Diệp Phàm nhạt, mà cũng có lễ, dù sao hai người chẳng có lợi ích gì để mà thù hận nên cũng không thể hiện gì cả. Đương nhiên việc hành lễ là việc nên làm rồi. Tuy nói hiện giờ hai người không có xung đột gì nhưng cũng không thể đảm bảo về sau không có. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đã lên đường rồi. 10 giờ sáng xe cuối cùng cũng đã đến đất Hạng Nam. Bí thư thành ủy Hạng Nam Cái Thiệu Trung và chủ tịch Lam Tồn Quân cùng những thành viên trong thành ủy đắp đến giơ biển hoan nghênh các đồng chí đến Hạng Nam. Bởi vì Diệp Phàm ngồi trong xe của chủ tịch Thái Cường, chiếc xe này lại đi trước nên nhìn qua kính đã thấy một cảnh tượng kỳ quái. Dáng người Cái Thiệu Trung to lớn, vai rộng, dưới hàm lại còn một chỏm râu. Người này mặc một bộ jacket da dài, phần dưới mặt chiếc quần cao bồi rộng lớn. Nếu như da mà đổi thành màu trắng, đội thêm chiếc mũ cao bồi thì chắc chắn là trang phục của bộ lạc cao bồi của Hoa Kỳ. Thân người ông ta to lớn như vậy mà đứng ở giữa đường, đằng trước, còn cách sau ba bước mới là người mặc đồ Tây, rất trang trọng đó chính là đồng chí Lam Tồn Quân. Đằng sau nữa là những phần tử trong bộ máy của Hạng Nam. Cho Diệp Phàm một cảm giác về tầng lớp, đẳng cấp rõ ràng Diệp Phàm cũng có chút cảm giác hoang đường như khi kiểm duyệt bộ đội. Mà người Cái Thiệu Trung kia chắc chắn đóng vai nhân vật cực kỳ hống hách. Có thể là Lam Tồn Quân ở đây cũng khó mà sống yên lành. Gặp phải loại sừng này, có thể là chuyện gì người ta cũng phải nhúng tay vào, mà Lam Tồn Quân lại là cán bộ ngoại tỉnh, nên chức chủ tịch thành phố cũng phải nín thở. Lão Cái, xa thế mà đến, vất vả rồi. Cái Thiệu Trung rất phóng khoáng, thấy Thái Cường xuống xe ông ta không hề liền vội vã đến chào hỏi, mà vẫn đứng yên chỗ đó, chủ tịch Thái đi đến và phải chào hỏi trước. Thấy chủ tịch Thái chào, nét mặt Cái Thiệu Trung mới vui vẻ, rồi cũng giơ tay ra chào đón. Và cái nắm tay của hai người họ cũng như là đến giới tuyến phân cách của hai người, hình như là tính bằng bước chân. Diệp Phàm lấy làm lạ, thầm nghĩ, hay đó là khoảng cách của các lãnh đạo. Mà Cái Thiệu Trung gặp Thái Cường cũng chỉ giơ có một tay ra chào đón, và ông kia cũng giơ một tay ra. Chứ không như các lãnh đạo khác, cấp trên xuống là cấp dưới phải giơ cả hai tay ra chào đón. Tình tiết này cũng lọt vào sự suy nghĩ của Diệp Phàm, Cái Thiệu Trung là nhân vật đáng xem đây. Diệp Phàm cũng đã tìm hiểu về con người này, ông ta không phải là già chỉ tầm 45, 46 mà thôi. Cán bộ thế này đã có thể ngồi vào chức bí thư thành ủy thành phố Hạng Nam tỉnh Thiên Vân. Người này đúng là tuổi trẻ, sức trẻ, là cơ hội tốt nhất cho công việc, sau này nhất định sẽ có thể được đề bạt sẽ có không gian tiềm lực cao. Thời điểm này nên khiêm tốn và cung kính mới đúng chứ. Ông ta làm như thế lẽ nào lại không sợ lãnh đạo sao? Nếu không sợ chứng tỏ ông ấy là một người có năng lực thật, hay là hậu thuẫn đằng sau chắc chắn vững. Ngay cả phó chủ tịch Thái mà người ta cũng không coi ra gì thì mới có thái độ ngông cuồng như vậy chứ. Mà chủ tịch Thái cũng chẳng hề có thái độ không vui gì cả, ngược lại lại còn vui vẻ cười nói bắt tay nói chuyện thân thiết với ông ta. Chẳng lẽ lại là ông ta đã đi guốc trong bụng Thái Cường sao? Diệp Phàm có cảm giác không phải thế. Dùng mắt ưng nhìn Thái Cường, quả nhiên có chút manh mối. Phát hiện ra tuy bề ngoài lão Thái che giấu vô cùng giỏi, không thấy chút sơ hở nào, thực ra khí tràn ra không ổn định, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trong lòng ông ta không hề thoải mái, cũng đúng, nhìn tư thế Cái Thiệu Trung thế đến các vị lãnh đạo đều không chịu được. Bởi vì quá lô liễu, lúc đó chắc chắn phải có mấy chục con mắt nhìn vào. Diệp Phàm cảnh giác, con người Cái Thiệu Trung này không dễ tiếp cận. Tuy Hoành không là trực thuộc quốc doanh và chính quyền tỉnh quản nhưng lại trên địa bàn Hạng Nam. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, có thể có nhiều việc quan trọng cần phải đến tìm Cái Thiệu Trung.
Lão cái, vị này đến từ Tấn Lĩnh, đến tập đoàn Hoành Không nhận chức phó bí thư, chủ tịch Diệp Phàm. Chủ tịch Thái cười, giới thiệu Diệp Phàm đứng bên cạnh. Ồ, giám đốc Hoành Không, đúng là non quá. Quả nhiên cái Thiệu Trung lại thể hiện khí phách, xoang mũi còn hừ lên một tiếng, nói. Tôi đi chào hỏi đồng chí Trần chút. Nói xong cũng không hề nể mặt Diệp Phàm, bỏ ngay tay khi bắt Diệp Phàm sang luôn đồng chí Trần Đình để chào hỏi. Sắc mặt Thái Cường khó chịu, ông không nể mặt Diệp Phàm cũng được, điều này chứng tỏ là cũng không hề nể mặt cả người giới thiệu này. Nét mặt Thái Cường đã bị Diệp Phàm thấu hết, hắn ta liếc nhìn ông ta, ngón tay đột nhiên bắn về đằng sau. Bộp một tiếng, vừa mới bắt tay đồng chí Trần Đình, dường như đầu gối của cái Thiệu Trung có vấn đề, không được vững chắc. Nhìn lại sau, có thể vì người lão ta to lớn quá, nên đã ngã ra sau. Cùng lúc đó cũng đã khiến cho cả đồng chí Thái Cường đứng bên cạnh ngã luôn. Ngay cả Diệp Phàm bị cái Thiệu Trung đụng vào cũng đã thuận thế mà lao xuống. Vị trí của người này đúng là lợi hại. Trong cú ngã này, mông của Diệp Phàm đã ngồi đúng lên mặt của cái Thiệu Trung, mà Diệp Phàm cũng ra vẻ né tránh. Một tay thì vỗ đúng vào mũi chủ tịch Thái. Ngại quá, ngại quá. Diệp Phàm khẩn trương đứng dậy, hình như lại còn không nhã nhặn đã phọt cả ra phát rắm trên mặt cái Thiệu Trung. Tiếng không vang lớn lên đến cả những thành viên trong chính quyền đứng xa cũng đều nghe thấy rõ. Mặt Diệp Phàm đột nhiên đỏ bừng lên, mau chóng chạy đến đỡ chủ tịch Thái dậy. Lam Tồn Quân cũng không chậm chạp, chạy đến đầu kia nâng cái Thiệu Trung dậy. Rồi phủi cả quần áo cho ông ta nói. Mau lấy giấy lên, mũi bí thư cái chảy máu rồi. Bên cạnh đó, Lam Tồn Quân cho Diệp Phàm một cái nhìn, biết là khi nãy Diệp Phàm cố ý gây ra. Đồng chí Lam Tồn Quân vui vẻ trong lòng, thật muốn hét lên tự nhiên tớ lại như làm chủ. Anh làm gì vậy? Mũi cái Thiệu Trung chảy máu thật, hung hăng chạy đến trước mặt Diệp Phàm hét lớn. Ông ta đúng là đã tức điên lên rồi, không chịu nổi. Hơn nữa cũng không để ý đến xung quanh. Việc này, vừa rồi, hình như, Diệp Phàm giả bộ tủi thân nhìn chủ tịch Thái. Lão cái, sau này đứng cho chắc chút, người to như vậy đùng có đứng thế chứ. Thái Cường tức tốc nói, nợ cũ nợ mới tính cả, để ông nói ra hết. Chủ tịch, Diệp ngồi lên cả mặt tôi, thật không ra sao, không hiểu chút quy củ nào cả, đúng là hành vi vô lại. Cai Thiệu Trung mặt đỏ như đít khỉ. Một người luôn coi trọng hình tượng của mình không ngờ hôm nay lại bị mất mặt thế. Mà chưa từng có khi nào bị chịu thiệt thế này. Chỉ có điều người này cũng không muốn xung đột với Thái Cường, chỉ nói Diệp Phàm, nhằm hết vào Diệp Phàm, sẽ nghĩ cách để trả thù. Mà cái từ chủ tịch Diệp lại còn bị ông ta kéo dài rằng giặc. Vẻ mặt thì hung hăng như Sơn Đại Vương. Vô lại, tôi thấy đồng chí nào đó mới là vô lại. Diệp Phàm lạnh lùng đáp trả, tự nhiên lại khiêu khích người này. Ngươi nói ai vô lại, tên du côn kia, dám coi lão cái này là thế nào, đồ khốn kiếp. Cái Thiệu Trung tức lắm rồi, chỉ thẳng tay vào Diệp Phàm mà chửi mắng. Diệp Phàm còn ra vẻ hơi co người lại, giả bộ như lùi lại một bước thực ra là dùng nội lực khiến cho cái Thiệu Trung nhào về hướng hắn ta. Mà lúc này tay của ông ta đang chỉ vào Diệp Phàm, người ngoài nhìn thấy sẽ có cảm giác là cái Thiệu Trung tức giận nên đã chút lên Diệp Phàm. Chương 2799, bóp cổ bí thư. Ông sao lại có thể nói vớ vẩn trước bao người ở đây được? Khi nãy rõ ràng là ông không đứng vững khiến cho tôi cũng mất mặt theo. Không xin lỗi lại còn nói lung tung. Đồ khốn kiếp, tôi thấy ông mới là đồ khốn kiếp. Chẳng ra làm sao. Diệp Phàm quyết định kiêu ngạo một phen. Ngón tay của cái Thiệu Trung vừa mới chỉ đến trước mặt hắn, thực ra là chưa chạm vào, nhưng lại có thể khiến cho người ngoài thấy như lão ta đang hung hăng đâm Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng là phản ứng tự vệ. Thế là giơ tay ra mà bóp cổ lão ta. Tuy ông ta còn cao hơn Diệp Phàm phải vài centimet nhưng Diệp Phàm là cao thủ, khí công tập trung ở tay khiến cái Thiệu Trung không thể nào mà nhúc nhích được. Ngươi, muốn làm gì? Cái Thiệu Trung kêu to, nhưng cổ đã bị Diệp Phàm bóp nghẹn không lên tiếng, cả người đều bị Diệp Phàm nhẹ nhàng xách lên, cứ như con vịt bị tóm cổ, nhấc lên mà hai chân vẫn còn giãy giụa. Cảnh tượng vở kịch này suýt thì khiến các thành viên lãnh đạo ở đây phải hóa đá. Ngay cả chủ tịch Thái cũng không phản ứng gì, đứng ngây ra đó nhìn cái Thiệu Trung đang giãy giụa. Phải hơn chục giây sau mới có phản ứng lại, ông ta nhanh chóng nắm tay Diệp Phàm nói. Bỏ ra, đều là người thế nào mà làm thế này, hâm à. Hừ, từ nay về sau đừng có mà hung hăng trước mặt tôi, phải biết giữ cái mồm của mình, nghĩ rồi hãy nói.
Diệp Phàm bỏ tay ra, hạ cái Thiệu Tùng xuống, mông lão ta tệt xuống đất, Diệp Phàm nhân cơ hội này còn ném thêm một câu, làm Tổn Quân ngầm ra hiệu như anh là số một. Khụ khụ, cái Thiệu Trung bị nghẹn, đứng lên, nhưng ngay lập tức phải ngồi xổm xuống ho liền mấy tiếng, làm Tổn Quân cũng làm giả bộ như kiểu người đàn bà của hắn, đấm lưng cho hắn. Tôi không để yên đâu, tôi sẽ tố cáo với ủy ban tỉnh về loại lưu manh, vô lại kia. Cái Thiệu Trung ho xong thấy cổ họng đã bình thường lại, đột nhiên đứng lên chỉ tay vào mặt Diệp Phàm. Cũng đúng lúc tôi cũng muốn tố cáo với ủy ban tỉnh về hành vi vô kỷ luật của loại người kia. Diệp Phàm điềm nhiên, lạnh lùng nói, hai người như hai con gà trọi đều đang trong tư thế dương mào lên. Đồng chí Diệp Phàm, phải chú ý đến hình tượng của mình, hình tượng. Giờ đồng chí là giám đốc của Hoành Không rồi. Thái Cường nói, đương nhiên cũng phải nói vài câu để cho cái Thiệu Trung còn mặt mũi, sau đó nhìn cái Thiệu Trung nói. Lão cái, lão cũng phải chú ý chứ. Khi nãy là đường này không đi chính xác đúng không, nếu như đi đúng thì đã không có chuyện này xảy ra. Đồng chí Diệp Phàm bóp cổ lão là không đúng nhưng lão cũng không nên mắng chửi người ta là hành vi vô lại. Thế hành động ngón tay của lão có phải là vô lại không? Hai bên đều 5050, thực ra Thái Cường đang châm chọc. Từ điệu bộ của ông ta có thể thấy, ông ta đang đứng về phía Diệp Phàm. Bởi vì cái Thiệu Trung là người gây chuyện trước về sau lão còn nói người ta. Được rồi, chúng ta vào trong đã, cứ đứng mãi ngoài này sao? Phó Chủ tịch Trần Đình đứng lên giảng hòa. Đúng đúng, bí thư cái, vào trong dùng bữa đã, trong bụng đang tạo phản rồi đây. Làm Tổn Quân cũng phụ theo. Ăn cơm, ăn cái gì chứ? Cái Thiệu Trung hừ nói. Bữa cơm trưa hôm nay hạng Nam chỉ chiêu đãi Chủ tịch Thái và Phó trưởng Ban Trần thôi, còn về người nào của tập đoàn chó chết thì không liên quan đến ta. Làm sao có chuyện đi cũng được. Vừa nói xong lão ta tức giận nhìn Diệp Phàm, sau cùng còn thêm một câu. Hãy đợi đấy, thành phố hạng Nam này là địa bàn của chúng ta. Nói xong lão ta xoay người đi mất. Không chừng mấy ngày nữa là đổi họ rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bớt nói đi cò được không? Chủ tịch Thái hừ nói. Lên xe, lên xe. Việc hôm nay chắc chắn sẽ là một yêu sách cho những đồng chí nhà dỗi tán gẫu trong tỉnh đây. Trong lòng Chủ tịch Thái và trưởng ban Trần cũng đang suy nghĩ thế. Nhưng sự việc xảy ra là điều không mong muốn. Chủ tịch Thái, trưởng ban Trần, tôi thấy chỗ này cách công ty chúng tôi không xa, tôi về công ty ăn cơm được rồi, chắc bí thư vệ cũng đang chờ đấy. Diệp Phàm hỏi. Vậy thế này, tôi về hạng Nam dùng cơm, đồng chí Trần Đình cùng đồng chí Diệp Phàm về công ty Hoành Không? Chủ tịch Thái nói. Tự nhiên cũng không thể để đắc tội với cường nhân cái Thiệu Trung này. Làm thế này là tốt nhất vừa có thể vừa lòng cái Thiệu Trung mà Diệp Phàm cũng không mất mặt. Thế là, Diệp Phàm ngồi trên con Audi A6 đi thẳng về tập đoàn Hoành Không. Trên xe trưởng ban Trần cũng không nói gì, nhắm mắt lại. Diệp Phàm biết là ông ta không muốn mở miệng đắc tội với người khác. Lời nói cũng khó nói ra, một khi nói là sẽ đắc tội với một bên, rõ ràng là giả vờ câm điếc, thiếp đi. Nhìn từ quốc lộ. Đúng là tập đoàn Hoành Không và cả tổng bộ đều được xây trên bờ sông Thiên Thông. Diệp Phàm cho xe dừng lại, đứng ở trên lưng chừng núi có thể nhìn thấy được cả khu vực. Chủ tịch Diệp, vùng này không nhỏ đúng không? Trưởng ban Trần nói. Rất lớn, ba nhánh sông gộp lại làm một, mà ở đây lại còn một hình cong, nhà máy và tổng bộ đều được xây dựng trên phần cong này. Đằng sau là núi Thông Thiên, cần núi có núi, cần nước có nước, đúng là một nơi đẹp. Diệp Phàm cười nói, trưởng ban Trần đã đến Hoành Không chưa? Đã đến rồi, ngày trước cũng các đồng chí trong ban đến mấy lần. Phong cảnh đúng là đẹp, mà bao quanh nơi đó là một trấn rất lớn. Sau đó thành phố hạng Nam đã xây trấn ở đó, gọi là trấn Hoành Không, bởi vì lấy tên tập đoàn Hoành Không ra đặt tên cho nó. Nghe nói chỉ trấn đó thôi đã có đến mấy chục nghìn người rồi, quy mô không khác so với một huyện nhỏ. Mà vô cùng thú vị. Những bí thư đảng ủy trấn đều là thành phần lãnh đạo của Hoành Không. Ngày trước khi mới xây dựng trấn chính là cùng kết hợp với Hoành Không mà thành. Trưởng ban Trần cười nói. Nếu nói như vậy, Chủ tịch Hoành Không vẫn quản lý trấn phải không? Diệp Phàm hỏi. Đó là đương nhiên, bí thư trấn chính là cấp dưới của đồng chí. Mà trong mắt của cán bộ cấp thứ trưởng thì bí thư một trấn nhỏ có là gì đúng không? Nhưng tham chiếu của bí thư đảng là cấp cục phó. Nhiệm vụ của ông ta là việc mà nhân sự Hoành Không trực tiếp giao, báo cáo cho chúng tôi là được rồi.
nhưng còn chủ tịch Trân không phải là do công ty đồng chí bổ nhiệm, mà là do ban tổ chức huyện Hoàng Cương của hãng Nam bổ nhiệm. Hơn nữa, đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện, cũng được gọi là hợp tác chân thành giữa tỉnh và địa phương mà. Trưởng ban Trần nói, việc quản lý Trấn Hoành không này đúng là quái dị, nhưng nếu có liên quan đến công an thì sẽ trùng lập lãnh đạo. Nhưng nếu Hoành không đã đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, thì sẽ quản nhân sự, cái này ai cũng rõ. Chẳng lẽ trong Trấn lại có chủ tịch Trấn cũ cúng là người do Hoành không bổ nhiệm hay sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Không phải, Hoành không chỉ bổ nhiệm một chức bí thư đảng ủy. Các đồng chí khác là do huyện Hoàng Cương bổ nhiệm. Trưởng ban Trần khẽ lắc đầu. Như vậy bí thư thành ủy không phải là con rối sao? Chỉ là một con bài thôi chứ làm gì? Diệp Phàm hừ nói. Trên thực tế cũng có chút xấu hổ, bí thư đảng ủy thị trấn tên là Tống Thành Tín. Mà căn cứ chiến đấu của ông ta cũng ở thị trấn Hoành Không. Năm trước ông ta đi cùng tôi đến thị trấn, nói chuyện cũng tương đối buồn rầu. Nói chính ông ta căn bản chỉ là một tư lệnh tay không, không có quyền quản lý hành chính, chỉ như bù nhìn mà thôi. Hơn nữa chủ tịch thị trấn mới tới hống hách thật sự, căn bản không coi ông ta ra gì. Tình hình này ông ta đã phản ứng với tổng bộ công ty nhiều lần rồi, nhưng lãnh đạo cũng có chỗ khó riêng. Tuy nói thị trấn Hoành Không gần trong gang tấc, nhưng tập đoàn công ty lại không quản được. Đây là vì nguyên nhân chế độ, mà ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi cũng khó xử, cái này bảo chúng tôi phải nói như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo huyện Hoàng Cương nhượng ra quyền nhân sự à, chắc chắn người ta sẽ không chịu. Bọn họ còn yêu cầu tập đoàn Hoành Không đến quyền bổ nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn cũng phải giao cho ban tổ chức cán bộ thành phố hạng Nam, bởi vì bí thư đảng ủy là cấp cục phó mà, đương nhiên phải do ban tổ chức cán bộ hạng Nam bổ nhiệm. Còn nói các người là xí nghiệp, chính quyền và xí nghiệp phải tách ra. Xí nghiệp làm sao có quyền quản lý chính quyền được, mặc dù xí nghiệp cấp bậc cao nhưng cũng không có quyền đó. Chính quyền là do đảng lãnh đạo, xí nghiệp không thể đặt lên trên được. Mà tập đoàn Hoành Không cũng không chịu, dù là bày biện thì cũng phải làm. Đôi khi vẫn có chút tác dụng, dù sao vẫn là chính quyền do đảng lãnh đạo, có đúng không? Ví dụ như huyện Hoàng Cương có tinh thần gì cần chỉ đạo, là bí thư đảng ủy thị trấn đương nhiên có quyền được biết. Cái này cũng có thể đem một số việc báo cáo với chủ tịch tập đoàn công ty có đúng không? Cho nên, mới mâu thuẫn như thế. Bộ trưởng Trần nói. Vâng, khá là khó giải quyết, cũng tương đối thú vị. Diệp Phàm gật đầu nói. Thú vị. Bộ trưởng Trần nhìn Diệp Phàm một cái, hai người đều phá lên cười. Xe vòng xuống núi, không lâu thì nhìn được toàn cảnh thị trấn Hoành Không. Toàn bộ thị trấn được vây quanh bởi con sông Thông Thiên. Hai bên thôn trấn đều là cửa hàng, tuy nhiên lại mở rất thưa thớt. Diệp Tổng, trước kia tương đối phồn hoa, lúc đó Hoành Không cũng là một xí nghiệp lớn ở tỉnh. Khi đó nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ với hơn 2 vạn dân, về sau lên tới 7-8 vạn người. Mà cửa hàng thì san sát hai bên đường, đều dựa vào Hoành Không mà làm ăn, đến quán vỉa hè cũng bán sản phẩm của Hoành Không. Về sau thì kém hẳn, anh nhìn thấy rồi chứ. Kinh doanh không dễ làm nữa, rất nhiều người đều dọn đi rồi. Lần trước nghe nói người đều chuyển đi một nửa rồi, hiện tại cũng chỉ còn 3-4 vạn người. Hơn nữa, rất nhiều nhà cửa cũng treo biển bán, cho thuê, nhưng hiện tại nhà cửa thì rất khó bán. Ai cũng bán thế thì lấy đâu ra người mua nữa. Một nhân viên tổ chức ngồi bên ghế phụ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2800, không ngửi được mùi khai. Ôi, một người làm quan cả họ được nhờ. Diệp Phàm thở dài, phát hiện rất nhiều cửa hàng đều treo biển cho thuê, bán và cả điện thoại liên hệ. Bí thư đảng ủy tập đoàn Hoàng Không Vệ Ngọc Cường dẫn người ra trước cổng tổng bộ nghênh đón. Người tương đối đông, không dưới 1.000 người. Cổng của tổng bộ cờ phướn bay phấp phới, còn có học sinh tay cầm vòng hoa đứng chờ, khí thế khá là hoành tráng. Làm giống như lễ cắt băng khánh thành vậy. Còn tòa nhà lớn của tổng bộ tập đoàn Hoành Không thì tương đối hoành tráng, Diệp Phàm nhìn vào bên trong, phát hiện tòa nhà cao 6 tầng, chiều dài khoảng 200 mét. Phần nhô ra ngoài có hình tam giác ở trung tâm có lẽ là vị trí trung tâm của tòa nhà làm việc. Bên ngoài có một thảm cỏ rất rộng, có lẽ phải gấp 3-4 lần một cái sân bóng đá. Thảm cỏ tuy rộng nhưng có cũng không nhiều, mọc thưa thớt có những cây đã ngả vàng, héo úa đã dự báo tình cảnh không ổn của ngành cơ điện Hoành Không. Bên cạnh thảm cỏ là bãi đỗ xe và một vài cái ao có hòn giả sơn, tuy nhiên bên trong hình như đều không có nước. Mà những hòn giả sơn thì cũng đã đổ nát,
Nhìn tổng thể tạo cho người ta một cảm giác như vừa bị bọn cướp bóc bởi chính sách tam quang của bọn quỷ Nhật Bản. Vệ Ngọc Cường có vóc dáng thấp, người tuy thấp nhưng khí thế không hề thấp. Người ta là cán bộ cấp thứ trưởng, trợ lý chủ tịch tỉnh. Địa vị đương nhiên cao hơn so với bộ trưởng Trần. Vì thế, đồng chí Vệ đứng chờ trước cổng, Diệp Phàm và giám đốc Sở Trần bước lên bắt tay chào hỏi. Khi bắt tay với Diệp Phàm, Vệ Ngọc Cường cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, khiến cho Diệp Phàm cảm thấy hơi ngại đã buông lỏng tay ông ta ra. Đúng là trẻ tuổi. Vệ Ngọc Cường phun ra bốn chữ. Lão Vệ, một người trẻ tuổi giỏi à, có chí khí. Chúng tôi tặng cho ông sức sống. Các ông càng làm ngành cơ điện hoành không có sức sống mà. Bộ trưởng Trần cười nói. Ha ha, thanh niên luôn giỏi hơn lão già này rất nhiều. Tôi già rồi, chỉ có thể hỗ trợ cho đám thanh niên được thôi. Vệ Ngọc Cường nói, nụ cười tương đối giả tạo. Chúng ta vào trong ngồi đi, sau đó sẽ ăn cơm. Vệ Ngọc Cường nói. Bộ trưởng Trần và Diệp Phàm gật đầu định đi vào trong, đúng lúc này một loạt âm thanh xôn xao, đột nhiên ở cổng xuất hiện thiên binh vạn mã. Còn cắt một biểu ngữ dài chừng 10 mét, trên đó viết. Chúng tôi cần ăn cơm, chúng tôi cần chữa bệnh, con cái chúng tôi cần đi học, chúng tôi. Có một người vừa giơ tay vừa hô, lập tức trước cổng ầm vang. Diệp Phàm nhìn ít nhất có hơn 2-3 nghìn người đều vung tay hô to biểu ngữ chen lấn kéo vào trong cổng. Có 20 đồng chí vũ cảnh đứng trước cổng tuy rất dũng mãnh, nhưng không kịp đề phòng, hoặc nói cũng không đành lòng trấn áp nên đã bị đám người chen chúc đẩy tản ra. Phải biết rằng... Tiền thân của tập đoàn điện cơ Hoành không chính là xí nghiệp vốn riêng do chính phủ trực tiếp quản lý. Khả năng khi đó là vì bảo mật, phía trước cái tên phòng bảo vệ của tập đoàn này còn thêm vào 2 chữ vũ trang, gọi là phòng bảo vệ vũ trang. Cũng chính là nói những người này không chỉ là những bảo an mặc trên người bộ quần áo của màu vàng của nhà máy, mà thực sự là những võ cảnh mặc trên người bộ quân phục. Sau đó tập đoàn điện cơ bị hạ xuống do Ủy ban Quản lý Tài sản Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng quản lý. Nhưng 2 chữ vũ trang trong phòng bảo vệ vũ trang không cắt đi. Bộ phận này vẫn chính là võ cảnh. Có lẽ Vệ Ngọc Cường cũng sợ công nhân biểu tình, vì thế đã sớm đưa toàn bộ võ cảnh của phòng bảo vệ võ trang lên. Không ngờ cảnh tượng mà đồng chí Vệ không muốn nhìn thấy nhất lại vẫn xảy ra. Muốn làm cái gì thế, lập tức đuổi ra ngoài. Vệ Ngọc Cường lớn tiếng hống hách quát, tuy nhiên, âm thanh bên ngoài còn lớn hơn tiếng của ông ta rất nhiều, căn bản không nghe thấy. Còn đồng chí phụ trách đội bảo vệ thì vã mồ hôi, chen lên chỉ huy đội võ cảnh đuổi đám công nhân ra ngoài. Chỉ là đã quá muộn rồi. Hơn nữa, những võ cảnh này trước giờ luôn bảo vệ nhà xưởng và một số thế lực đen chống đối tổng bộ của tập đoàn. Lúc đó thì bọn rất anh dũng, tuy nhiên, bây giờ bảo người ta phải đối phó với những công nhân trong công xưởng, bọn họ cũng có sự do dự. Hơn nữa, rất vợ con của nhiều võ cảnh đều làm việc trong xưởng, làm sao có thể nhẫn tâm ra tay. Nhanh vào tòa nhà tổng bộ. Vệ Ngọc Cường vừa nhìn tình thế không thể xoay chuyển, nhanh chóng quyết định gọi Bộ trưởng Trần và Diệp Phàm chạy vào trong tòa nhà. Tuy nhiên, rõ ràng là đối phương đã có dự tính trước. Lúc này bên cạnh tòa nhà lại có mấy chục người chạy ra, tốc độ rất nhanh, không chậm hơn mấy sơ với Lưu Tường. Diệp Phàm và Bộ trưởng Trần vẫn chưa đi đến cửa của tòa nhà đã bị chặn lại giữa đường ở bên cạnh thảm cỏ. Còn Vệ Ngọc Cường lại bị vài người chặn lại trong một vòng vây khác. Người ta làm như vậy là để phân tán kế hoạch phá vòng vây. Xem ra, người đứng đầu cũng đã từng đọc qua binh pháp Tôn Tử. Diệp Phàm thấy không ổn, thân mình loáng cái quay sang bên cạnh, cướp lấy chiếc loa bán dẫn khuếch đại âm thanh trong tay của đối phương, rồi loáng một cái lại quay về bên cạnh Bộ trưởng Trần. Tốc độ này thật là nhanh, nếu là bình thường thì Bộ trưởng Trần nhất định sẽ sợ phát khiếp, tuy nhiên hiện tại đang hoảng hốt cũng không kịp mà suy nghĩ nhiều từ khi nào mà Diệp Phàm đã biến thành người bay rồi. Diệp Phàm nhìn bên cạnh vừa có 2 chiếc Audi đỗ lại, hắn vừa nhún một cái đã đến ngay chiếc xe, gằn giọng hét lên. Tất cả dừng lại cho tôi là Diệp Phàm chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn điện cơ Hoành không. Có gì thì mọi người cử đại diện đến đây. Tân nhiệm, vắt mũi chưa sạch mà chủ tịch cái mẹ gì. Mọi người xem hắn mới bao nhiêu tuổi, không đến 30 tuổi, đem xưởng của chúng ta giao cho loại công tử bột này chắc chắn là hối lộ mà thăng chức. Điều này là biểu hiện cực đoan vô trách nhiệm đối với hơn 10.000 công nhân của xưởng chúng ta. Như thế chẳng phải chúng ta đã xong đời rồi sao? Nghe nói trên tỉnh đã sớm quyết định muốn giải tán xưởng của chúng ta rồi, toàn bộ công nhân sẽ mất việc. Đến khi đó một đồng bồi thường mất việc cũng không được nhận.
Có người hét lên nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cút đi đồ hối lộ. Chúng tôi cần phải ăn cơm, cần chữa bệnh. Đừng nhiều lời, lấy danh nghĩa là phó bí thư đảng ủy, chủ tịch tập đoàn điện cơ Hoành không chỉnh trọng tuyên bố. Tôi đếm đến 10, đồng chí nào trở về vị trí làm việc của mình trước thì sẽ được nhận truy lĩnh 3 tháng tiền lương. Ai không lui về thì sẽ xử lý không phục tùng theo kỷ luật của công ty, khấu trừ 3 tháng tiền lương. Nếu còn không đi thì sẽ bắt tất cả đưa đến đồn công an xử lý. Lúc này Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật, hơn nữa giọng nói tương đối hùng hồn, tin rằng mấy ngàn người đều có thể nghe thấy. Quả nhiên, có người đã do dự. 1, 2, 3, 4. Diệp Phàm bắt đầu đếm. Chúng tôi làm sao tin được anh sẽ phát trước cho chúng tôi 3 tháng tiền lương, thời gian trước chẳng phải xưởng đã bị người ta lừa mất mấy chục triệu rồi sao? Bây giờ tài vụ chỉ còn lại mấy chục nghìn tệ. Anh chỉ là lừa đảo, hơn nữa, bị lừa mấy chục triệu lại nói là đóng học phí. Đây chính là tiền lương và tiền khám bệnh của công nhân trong xưởng. Các người lại đem đồng tiền mồ hôi, nước mắt của chúng tôi đi đóng học phí, tất cả là lừa đảo. Chúng tôi không tin các người, lừa đảo. Có người hét lớn nói, xem ra, đồng chí tổ chức biểu tình lần này rất lợi hại, đến cả việc này cũng điều tra rõ ràng. Đám người vừa nghe xong thì tất cả đều hô to lừa đảo rồi lại bắt đầu ồn ào lên. Nếu không tin, đồng chí trở về trước sẽ lập tức đi đến bộ phận tài vụ lĩnh tiền. Không nói những lời thối tha, còn lại 5 số chưa đếm, trước khi tôi đếm xong những ai còn đứng trong cổng không về nhà thì sẽ bị trừ 3 tháng lương, công ty sẽ không trả lại cho các người. Hơn nữa, còn phải chịu xử phạt. Diệp Phàm vừa hét xong lại tiếp tục đếm. 6, 7, 8. Lần này quả nhiên có hiệu quả, một số người đứng ở cổng đều tự nhiên chuyển hướng ra ngoài cổng, vừa nhìn thấy những người phía sau buông xuôi, người phía trước cũng sợ thực sự sẽ bị trừ 3 tháng lương, hơn nữa, mọi người đều vội vàng đi lĩnh tiền. Đám người lập tức như dòng nước chảy lui hết ra ngoài. Diệp Phàm đếm rất chậm, đương nhiên phải chú ý đến bước chân của mọi người. Nếu đếm nhanh thì có là Lưu Tường chạy cũng không ra được đến ngoài cổng. Cho dù vẫn còn có người đứng đó kêu lên lừa đảo đấy. Mọi người đừng tin, tuy nhiên không quá 30 giây, trong cổng chỉ còn lại có mười mấy tên mà thôi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hơn chục người này. Biết rằng nhất định chính là do những người này cầm đầu. Các người theo tôi vào trong nói chuyện. Diệp Phàm nhảy xuống, chỉ vào hơn chục người này hừ nói. Nói thì nói, cùng lắm thì ông đây cút không làm nữa. Lên trên phố bày hàng vỉa hè bán còn tốt hơn những tên sâu bọ đục phá nhà máy. Một người lông mày rậm, mắt to cứng rắn, vứt chiếc loa trong tay xuống đất rồi dẫm đạp lên, mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn Diệp Phàm. Đúng, cùng lắm thì chúng ta về nhà. Hơn chục người cùng giơ tay hô. Xem ra, sức hiệu triệu của đồng chí Khương Quân này rất tốt. Diệp Tổng, ông ta chính là Khương Quân, bộ đội chuyển ngành. Trước kia là phó chủ nhiệm thuộc khu công nghiệp nặng, thời gian trước đã bị cách chức. Lúc này phó chánh văn phòng tập đoàn Hoành không Khổng Ý Hùng ghé tai Diệp Phàm nói. Anh chính là đồng chí Khương Quân. Diệp Phàm có chút khâm phục đối với sự mạnh mẽ của người này. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi chính là Khương tướng quân quân của Khương Tử Nha. Tướng quân tôi đương nhiên giỏi, đáng tiếc trong quân đội chỉ làm qua chức đoàn trưởng đoàn dã chiến. Khương Quân hừ nói, liếc nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Tôi vẫn muốn thấy Diệp Tổng tân nhiệm của chúng ta làm thế nào để phát truy lĩnh 3 tháng tiền lương cho bọn họ. Khương Quân đưa tay chỉ về phía những đồng chí đang đứng chờ phát lương ở ngoài cổng, vẻ mặt đầy khí thế. Đúng, đúng, mỗi công nhân 4.000 tệ, tổng cộng lại, tôi tính, hơn 10.000 công nhân phải đến 40, 50 triệu tệ. Khoản dư của công ty chúng ta không thể vượt qua 5 triệu. Mỗi người chỉ nửa tháng lương cũng không đủ phát. Lúc này người cao, gầy nói. Hắn chính là Ngọc Phi, quân sư của Khương Quân, trước kia làm ở bộ phận kỹ thuật sản phản. Khổng Ý Hùng nói. Lúc này, Vệ Ngọc Cường cũng bước đến. Sắc mặt của ông ta rất khó chịu, khẽ trách móc nói. Diệp Tổng, anh làm thế nào để dẹp yên? Trên sổ sách chính xác chỉ có mấy triệu. Đừng nói là 3 tháng, chỉ nửa tháng cũng không trả nổi. Hơn nữa, số tiền này là kinh phí để bảo đảm cho những hoạt động cơ bản của công ty. Phát toàn bộ ra công ty chẳng phải sẽ tê liệt sao? Người phụ trách tài vụ ở đâu? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Tôi chính là phó trưởng ban tài vụ của tập đoàn, Diệp Tổng, anh gọi tôi là Ngọc Hồng là được rồi. Một người phụ nữ trung niên cắt tóc ngắn, sắc mặt hơi tái bước lên. Có lẽ đang lo sợ,
nói năng không còn được lưu loát, hơn nữa, rõ ràng chân đang run lên. Không đái ra quần nhưng Diệp Phàm vẫn ngửi thấy mùi khai. Chương 2801, lừa đảo sẽ phải trả giá. Trong thẻ này có 60 triệu, là khi tôi đến đây tạm thời lấy danh nghĩa tập đoàn vay từ công ty khác. Lãi 5 phân, thời gian vay 1 tháng, cô lập tức đi ngân hàng rút tiền, gọi bảo vệ bố trí người cùng đi. Sau khi lấy về lập tức phát cho mọi người. Nói đến đây, Diệp Phàm chỉ hơn chục người của Khương Quân nói. Còn hơn chục người này tạm thời không phát, giữ lại, tôi muốn xem biểu hiện của bọn họ sau này rồi tính. Nếu biểu hiện không tốt, tôi vẫn phải nghiêm túc xử lý bọn họ. Hơn chục người Khương Quân tỏ ra sửng sốt, tuy nhiên sau đó Khương Quân cười nói. Chỉ là cách để che mắt mà thôi, Diệp Tổng, trong chiếc thẻ này của anh có đếch tiền. Là lừa dối, ta xem ngươi có thể lừa dối mọi người đến bao giờ. Các chú các anh, chúng ta không phải đi, mọi người hãy đứng ở ngoài cửa chờ được phát bổ sung tiền lương. Chắc chắn không thể nào chúng ta đứng ở ngoài cửa tổng bộ chờ nhận lương cũng là phạm pháp phải không nào. Đến khi đó nếu Diệp Tổng tân nhiệm của chúng ta không đưa tiền ra thì chúng ta sẽ hợp sức cùng đập phá cổng của công ty. Chúng ta không phạm pháp, bởi vì bọn họ lừa chúng ta, người lừa đảo sẽ phải trả giá, mọi người nói có phải không nào. Phải, phải, phá cổng đi. Còn phải cho thằng nhãi này vào bệnh viện mới được, cút đi thằng nhãi. Diệp Tổng, việc này. Ninh Ngọc Hồng cũng có chút không tin trong chiếc thẻ này có nhiều tiền như vậy, hơn nữa, làm sao có thể nói dễ dàng như vậy. Công ty khác bây giờ vừa nghe nói đến điện cơ hoành không là đã trốn mất rồi, ai còn muốn đắp tiền vào cái hố đấy nữa. Như thế chẳng phải là chọc phân lên mà ngửi sao. Chị qua đây, tôi nói mật khẩu của tôi cho chị, cầm theo những giấy tờ liên quan đến thủ tục, lập tức đi rút tiền. Diệp Phàm không nói nhiều, không lâu sau hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ, về mặt này Ninh Ngọc Hồng đã quen lắm rồi. Còn người phụ trách bộ phận bảo vệ võ cảnh đích thân dẫn theo 10 người nữa đi áp tải vận chuyển tiền. Khoản tiền lớn như vậy chắc là sẽ khổ một ngân hàng nào đó của thành phố Hạng Nam rồi, sau nhận được điện thoại lập tức nhanh chóng điều chuyển một khoản tiền lớn từ các nơi về. Đi thôi, có việc gì chúng ta sẽ bàn tiếp trong phòng họp. Diệp Phàm hừ nói với Khương Quân. Đi thì đi, hôm nay cái thân Khương Quân tôi cũng không cần. Người này cũng cứng rắn, dẫn theo hơn chục người theo Diệp Phàm đi vào trong tòa nhà. Diệp Phàm không biết được, sau lưng hắn ít nhất có hàng nghìn đôi mắt đang dõi theo hắn. Suy nghĩ, phỏng đoán, đưa ra quyết định. Diệp Tổng, khí phách lắm. Trần Đình tôi rất hít phục người, tuy nhiên, hôm nay, chịu phục. Không ngờ Bộ trưởng Trần lại thẳng thắn biểu khen ngợi ngay tại đây. Đến bây giờ, Thái Cường cũng chưa lộ diện. Diệp Phàm chỉ có thể thầm chửi một câu lão hồ ly. Có lẽ lão sớm biết ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn, nên muốn kéo dài thời gian không chịu đến để chùi đít. Bộ trưởng Trần quá khen. Khi đó cũng là hồ đồ làm như vậy thôi, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ, ép ra ngoài, bây giờ nghĩ lại chân tay còn đang run lên đây. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Bộ trưởng Trần, đúng là anh nói không sai, chàng trai trẻ, đúng là không tồi, tôi già chân tay chậm chạp rồi. Vệ Ngọc Cường nói thêm vào, ra vẻ khen ngợi, tuy nhiên, Diệp Phàm luôn cảm thấy trong lời nói của lão dường như có một mùi ôi thiêu. Gừng càng già càng cay mà. Bộ trưởng Trần dường như cũng nghe thấy một chút, an ủi. Bộ trưởng Trần, chúng ta đến phòng nghỉ ngơi một chút. Việc bên này thì giao cho Diệp Tổng xử lý. Vệ Ngọc Cường nói. Được, nghe nói nước ở con suối phía sau núi Thiên Thông ở chỗ các anh rất tốt. Chúng ta uống trà đã. Trần Đình cũng không muốn dính vào việc phiền toái thế này, đương nhiên muốn thoái lui. Lão Ngô, Lão Cung, anh đưa mấy đồng chí phối hợp với Diệp Tổng giải quyết việc vừa rồi một chút. Vệ Ngọc Cường dặn dò người có cái mũi rất to và một người trung niên ở bên cạnh, rồi lại làm ra vẻ khách khí với Diệp Phàm và quay đi. Lão Ngô chính là phó bí thư đảng ủy Ngô Hồng Sơn, Lão Cung có lẽ chính là ủy viên thường vụ kiêm cố vấn pháp luật của tập đoàn Cung Trường Hỷ. Hai vị này đều là ủy viên đảng ủy tập đoàn Hoành Không. Tuy nhiên, vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột, Diệp Phàm lại chưa kịp quen hết cấp dưới của mình. Tuy nhiên, may là trước khi đến đã xem qua một tài liệu và ảnh của mấy người này. Đoán sơ sơ cũng có thể biết được. Hơn nữa, nhìn Vệ Ngọc Cường tín nhiệm bọn họ như thế, có lẽ quan hệ của hai người này với lão khá gần gũi. Hai người gật đầu rồi gọi hai người khác đi theo Diệp Phàm vào phòng họp. Diệp Tổng, tôi gọi mấy người đến cùng đi. Lúc này đồng chí trưởng phòng bảo vệ võ trang Chiến Vân Cương đi đến nói với Diệp Phàm.
Không cần đâu, bọn họ là công nhân của công ty chúng ta. Không phải là kẻ thù. Diệp Phàm khoát tay. Diệp Tổng, nếu trưởng phòng chiến đã đến rồi, hay là cứ gọi mấy đồng chí cùng đi cũng tốt. Ngô Hồng Sơn nói bên cạnh, gã nhìn Khương Quân cứng đầu có lẽ đã có chút sợ. Phải biết rằng đồng chí Khương Quân là người đã từng đảm nhiệm đoàn trưởng đoàn dã chiến, một mình có thể đánh bại tất cả. Đến khi có vãi vã thì nắm đấm làm gì có mắt. Lão Ngô chẳng phải là lo Diệp Tổng bị đánh, gã với hắn chẳng có quan hệ gì. Hơn nữa, nếu bị đánh thì lão Ngô càng thấy thoải mái trong lòng. Chủ yếu là lão Ngô lo lắng bản thân mình bị đánh, vậy thì thiệt thòi lớn. Tôi đã nói rồi, bọn họ không phải là kẻ thù. Không cần, chỉ cần trưởng phòng chiến ở lại là được rồi. Diệp Phàm mặt nghiêm lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Cảm giác Ngô Hồng Sơn ngươi cũng chẳng coi chủ tịch này ra sao. Mới ngày đầu đến đã cãi lại, cái kiểu oai phong tà khí này thì kiên quyết phải dập xuống. Thực ra trước kia khi Diệp Phàm còn ở thành phố Hạng Nam tóm Cổ Thiệu Trung như tóm một con gà, cũng là để thị uy. Không có uy thì không trị được, đây chính là khái niệm chính trị chủ yếu của Diệp Phàm. Chiến Vân Cương vừa nghe, đành ra ký hiệu cho mấy đồng chí bên cạnh. Diệp Phàm hiểu rằng, có lẽ những người này sẽ không bỏ đi, chắc chỉ đứng xa phòng họp một chút mà thôi. Phòng họp của chủ tịch tương đối là có phong cách, xung quanh đều là kính thủy tinh. Nhìn qua kính có thể nhìn thấy thảm cỏ lớn bên ngoài và vòi phun nước. Nếu nhìn xa hơn một chút có thể nhìn thấy con sông Thông Đại đang thét gào, quả đúng là một phong cảnh đẹp trước mắt. Ở đây trang trí cũng rất xa hoa, gỗ cao cấp ốp lên một nửa tường, phía trên có treo mấy bức quốc họa trang nhã thần khí. Chiếc bàn to hình chữ nhật dài khoảng 20 mét đặt giữa phòng, ghế xếp hai bên đều là ghế xoay, có lẽ không dưới 30 cái. Phong cách này chắc chắn không thua gì phòng họp của những công ty lớn ở Hong Kong. Diệp Phàm đương nhiên là người ngồi giữa, những người của Ngô Hồng Sơn ngồi bên trái, còn người của Khương Quân ngồi bên phải bàn hội nghị. Khương Quân, anh có biết vừa rồi anh làm những việc thế nào không? Diệp Phàm vẫn chưa mở lời, Ngô Hồng Sơn tranh nói trước, dáng vẻ hùng hổ giống như đang hỏi cung Khương Quân. Lúc này làm như vậy thì thật là không sáng suốt. Tôi biết tôi đã làm gì. Việc này không cần đồng chí Ngô Tổng phải nhắc nhở. Tuy nhiên, chúng tôi không có cơm ăn, không có tiền chữa bệnh, đưa ra một nguyện vọng cũng không được sao. Lẽ nào các người ăn sung mặc sướng còn chúng tôi đến bát canh cũng không cho uống. Tác phong quân nhân của Khương Quân rất mạnh mẽ. Nguyện vọng cũng phải tùy trường hợp, có việc gì các người có thể phản ánh lên trên mà. Ngô Hồng Sơn lạnh lùng nói. Phản ánh có tác dụng sao? Chúng tôi đã phản sánh hàng mấy trăm lần rồi. Lúc nào các người cũng cho qua việc của chúng tôi. Toàn là thoái thác, nói cái gì mà ban chủ tịch tập đoàn đang nghiên cứu giải quyết, ban chủ tịch tập đoàn đang phản ánh lên cấp trên, các người giải quyết cái gì? Các người phản ánh cái gì? Chúng tôi đều sắp chết đói cả rồi các người vẫn đang nghiên cứu, tôi thấy là tiệc tùng chứ chẳng phải nghiên cứu gì. Khương Quân phản bác sắc bén. Không sai, mấy năm nay, các người còn nợ chúng tôi 16 tháng tiền lương. Chúng tôi không có cơm ăn thì làm việc thế nào? Lẽ nào muốn chúng tôi nhẫn nhịn nuốt cục tức chết biến thành ma đói về tìm các người? Ông xem, các người ăn sung mặc sướng, chẳng xem công nhân chúng tôi là con người nữa. Ngọc Phi miệng cũng phải để cho đẹp, há miệng phun thẳng nước miếng vào Ngô Hồng Sơn. Anh ăn nói kiểu gì thế Ngọc Phi, ai ăn sung mặc sướng? Đôi lúc ăn cơm ở tiệm cũng là bắt buộc, không thể để lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra xong lại nhịn đói ra về được. Hơn nữa, uống ly rượu đó cũng khó nuốt lắm, dạ dày cũng sắp phát bệnh rồi. Một gã mặt béo lại phản kích. Kiểm tra cái con khỉ. Bọn họ xuống đơn thuần chỉ là để ăn uống một bữa, có khi còn lấy phong bì rồi đi. Mấy năm nay, lãnh đạo đến đi cũng không ít, có lãnh đạo nào thực sự đến giúp chúng tôi giải quyết khó khăn tồn tại thực tế. Lấy Ngọc Phi mà nói, là một nhân tài trung tâm kỹ thuật của tập đoàn, người ta tuy chỉ là tốt nghiệp đại học, nhưng sau này đã tự học mà thanh tài, đã lấy được bằng thạc sĩ. Các người đãi ngộ cho cậu ta thế nào, tốt nghiệp cao đẳng là kỹ sư, còn Ngọc Phi là một nhân tài thực sự có bằng thạc sĩ lại chỉ là một nhân viên kỹ thuật bình thường. Những thứ mà cá nhân đồng chí Ngọc Phi phát minh có lợi cho nhà máy các người cũng chẳng để mắt đến, nói đây là thổ sản, không trèo được lên những nơi tao nhã. Cái gì là tao nhã, chúng ta ở đây là công ty muốn kiếm tiền phải có hiệu quả. Không phải là công ty văn hóa của những văn nhân mặc khách. Chúng tôi đến cái bụng còn không đủ no, chẳng có nhã hứng mà đi sáng tác thơ thần gì cả, chúng tôi đều sắp chết đói cả rồi nghĩ đến những thứ đó làm quái gì.
Khương Quân không phải là cán bộ quân đội chuyên nghiệp, nhưng tài ăn nói vẫn rất tốt. Vậy cứ theo như đồng chí Khương Quân nói thì những người làm kinh doanh thì không thể thưởng thức nghệ thuật quốc họa có phải không nào? Trong những thương nhân cũng có những người tao nhã, những thứ Ngọc Phi làm đó, cái gì mà kiểu quạt gió mới, chúng ta là công ty gì? Là công ty chế tạo máy móc cỡ lớn và thiết bị điện lực, không phải là những xưởng sản xuất quạt thổi bếp lò được bày bán trên vỉa hè mà mấy người hợp lại là có thể sản xuất được. Tôi thấy căn bản anh ta nhầm công việc, làm ra những thứ chỉ có một chút tác dụng đối với công ty làm gì, chúng tôi cần chính là một nhân tài cải tiến kỹ thuật thực sự, chứ không phải là bất tài. Chủ nhiệm trung tâm kỹ thuật Trương Kiến Thiết lạnh lùng nói. Hơn nữa, chúng tôi đánh giá chức vụ là dựa trên sự toàn diện. Đây là điều lệ chế độ quy định mà tập đoàn tổng hợp từ sự chỉ thị của cấp trên, không phải nó thay đổi là có thể thay đổi. Còn Ngọc Phi mới vào nhà máy thời gian chưa bao lâu, đã muốn làm kỹ sư, chỉ dựa vào cái quạt thổi gió vô dụng kia mà có thể trở thành kỹ sư rồi. Thế thì thiên hạ này sẽ có biết bao nhiêu kỹ sư? Chương 2802, nhân phẩm của Diệp Phàm tỏa sáng. Có thể được hay không mà được thị trường xem trọng là được, chúng ta thử nghiệm xem, đừng thấy đó chỉ là một cái quạt thổi gió, dùng để thổi bếp lò. Nhưng bây giờ có nhà nào không dùng quạt thổi gió, tiền lẻ kiếm được có thể tích góp lại cũng thành nhiều. Khương Quân hừ nói. Đúng vậy, không nên nói những việc khác, nói việc xảy ra gần đây, mấy chục triệu đem đi đóng học phí cho người ta. Chu Đống vì lập công, căn bản không tìm hiểu kỹ về đối phương. Hơn nữa, tôi nghi ngờ, việc này Chu Đống cũng kiếm được không ít nên mới ký hợp đồng với công ty lừa đảo kia. Mấy chục triệu à, là mồ hôi nước mắt của chúng tôi, có thể cho tất cả công nhân của nhà máy ăn no mấy tháng liền. Loại cán bộ như Chu Đống các người không những không xử lý, lại còn cứ để cho hắn lắc lư trong công ty. Loại người này đáng nhẽ phải bắn chết rồi. Một gã tóc cắt cua nói. Ngươi có phải là quan tòa không? Xử bắn, muốn nói đến pháp luật, tôi hiểu hơn các người rất nhiều. Một đồng chí làm về pháp luật của tập đoàn lạnh lùng nói. Hai bên tranh luận, dường như Diệp Phàm trở lại thời đại học khi một số trường tranh luận với nhau. Tuy nhiên, từ trong sự tranh luận của bọn họ Diệp Phàm lại hiểu được không ít việc nhìn không thấy của tập đoàn. Cũng mơ hồ cảm thấy được quan niệm kinh doanh của lãnh đạo tập đoàn, vấn đề ở bên trong thực sự không ít. Lúc này thư ký của giám đốc Trần đi vào nói đoàn của chủ tịch tỉnh Thái đã đến, Diệp Phàm nói. Thế này đi, lịch trình của tôi vẫn chưa đi hết. Hơn nữa, tôi vừa nghe các anh tranh luận rồi, cảm thấy thu thập được rất nhiều. Nhưng, quá lộn xộn. Cứ tiếp tục tranh luận như thế cũng chẳng có nhiều ý nghĩa, thế này nhé, đồng chí Khương Quân. Sau khi về anh tổ chức mọi người viết ý kiến vào giấy, làm thành một cái báo cáo. Trực tiếp tìm tôi là được, trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ trả lời các anh, đến khi đó không trả lời được các anh có thể đến phòng làm việc của tôi nằm ra đấy. Không được, hôm nay giải quyết xong những chuyện này thì mới về. Ai mà không biết sau này gặp lại anh khó thế nào, căn bản đến cửa nhưng không cho vào. Vừa rồi chúng tôi cũng không còn cách nào khác nữa rồi, nếu là hơn chục người chúng tôi đến. Có lẽ sớm bị quân bảo vệ nhà máy hung thần ác quỷ kia bắt cả rồi. Bọn họ chính là chó săn của các người, nói là bảo vệ nhà xưởng công ty, nói khó nghe một chút thì chính là bảo vệ lũ sâu mọt của quốc gia mà thôi. Gã đầu cua tương đối quá khích, gã đã gọi những đồng chí của phòng bảo vệ võ trang là quân bảo vệ nhà máy, có lẽ đã xem quá nhiều phim về Đức Quốc xã rồi. Cái gì mà quân bảo vệ nhà máy, đó là phòng bảo vệ võ cảnh, tôi thấy đồng chí này khả năng nói bậy bạ thực là không tồi. Phó Tổng Ngô lạnh lùng hừ một tiếng. Được rồi, đừng có kéo những việc không đâu vào. Đồng chí Khương Quân, anh có tin tôi không? Diệp Phàm nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm vào Khương Quân, hơn nữa, một chút khí lực thập nhị đẳng phát ra khóa lấy đồng chí Khương Quân. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có trấn áp được Khương Quân thì người này mới có thể bảo bọn họ về nghỉ ngơi trước đã. Khương Quân tỏ ra sửng sốt, cảm giác làm sao vị Diệp Tổng này dường như trong nháy mắt đã biến thành một người khác. Giống như một vị thần đáng sợ. Được, hôm nay tôi nghe Diệp Tổng, chúng tôi về lập tức chuẩn bị. Nếu trong vòng 10 ngày Diệp Tổng không phúc đáp, chúng tôi sẽ lên Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Nếu Diệp Tổng cho rằng Khương Quân tôi thế nào thì có thể bắt tôi trước. Tuy nhiên, chiến hữu của tôi còn rất nhiều. Bắt Khương Quân tôi rồi, còn có người sau nữa. Khương Quân đứng lên, cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Biểu hiện của người này tương đối cứng rắn. Thực đúng là có tác phong của người quân nhân. Có lẽ thân thủ của người này cũng không yếu, trong lòng Diệp Phàm ngạc nhiên,
Mắt chim ưng quét qua một lượt, chợt ngạc nhiên, cảm giác khí cơ trên người Khương Quân toát ra có thân thủ tầm ngũ đẳng. Cao thủ trong quân đội thế này làm sao lại để cho gã phục viên, nhìn tuổi tác của gã cũng không phải là lớn lắm, có lẽ chỉ 30 mấy tuổi, thực sự là kỳ lạ. Trong chuyện này lẽ nào có sự cố hay sao? Ra khỏi phòng họp, Diệp Phàm nhìn qua cửa sổ, chợt giật mình. Một đám lửa đang bốc lên. Bởi vì, thảm cỏ rộng ở dưới đã có 7, 8 chiếc xe cảnh sát đậu ở đó. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm hỏi Chu Tiền thư ký của giám đốc Trần. Là bí thư cái đã nghe nói tình hình ở đây, lo lắng chủ tịch Thái đến không an toàn. Vì thế đã chỉ thị cho phòng công an thành phố Hạng Nam phái người đến. Thư ký Chu nói. Mẹ kiếp! Diệp Phàm chửi một câu, sau đó nói với thư ký Chu. Bảo bọn họ về đi, việc của chúng ta tự chúng ta xử lý, không cần bọn họ phải hỗ trợ. Việc này đương nhiên hiểu được là cái Thiệu Trung cố ý, bày ra cái trò này, gọi cảnh sát đến để chê cười mình. Thực đúng là mất mặt mà. Không lâu sau bước vào phòng họp hình dáng như chiếc thang máy của tập đoàn Hoành Không, bên trong đã có mấy trăm người. Những cán bộ cấp phòng trở lên của tập đoàn đều ngồi ở đây. Đương nhiên, ở đây cũng chẳng phải là những cán bộ cấp phòng gì cả, tất cả đều là những chủ nhiệm, tổng giám đốc, trưởng ban. Ghế chủ tọa đã sớm được bố trí. Chủ tịch Thái và Vệ Ngọc Cường ngồi ở giữa. Bộ trưởng Trần ngồi bên phía chủ tịch tỉnh Thái, còn vị trí của Diệp Phàm lại bị xếp ngồi bên Vệ Ngọc Cường. Trình tự bổ nhiệm cũng đã cơ bản rồi, do phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trần Đình tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Sau đây chúng ta mời phó bí thư đảng ủy, ủy viên thường vụ, chủ tịch mới của tập đoàn Hoành Không chúng ta đồng chí Diệp Phàm phát biểu, mọi người hoan nghênh. Chủ nhiệm văn phòng đảng ủy tập đoàn Tào Khải Hùng nói xong liền vỗ tay. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, Diệp Phàm biết rằng, tất cả mọi người đều hưởng ứng mà thôi. Diệp Phàm vững vàng bước lên, tinh thần bình tĩnh đi lên micro. Chờ sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Diệp Phàm liếc mắt một lượt, ánh mắt này dường như có cả nội công, vì thế rất sắc bén và uy lực. Rất nhiều đồng chí phía dưới đều giật mình, thầm nói ánh mắt này của chủ tịch thật quá đáng sợ. Có lẽ còn đáng sợ hơn cả so với ánh mắt của sói. Bởi vậy, một số đồng chí đang ngồi ngả nghiêng đều dựng thẳng sống lưng lên, vẻ mặt nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe tân chủ tịch xì hơi. Đương nhiên đây chính là một thủ đoạn trực tiếp nhất để khống chế người khác của Diệp Phàm, dùng khí thế của một cao thủ truyền sang cho bọn họ. Bước thứ nhất đó chính là thị uy. Thực ra, về việc nghe nói vị chủ tịch mới này trên đường lên nhậm chức đã bóp cổ đồng chí cái Thiệu Trung bí thư thành ủy thành phố Hạng Nam được mệnh danh là cái lão hổ và việc đến đây của Diệp Phàm đã truyền đến tai rất nhiều đồng chí trong tập đoàn. Khi đó đương nhiên là khiến bọn họ kinh sợ thiếu chút nữa thì rơi cằm. Cái lão hổ là người thế nào? Chính là nhân vật số 1 của thành phố Hạng Nam. Bình thường rất bá đạo, thuộc vào nhân vật cứng rắn. Từ trước tới giờ nói một là một, người này khi đi kiểm tra công việc đã từng tát một đồng chí chủ tịch huyện. Không ngờ lại bị Diệp tổng của công ty chúng ta bóp cổ, tình hình này là thế nào chứ? Các đồng chí chủ nhiệm, giám đốc phía dưới đều thắc mắc trong lòng. Diệp Phàm muốn chính là hiệu quả thế này, mượn cái lão hổ cái Thiệu Trung để thị uy. Người chưa tới tập đoàn uy danh đã tới trước rồi. Còn vừa rồi đồng chí Diệp Tổng đã hàng phục thành công đồng chí Khương Quân đứng đầu đám kích động trong tập đoàn, giải hóa rất tốt mấy nghìn người gây rối. Còn khiến cho tất cả cán bộ công chức nhìn thấy được phúc lợi trước mắt, trong lòng mọi người ai cũng tương đối vừa lòng với khoản kinh phí lớn trong tay vị chủ tịch tân nhiệm này, khí phách lớn, điều này lại khiến cho uy danh của Diệp Phàm càng tăng lên như diều gặp gió. Những lời vô nghĩa tôi không muốn nói, hôm nay lập tức phát bổ sung 3 tháng tiền lương vốn thuộc về mọi người. Đây vốn là vấn đề mà một chủ tịch tân nhiệm như tôi phải giải quyết. Mọi người không cần phải cảm kích tôi, đây là công việc của tôi. Câu nói đầu tiên của Diệp Phàm vừa dứt, chợt tiếng vỗ tay ầm vang lên. Vang dội hơn nhiều so với sự hoan nghênh vừa rồi, sự chân thành của Diệp Phàm lập tức nhận được thiện cảm của đa số các cán bộ trung tầng. Còn nhiệm vụ tiếp sau đây của tôi chính là hoàn trả tất cả tiền lương, bao gồm phí trị bệnh, tiền phúc lợi, tiền thưởng đã nợ của mọi người. Một câu nói ra, lại nhận chàng vỗ tay rền vang. Lần này càng mãnh liệt hơn, về vấn đề này chẳng có ai lại không muốn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn mọi người, hai tay ra hiệu yên lặng, tiếng vỗ tay dừng lại. Đương nhiên mọi người phải cho tôi thời gian. Diệp Phàm tôi chỉ là một người bình thường, không phải là thần tiên có thể biến đậu thành vàng. Có lẽ một số đồng chí sẽ cho rằng tôi đang thể hiện. Tôi nghĩ nói cũng đúng, tôi không cần phải thể hiện điều gì cả.
thật thà làm việc, quang minh chính đại làm người, chính là bản tính của Diệp Phàm tôi. Trong làn sóng lớn của cải cách, tập đoàn điện cơ Hoành Không chúng ta lại bị thời đại quên lãng. Bị thời đại lớn bỏ rơi, để sửa chữa nguyên nhân đương nhiên là ở nhiều phương diện. Nhưng nếu nói chúng ta ngồi đây đều không có một chút trách nhiệm nào thì là không thể nào. Chúng ta là một đại gia đình, có hơn 10.000 anh chị em. Chỉ dựa vào cấp trên giang tay ra, vay tiền để qua ngày cũng là không thể nào. Vì thế chúng ta phải học tập chim ưng trên núi, săn mồi khắp nơi, phải có tính hướng lên cao, tầm nhìn rộng phía trước để khai thác sự nghiệp của chúng ta, thuộc về sự nghiệp của người trong tập đoàn điện cơ Hoành Không chúng ta. Phải làm cho mỗi một người của tập đoàn Hoành Không chúng ta tự hào vì mình là người của Hoành Không, phải khiến cho người ngoài vắt óc suy nghĩ làm sao để trở thành người của Hoành Không. Lời của tôi đã hết, xem biểu hiện của tôi sau này là được. Bởi vì mọi người cũng như tôi, đều là chủ nhân của Hoành Không, chúng ta không thể cứ tiếp tục ăn bám nhà nước nữa. Chúng ta không thể tiếp tục đi xin xỏ người khác nữa, cách duy nhất chính là phấn đấu và phấn đấu. Chúng ta không phải là kẻ yếu ớt, càng không phải lũ hèn nhát. Chúng ta là người của Hoành Không, vì thế hãy cùng Diệp Phàm tôi xông lên. Diệp Phàm nói xong, hai tay giơ lên, lập tức, tiếng vỗ tay lại vang lên, toàn thể phòng hội nghị đều hô lên. Toàn bộ mấy trăm cán bộ phía dưới đều đứng cả lên, tiếng vỗ tay kéo dài mãi không thôi. Khiến cho những phát biểu phía sau của Chủ tịch tỉnh Thái, Bộ trưởng Trần và Vệ Ngọc Cường đều trở nên vô vị. Mấy người bọn họ cũng phát biểu qua loa cho xong để đến nhà ăn ăn cơm. Có lẽ cảnh tượng buổi sáng đã khiến cho Chủ tịch tỉnh Thái và Giám đốc Sở Trần đều e ngại, có lẽ đã biết được cuộc chiến giữa Diệp Phàm và cái Thiệu Trung sắp kết thúc. Tất cả những gì xảy ra sáng nay trong lòng hai người đều biết rõ, con người cái Thiệu Trung chắc chắn không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì thế hai vị lãnh đạo ăn cơm xong liền bất chấp mệt mỏi, lập tức lên đường về tỉnh. Tập đoàn Hoành Không lúc này đã trở thành một nơi thị phi, có thể sớm thoát khỏi đây thì phải nhanh chóng chuồn đi mới được. Chương 2803, Nguyên nhân. Anh Diệp, anh phải đề phòng con người cái Thiệu Trung. Lúc tối, Lam Tồn Quân gọi điện thoại đến. Mối thù này coi như kết thúc nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Với kinh nghiệm của cái Thiệu Trung rõ ràng là ông ta đã trả đũa làm sao tôi cũng trả đũa được. Tại đó có bao nhiêu người thấy, người ta cũng chẳng ra gì, nói ra những lời còn như đổ lưu manh. Cứ như kiểu ông ta nhằm vào tôi, người anh em, cậu không cảm nhận được điểm đó sao? Tôi đang nghĩ không phải là có người đã chọc vào tổ thiêu thân không? Cứ như lão ta không muốn tôi đến tập đoàn Hoành Không thì phải. Có thể cái Thiệu Trung đã như con ngựa tiên phong. Nhưng có thể lay động được con người đó không hề đơn giản. Người này ngay cả Thái Cường còn không coi ra gì, trừ phi có nhân vật cấp cao trên tỉnh. Diệp Phàm buồn bực nói, luôn suy nghĩ về chuyện này. Vốn buổi sáng tôi cũng không định suy xét chuyện này đâu, tuy lão ta hống hách, là nhân vật có 102 tại thành phố Hạng Nam. Nhưng có thể ngồi vào vị trí của ông ta, tuyệt đối ông ta phải là con hồ ly sắp thành tinh rồi. Mà tuổi tác của ông ta chưa nhiều. Đúng lúc tài sức mạnh mẽ. Ông ta còn có cả một con đường thăng quan rộng mở phía trước. Hôm nay nói ra những lời đó là chưa thỏa đáng, nhưng ông ta cũng đã thành công trong việc khiêu chiến với anh rồi. Buổi tối tôi vừa nhận được một tin tức, nghe nói lần này vị trí chủ tịch Hoành Không vốn là của cái Thiệu Trung. Anh coi như là con ngựa đen chiếm đoạt rồi. Lam Tồn Quân vừa nói ra thì Diệp Phàm đã hoảng hốt hiểu ra. Hoành Không tuy đổ nát nhưng vị trí chủ tịch đó và vị trí số 1 thành phố Hạng Nam cũng khác nhau không ít cấp bậc. Bốn cái Thiệu Trung nhằm vào vị trí đó cũng là đã nhằm vào đánh bóng gần kia, lên chức thứ trưởng phải không? Diệp Phàm hỏi. Chắc chắn cũng có suy nghĩ không khác gì anh Diệp, không phải nói là đỏ nát, nhưng dù gì thì cấp bậc này cũng phải chơi bóng gần mới có thể tiến lên được. Sau này ở Hoành Không được mấy năm, rồi lại chuyển lên chính quyền thì cũng thuộc vào cấp bậc phó chủ tịch tỉnh rồi. Bởi vì nếu trực tiếp mà lên thì chắc chắn là khó khăn. Nghe nói thế lực đằng sau cái Thiệu Trung rất vững chắc, nhưng là ai thì tôi không rõ. Từ một năm tiếp xúc với người này chỉ thấy kiêu ngạo, ngông cuồng mà thôi. Hôm nay thấy thái độ của ông ta với Chủ tịch Thái thì anh cũng nhận ra rồi đó, không hề coi Chủ tịch Thái ra gì cả. Lam Tồn Quân phân tích nói. Kiêu ngạo, ngông cuồng vốn là bản chất của ông ta. Ngay cả Thái Cường còn không coi ra gì thì chắc chắn đằng sau ông ta còn có người mạnh hơn cả Thái Cường. Nếu nói về cả tỉnh, đương nhiên như nãy tôi nói có mười mấy vị ủy viên trong tỉnh. Có thể ngồi đến vị trí hôm nay, nếu nói cái Thiệu Trung không có hậu thuẫn thì chắc chắn là không đúng.
Kiêu ngạo như vậy chắc chắn người đứng đằng sau vững chắc. Hôm nay ông ta đã thách đấu tôi, có thể là muốn khiêu khích. Hôm nay coi như là tôi cũng trúng kế ông ta, nhưng là cố ý trúng kế. Cái Thiệu Trung thế lực như vậy, chắc chắn những ngày tháng của người anh em đây cũng khó qua phải không? Vì thế, tôi nghĩ, nếu như khiến lão ta đi mất, thì người anh em cũng thay đổi được rồi. Diệp Phàm cười nói. Ôi, lại phiền đến anh Diệp rồi. Nhưng ông ta không dễ dàng mà cút đi như vậy đâu. Chỉ sợ người đứng đằng sau ông ta còn mưu kế hơn. Dù sao thì 60% của Hoành Không cũng là trên địa bàn hãng Nam này, mà còn nhiều mặt đều là hãng Nam cung cấp. Quả thực nếu như cắt điện của Hoành Không thì các anh cũng khó mà sống được. Theo những gì tôi biết về con người cái Thiệu Trung thì chắc chắn ông ta không đem chuyện hôm nay báo cáo lên tỉnh. Đó không phải là phong cách giải quyết vấn đề của ông ta. Mà như thế cũng quá ám muội rồi. Ông ta thích tự mình giải quyết đối thủ. Cho nên về sau anh phải đề phòng ông ta. Bên này tôi có thông tin gì sẽ lập tức thông báo cho anh. Lam Tồn Quân có chút lo lắng. Đi đến đâu tính đến đó, chỉ có thể dùng binh chặn tướng, nước đến thì lấy đất ngăn thôi. Nhưng tuy cái Thiệu Trung hống hách, bên hạng Nam còn có lãnh đạo cấp cao hơn mà. Huống chi nếu như đúng là hắn ta chơi chúng ta thì chúng ta không ngại nội ứng ngoại kết hợp cho hắn ta chết. Diệp Phàm hừ nói, tôi kiên quyết ủng hộ, ông ta không ra tay thì chúng ta không ra tay, nhưng nếu ông ta đã hành động, trận chiến này một khi mở màn thì phải có kết cục không chết không ngừng. Trừ phi một bên kết thúc bằng không sẽ không dừng lại. Lam Tồn Quân thể hiện lòng quyết tâm. Ông em, không phải là bên thành ủy chú không có đến một đồng minh chứ? Diệp Phàm hỏi, nói ra thì thật xấu hổ, bởi vì cái Thiệu Trung uy thế thế. Đến giờ tôi mới chỉ nói được một đồng chí thôi, đó là Điền Đông Thăng. Đồng chí đó là trưởng ban tuyên giáo thành ủy, vì nguyên nhân này mà cái Thiệu Trung thấy ngứa mắt với anh ta, đó là có lần anh ta báo cáo, có nói đến cái Thiệu Trung làm ông ta bực mình. Cho tới giờ anh ta muốn lấy lại quan hệ với cái Thiệu Trung nhưng đều không được. Có mấy lần cái Thiệu Trung ra tay muốn tống cổ anh ta đi. Nhưng Điền Đông Thăng cũng ghê gớm lắm, vẫn yên vị mà ngồi được. Thấy mấy lần tôi bị chèn ép nên hai chúng tôi đã thành đồn minh, chỉ là quyền lực của ban tuyên giáo quá nhỏ, anh ta không ủng hộ tôi lớn. Lam Tồn Quân nói, bí thư chính ủy và tư lệnh quân khu là ai? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên phải tìm người trong phương diện có lợi cho hắn chứ. Dù sao Diệp Phàm cũng kiêm cả chức trợ lý bộ trưởng bộ công an. Tuy chỉ là một chức danh treo ở đó nhưng người ngoài không biết được. Mà hắn ta còn có quan hệ nhất định bên quân sự. Bí thư đảng úy là Trịnh Nhất Thiên, người này thì không phải nói. Ông ta một mực theo cái Thiệu Trung, năm ngoái chỉ là cục trưởng cục công an hạng Nam, năm nay mới được đề bạt là bí thư chính ủy. Tất cả đều nhờ cái Thiệu Trung dẫn dắt, nếu nói với ông ta khác nào mặt trời mặt đằng Tây. Về phần tư lệnh quân khu chính là đồng chí Dương Đông Lưu. Người này cực kỳ ít tham gia họp, nếu có thì cũng chỉ là hãn hữu. Tôi đến đây công tác, tham gia bao nhiêu cuộc họp nhưng đều không thấy ông ta phát biểu. Có thì cũng chỉ là lúc hội nghị đề cập đến vấn đề quân sự thì mới lên tiếng. Cho dù có ý kiến thì cũng chỉ một hai câu, cực lì ít tham gia đến các mặt khác. Mà, hầu như một nửa hội nghị là không tham gia, có thì cũng bỏ quyền bỏ phiếu. Lam Tồn Quân nói, đó cũng là chức trách của ông ta, quân đội không được can thiệp đến chính trị mà. Ông ta chỉ mang tai đến nghe chứ không có quyền phát ngôn. Diệp Phàm cười nói, nhưng nếu có thể thu phục ông ta, để ông ta đến họp, ngẫu nhiên có thể ủng hộ anh. Có thể không nói, nhưng còn có thể bỏ phiếu mà. Đây chỉ là vấn đề thái độ. Về mặt này anh Diệp ra tay, tôi chỉ chuyên phụ trách cung cấp thông tin thôi. Còn về ông ta thì tôi không có cách nào. Tuy cha là cấp giám đốc tỉnh nhưng lại không có quan hệ với mấy người bên quân sự. Lam Tồn Quân cười nói. Ha ha, cậu làm mình sạch sẽ quá nhỉ, đây là làm vì cậu đó. Diệp Phàm đùa một câu. Chúng ta cùng làm mà, tạm thời tôi không phải quá khống chế tham vọng. Dù sao, tôi đến hạng Nam này một năm rồi, cái Thiệu Trung có đi cũng không đến phiên tôi lên. Đương nhiên, nếu có một vị nào mềm mại hơn chút thì cũng thoải mái hơn. Đương nhiên nếu như cái Thiệu Trung đúng là muốn đấu với anh Diệp thì tôi sẽ xung phong vô điều kiện. Lam Tồn Quân nói, khẩu khí có chút mờ ám. Cậu đúng là không phải loại lương thiện, đã tôi luyện bao lâu rồi, nhưng chắc chắn là không thấy lợn chạy. Chỉ ăn thịt lợn thôi phải không? Diệp Phàm cười nói. Đương nhiên rồi, trước đây chỉ có một mình, giờ tôi có thêm anh Diệp, thì tốt rồi.
chúng ta huynh đệ đồng lòng, làm gì cũng thành mà. Lam Tồn Quân vui vẻ cười nói. Yên tâm, bên Dương Đông Lưu tôi sẽ có người lo liệu. Đến lúc đó không phải chỉ có hai anh em chúng ta mà là ba. Diệp Phàm thần bí nói. Ba, lại có vị đại ca nào nữa anh Diệp? Lam Tồn Quân mừng rỡ. Chắc là không lâu nữa, Lão Lang cũng đến quân khu Thiên Vân nhận chức rồi. Đến lúc đó sẽ cho anh ta lo liệu. Diệp Phàm cười nói. Mẹ ơi, xem ra ba chúng ta sẽ khai nghiệp ở Thiên Vân này. Lam Tồn Quân cười nói. Làm cho tốt đi, cùng nhau tiến lên. Diệp Phàm cười nói. Quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng rồi. Trong một phòng của phòng làm việc thành phố Hạng Nam, một người đeo kính tức giận nói. Ông ta chính là Tăng Vân Nhàn, trưởng ban thư ký Hạng Nam, là một trong những cốt cán của cái Thiệu Trung, cũng là một nhân vật số một trong vòng đó. Bí thư cái, việc này chúng ta nên báo lên tỉnh mới đúng, một tên chủ tịch mà lại có hàng vi vô lại thế. Đúng là lưu manh, nhất định phải lấy lại thể diện chứ, không người ta sẽ cười nhạo chúng ta. Bí thư đảng ủy Trịnh Nhất Thiên cũng kích động cái Thiệu Trung. Lão Trịnh, anh cũng đừng đổ thừa, hôm nay đã phái 8 chiếc xe cảnh sát. Tin chắc rằng tên chỉ tịch Diệp kia cũng không thoải mái. Chiêu của anh, đúng là cao minh. Tăng Vân Nhàn nói. Bí thư cái, đồng chí cứ nói đi, làm gì chúng tôi sẽ làm. Trịnh Nhất Thiên nói, khuôn mặt đúng là hù dọa người. Bởi vì người này vốn có làn da đen như bao công. Lại làm bên công an mười mấy năm rồi. Những người nào nhát gan nhìn cũng đủ chết. Vì thế mà đã bị bọn côn đồ gọi là hắc diện Diêm La. Người Hạng Nam đều biết, lão cái có ba thuộc hạ. Theo thứ tự là Đông Phương Bất Bại, Ngưu Kiến Quốc, là phó chủ tịch thường trực Hạng Nam. Hắc diện Diêm La, Trịnh Nhất Thiên, bí thư chính ủy. Tiểu Lý Tàng Đao, Tăng Vân Nhàn, trưởng ban thư ký. Tối nay ba con trâu đều đang có mặt, Tăng Vân Nhà vì sao lại có biệt danh như vậy Tiểu Lý Tàng Đao, đọc là đã có thể hiểu được. Vì người này làm trưởng ban thư ký, bề ngoài thì lúc nào cũng tủm tỉm, thân mật, đối với đối thủ cũng vậy. Nhưng đằng sau thì không nương tay. Còn về hắc diện Diêm La, thực ra Trịnh Nhất Thiên là một người thủ đoạn, nhưng làm việc bên công an lại được việc. Đó là biệt danh mà côn đồ đặt cho ông ta. Ngưu Kiến Quốc là nhân vật thứ 5 trong thành ủy, bởi vì Hạng Nam có 3 phó bí thư, cái Thiệu Trung là bí thư, vì thế mà Ngưu Kiến Quốc chỉ có thể ngồi trên ghế thứ 5. Tuy nhiên người này tại sao được gọi là Đông Phương Bất Bại, chắc chắn không phải là tự cung, luyện quỳ hoa bảo điển. Chương 2804, chính thức đi làm. Vì là người hiếu chiến, đặc biệt miệng lợi cực kỳ lợi hại, nghe nói có lần phát biểu trong đại hội khiến cho 6 phó chủ tịch thành phố đều lép vế. Cho nên có danh hiệu, Đông Phương Bất Bại. Lúc này phó chủ tịch thường trực thành phố, Đông Phương Bất Bại, Ngưu Kiến Quốc chưa hề lên tiếng đột nhiên nói, Lão Trịnh, chúng là cán bộ nhà nước. Không cần dùng tác phong thổ phỉ như vậy. Vậy chỉ với miệng lưỡi của ông có thể làm cho người họ Diệp kia ngất đi có phải không? Nếu quả thật có thể làm thế thì mời phó chủ tịch ra mặt. Miệng bom tiêu diệt người kia là được, cho chúng ta đỡ phải mồm năm miệng 10. Trịnh Nhất Thiên lấy oai cảnh sát, cũng là nhân vật bá chủ một phương. Đối với lão hỗ Trịnh Nhất Thiên không dám nổi bảo, nhưng đối với Ngưu Kiến Quốc thì gã không sợ. Hai người tuy nói cũng phe lão hỗ nhưng chính kiến và tác phong làm việc hoàn toàn khác nhau. Vì Ngưu Kiến Quốc chú trọng việc, dụ dỗ, lấy lý lẽ để thuyết phục người khác, lấy kế làm cho người ta không thấy máu. Trịnh Nhất Thiên trực tiếp ra tay chơi xấu. Hai phương pháp, tuy mưu lược không giống nhau nhưng kết quả thì không khác nhau lắm. Mà Ngưu Kiến Quốc thường thường tự xưng là thành phần trí thức cao cấp. Còn Trịnh Nhất Thiên chỉ là đại học ngành truyền hình hoàn toàn không là gì trong mắt thạc sĩ người ta. Nước bọt thì làm sao, đôi khi nước bọt so với đao thật đâm còn lợi hại hơn nhiều lắm. Có thể làm cho đối thủ khổ không thể tả, ngay cả lực phản kích lại cũng không có, cái này gọi là gì, gọi là mưu kế lão Trịnh ạ. Ví dụ như, không phải Diệp Phàm dùng mưu sao, chúng ta cũng dùng mưu là được. Tập đoàn Hoành Không Không Điện còn có thể làm gì sao? Cứ cắt điện mấy ngày đảm bảo lập tức có thể làm cho họ biến thành con kiến trong nồi sắt. Ngưu Kiến Quốc phản bác, vẻ mặt thản nhiên. Ra vẻ đầy mưu lược, tùy tay còn cầm lấy giấy ăn trên bàn quạt vài cái. Nhìn Trịnh Nhất Thiên một cái hừ nói. Đến lúc đó, Diệp Phàm còn phải chạy đến đây trước, đến lúc đó chúng ta có cơ hội trừng trị hắn. Cắt điện, nhà máy không có điện cũng không giống như thành phố chúng ta, hơn nữa, theo quy định chẳng lẽ người ta không phản ánh lên cấp trên. Huống chi, người của Hoành Không cũng không ít, tốt.
tốt xấu cũng có mấy nghìn. Anh cắt điện thêm mấy ngày, cấp trên không gây sức ép thì còn là chuyện gì? Đến lúc đó cấp trên hỏi thăm đến chúng ta. Hơn nữa, Diệp Phàm chắc chắn cũng không nên hù dọa, người ra lệnh cắt điện chắc chắn sẽ bị hắn theo dõi. Nếu điều tra ra cái gì, chẳng phải là phiền toái lớn sao? Trịnh Nhất Thiên phản kích. Còn không bằng tôi tìm vài người ra tay. Gần đây tên Khương Quân của tập đoàn Hoành không gây sức ép khá lợi hại, chúng ta lại thêm một mồi lửa nữa. Đến lúc đó chỉ sợ 20 bảo vệ của Hoành không cũng không chịu được. Đến lúc đó vẫn phải cần đến cục công an thành phố ra mặt. Nếu thực sự đến lúc đó, xem bố trừng trị tên kia thế nào. Đầu óc anh thật đúng là ngu không ai bằng, nhà máy điện phải là của chúng ta, nhưng công ty điện là ở thành phố hạng nam của chúng ta. Chúng ta không thể vô cớ cắt điện của người khác, nhưng trùng tu cũng không được sao. Hơn nữa, chúng ta trong lúc chúng ta trùng tu chỉ cấp điện dân dụng. Bởi vì xí nghiệp của Hoành không quy mô lớn không thể đảm bảo điện cho họ hoạt động bình thường. Hơn nữa, trùng tu còn phải làm từ từ. Trùng tu một ngày cũng được, 10 ngày cũng đúng. Nếu không thì cứ cho kiểm tra một vài trạm biến thế không phải là dễ dàng qua mắt sao. Quan trọng là đầu óc phải nhanh nhạy mới được. Hiện giờ không phải là nắm đấm lớn mới là đạo lý. Ngưu Kiến Quốc thật là có thể trực tiếp đâm vào điểm yếu của Diệp Phàm. Tuy nhiên, còn phải chú ý một chút. Mất điện có thể ngừng, chỉ có điều, phải làm cho không có chút dấu vết nào mới được. Anh nói lưới điện hỏng, lão Ngưu, một số nghề của anh cũng quên đi. Tập đoàn cơ điện Hoành không nghề cũ là làm gì? Tăng Vân Nhàn hiển nhiên không quen với sự khoe khoang của Ngưu Kiến Quốc. Từng Vân Nhàn thường xuyên cũng tự xưng là tri thức trong phủ của lão hổ. Ngưu Kiến Quốc thể hiện là một văn nhân, giống như một đại sư, thì Tăng Vân Nhàn tôi đặt ở đâu? Một núi không thể có hai hổ. Đúng vậy. Tập đoàn Hoành không là đơn vị sản xuất thiết bị điện. Thiết bị nhà máy thủy điện và trạm biến thế của chúng ta không phải là không sản xuất sao? Nói đến thiết bị điện lực, người ta là tổ tông. Có rất nhiều chuyên gia về lĩnh vực này, đến lúc đó người ta nói để người ta cử chuyên gia đến. Nếu thật sự hỏng thì mua từ nhà máy của bọn họ đi, đó chẳng phải đưa tiền cho họ sao? Trịnh Nhất Thiên bắt được điểm yếu của Ngưu Kiến Quốc, lập tức công kích lại. Hừ! Chúng ta bắt đầu là tu sửa lại nhà máy điện, hôm nay nhà máy điện, hai ngày nữa là trạm biến thế. Còn có dây điện các loại nữa. Như vậy, hợp lại lăn qua lăn lại, cho dù Hoành không cử người đến thì có lẽ cũng mấy 10 ngày nửa tháng rồi. Hoành không có thể chịu được sao? Tuy nói hiện giờ là xí nghiệp sắp phá sản, nhưng còn có 3 phần nhà máy vận hành. Chúng ta đâm một đao sau lưng họ, làm rõ lại hợp đồng của họ. Đến lúc đó vì Hoành không không có điện sản xuất mà không sản xuất ra sản phẩm, chẳng phải là vi phạm quy định trong hợp đồng sao, phải bồi thường gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Tin rằng những chủ nhà máy đều vui nhìn thấy việc này. Ngưu Kiến Quốc nói những câu này thật đúng là chỗ quan trọng. Chỉ sợ lập tức như vậy có thể người ta cảm thấy, giấu đầu hở đuôi, không? Có lẽ chuyện này đã đến tai một số người, sợ là có người sẽ nghĩ đến người khởi xướng việc này là bí thư cái. Việc này cũng không thỏa đáng. Tầng Vân Nhàn tào lao nói ra cái thiện chung. Không sao, ngay cả biết là cái thiệu chung tôi làm thì sao. Tôi ngược lại muốn nhìn xem đến lúc đó hắn đối phó thế nào. Việc này, coi như là chúng ta chiến đấu trước, quyết định như vậy đi, việc này giao cho Kiến Quốc. Điện chậm nhất không thể kéo dài đến sáng ngày mốt rồi ngừng. Cái thiệu chung u ám nói, đây là ông chủ lớn. Sáng ngày 2. Diệp Phàm mới đi cùng chủ nhiệm văn phòng đảng Tào Khải Hùng dạo một vòng quanh trụ sở chính. Chủ nhiệm Tào, trụ sở này còn không ít người, có bao nhiêu phòng ban? Diệp Phàm hỏi. Chỉ tổng công ty chúng ta cũng còn 20 bộ phận, ban giám đốc, bộ phận quản lý tổng hợp, tài vụ, văn phòng đảng, bộ phận chiến lược và phát triển, vận hành quản lý, nhân lực, thị trường, chất lượng, quản lý tài sản, bộ phận kiểm toán, bộ phận kiểm tra kỷ luật, giám sát. Bộ phận pháp chế, đảng quần chúng, kỹ thuật trung tâm, ban bảo vệ. Những nhân viên ở các bộ phận là khác nhau, như ban bảo vệ là 28 người. Tuy nhiên, thật ra không chỉ bằng này người, bởi vì, còn phải thêm biên chế dân phòng tuần tra. 20 bộ phận cộng lại cũng không dưới 600 người. Biên chế chính thức có lẽ trên dưới 380 người, hơn 20 người là nhân viên ngoài biên chế. Bởi vì nhà máy của chúng ta cách đây không xa. Lái xe 10 phút là đến. Thật ra nối với trụ sở thành một khu trụ sở nằm bên cạnh hai nhà máy lớn nhất. Một là nhà máy thiết bị điện lực Hoành không, sản xuất thiết bị điện và cơ điện như máy biến thế,
máy đo điện, cùng các thiết bị điện có liên quan. Tuy nhiên, vì mấy năm gần đây hiệu quả và lợi nhuận kém, nên bên này không được nhà nước phân phối kế hoạch, người đến công ty chúng ta mua thiết bị điện cũng không nhiều. Cũng là nguyên nhân khiến thiết bị lạc hậu, đổi mới càng chậm. Nhân tài kỹ thuật cũng mất đi tương đối nhiều, nhà máy của chúng ta biến thành một xưởng sản xuất thiết bị cơ điện nhỏ rồi. Một là nhà máy chế tạo máy móc hoành không, chế tạo gia công máy móc như máy giặt, tuy nhiên mấy năm gần đây tình hình không được tốt. Đơn đặt hàng ít, hiện giờ lại thành gia công linh kiện cho các nhà máy khác là chính. Công gia công thấp, cần lao động nhiều, căn bản là không kiếm được bao nhiêu. Hai nhà máy này cũng có nhiều bộ phận, trừ hai nhà máy lớn này chúng ta còn có nhà máy chế tạo máy bên Việt Đông, công ty cơ giới phi không. Nhà máy này sản xuất sản phẩm cho xưởng đóng tàu, thật ra chỉ thu được tiền gia công. Mà bên Việt Đông tiền lương công nhân cao, hơn nữa, tổng công ty đình trệ, mấy năm rồi cơ bản không đầu tư gì. Xưởng kia, cũng đến mức không còn gì rồi. Tào Khải Hùng nhăn mày vừa đi vừa giới thiệu với Diệp Phàm. Nhân viên ngoài biên chế nhiều như vậy, những người này là lao động hợp đồng hay là lao động thời vụ? Diệp Phàm cau mày hỏi. Bệnh chung của các công ty nhà nước cũng vì bị chính quyền địa phương ảnh hưởng, người không thể làm gì cũng nhét vào tương đối nhiều. Con em của các lãnh đạo không có việc làm thường đều đến các công ty này. Thành ra nhiều nhân viên, mà hiệu quả lợi ích cũng không thể cao. Vì những người này căn bản không có kỹ thuật, thậm chí có một bộ phận công nhân viên chức chỉ có danh mà vẫn lĩnh lương. Không nhất định là hợp đồng hay thời vụ, đương nhiên, cũng có nhưng không nhiều lắm. Đại đa số đều là lao động chính thức, chỉ là biên chế được tỉnh chia cho nên thành người ngoài biên chế. Bọn họ lại là do công ty chính thức tuyển, đương nhiên được tuyển cũng có mưu mẹo lớn. Không biết dùng cách nào để vào nhưng người ta là công nhân viên chức chính thức của nhà máy, muốn đuổi ra cũng khó. Tào Khải Hùng nói. Nửa tiếng sau mới đi hết các bộ phận. 10 giờ sáng ngày đầu tiên đi làm của Diệp Phàm. Chính thức gặp mặt với phụ trách các bộ phận. 20 đồng chí đều đến phòng họp. Chương 2805, thể hiện thôi. Vì Diệp Phàm vẫn chưa có thư ký, cho nên tạm thời phó chủ nhiệm văn phòng đảng Khổng Ý Hùng kiêm nhiệm. Khổng Ý Hùng là người khá nhanh nhẹn, đã đặt trước mặt Diệp Phàm những tài liệu liên quan đến người phụ trách các bộ phận. Không khí trong phòng họp có chút nặng nề trang nghiêm, đối mặt với vị chủ tịch trẻ tuổi đáng sợ, những người phụ trách các bộ phận cũng không cảm giác thoải mái được. Tất cả đều ngồi thẳng người, thay đổi thái độ hẳn so với khi họp với chủ tịch trước. Vì Vệ Ngọc Cường đã ở tập đoàn khá lâu, quen thuộc với tất cả mọi người. Hơn nữa là người hiền hòa, quan hệ với cấp dưới cũng không tệ. Tổng giám đốc Diệp tuy nói mới đến một ngày, chỉ một ngày, người ta có thể trở thành người nổi tiếng của thành phố Hạng Nam. Tuy nói dân chúng không hiểu được tình huống trong đó, nhưng tập đoàn Hoành Không và một số lãnh đạo chính quyền thành phố Hạng Nam đều biết chuyện này. Chuyện hẳn gây sức ép không nhỏ, trên nửa đường tiện tay bóp, lão hổ cái Thiệu Trung, mới vừa đến tổng bộ vừa ra tay chính là 60 triệu, chẳng những thành công giải quyết xong nguy cơ mấy ngàn người tấn công tổng bộ, đồng thời để lại tiếng tăm rất tốt. Đêm qua tập đoàn Hoành Không, thậm chí toàn bộ thị trấn Hoành Không đều tán dương vị chủ tịch mới nhậm chức này. Hơn nữa, từ hành động đến tiếng cười cũng làm cho hơn 1.000 công nhân viên chức cán bộ của tập đoàn Hoành Không thấy được hy vọng. Đương nhiên cũng có người dội nước lã nói đây chỉ là thủ đoạn của chủ tịch mới nhậm chức lấy lòng cấp dưới thôi, việc như vậy có lẽ chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Cục diện rối rắm như tập đoàn Hoành Không này, cho dù 60 triệu ngày hôm qua cũng là mượn về. Chỉ có điều là chủ tịch mới nhậm chức cấp cho cán bộ công nhân viên như một món quà ra mắt thôi. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều công nhân viên chức tin tưởng chủ tịch mới nhậm chức không giống như chủ tịch Vệ Ngọc Tài. Thậm chí có người đã nâng Diệp Phàm lên. Hy vọng hắn có thể trở thành người cứu tập đoàn Hoành Không. Người ta ngay cả cổ của, lão hồ, cái Thiên Trung cũng dám bóp, chẳng lẽ còn không dám ra tay với ban giám đốc sao? Tất nhiên, tất cả mọi người đều có mặt trong cuộc họp, tránh rủi ro với tổng giám đốc Diệp, thành con khỉ đáng thương bị giết. Các đồng chí đều đã đến đông đủ rồi. Hôm nay tập trung tất cả lại đây chủ yếu là muốn làm quen một chút, sau này dễ triển khai công tác. Các anh đều là lãnh đạo các phòng ban của tập đoàn. Rất quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn chúng ta. Tập đoàn chúng ta muốn phát triển, phải tạo ra một ban lãnh đạo mạnh. Các anh đều là thành viên bộ máy lãnh đạo của tập đoàn, cũng có thể nói là trụ cột của tập đoàn. Mỗi đồng chí đều phụ trách bộ phận cấp dưới của mình. Nhiều thì hơn 1.000, ít cũng mấy chục người,
nói ra thì các anh cũng là lãnh đạo các công ty cấp dưới của tập đoàn. Như vậy đi, trước các anh tự giới thiệu, mỗi người 5 phút. Diệp Phàm nói, giọng nghiêm túc nhưng cũng không hung ác. Sau đó chủ nhiệm văn phòng đảng Tào Khải Hùng bắt đầu, tất cả mọi người tiếp tục tự giới thiệu trong hơn 1 giờ. Tuy nhiên, chớ xem thường hơn 1 giờ này, hiệu quả cao hơn so với việc Diệp Phàm trực tiếp đọc tài liệu nhiều. Hơn nữa, những đồng chí này đương nhiên đều là nói về mặt mạnh nhất. Giới thiệu xong là đến giờ cơm trưa rồi. Trực tiếp ăn một bữa cơm bình dân ở canteen của tổng công ty. Trong cuộc họp Diệp Phàm cũng không phải biết bất kỳ cái gì. Mọi người đều hiểu, trước khi tìm hiểu chi tiết vị chủ tịch mới này sẽ không dễ dàng ra tay. Quan mới nhậm chức ba đồng lửa, có lẽ ngày hôm qua chính là chủ tịch mới thả hai thanh lửa. Chủ tịch mới nhậm chức nhất định phải điều chỉnh người phụ trách các bộ phận cấp dưới. Lúc này, những người phụ trách đều cảm thấy nguy cơ rất lo lớn. Quả nhiên là vậy. Chỉ thấy sau khi chủ tịch Diệp cơm nước xong, rút khăn trên bàn ra lau miệng nhìn mọi người một cái. Tôi vừa đến, nhiều việc quá, một số việc không thể kéo dài, người phụ trách khu vực công nghiệp nặng, tài vụ cùng với đồng chí ở bộ phận giám sát kiểm tra kỷ luật đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi muốn tìm hiểu rõ một số tình hình. Tổng giám đốc Diệp nói xong xoay người rời đi. Nhìn bóng tổng giám đốc Diệp xoay lưng đi ra, mọi người thu ánh mắt về, một lần nữa nhìn người phụ trách khu vực công nghiệp nặng Vân Hiểu Đắc, chủ nhiệm phụ trách tài vụ Tô Học Bá cùng với chủ nhiệm Ngũ Vân Lượng phụ trách bộ phận giám sát kiểm tra kỷ luật. Ba đồng chí đứng lên thoáng nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi, ba người xoay người đi đến phòng Diệp Phàm. Tổng giám đốc Diệp sao lại gọi ba người họ, chẳng lẽ gần đây có chuyện gì liên quan? Chủ nhiệm bộ phận pháp chế dịch ghế đến sát chủ nhiệm bộ phận kiểm toán. Lão Hứa, anh xem, ba người bọn họ đi cùng là có ý gì? Kim Đức Tiểu nói. Lão Vân quản lý tài vụ, lão Ngũ kiểm tra kỷ luật, lão Tô là chủ nhiệm khu công nghiệp nặng. Chuyện bị lừa lần trước không phải là xảy ra ở bộ phận công nghiệp nặng sao? Mà tiền bị lừa mấy trăm nghìn không phải là liên quan đến bộ phận tài vụ sao? Chuyện này đã báo án rồi, một khi điều tra, đoán chừng trong đó có mở ám. Việc này, nếu có mưu mẹo chẳng phải là có liên quan đến kiểm tra kỷ luật sao? Hứa Nhất Đa nói. Chỉ sợ thắp ba đống lửa này muốn đốt một số đồng chí rồi, ôi thời buổi rối loạn. Chủ nhiệm quản lý bộ phận tổng hợp Tưởng Học Bình thở dài. Không thể nào lão Tưởng, thực lực của vị kia, người ngoài muốn ra tay với y, có lẽ nghĩ kỹ rồi. Kim Đức Tiểu nói, mấy người này cùng một phe, ngồi cùng một cái bàn tròn nói. Hừ, thực lực, một chút đã phạm sai lầm. Việc này, nếu không nói cũng là một bài học thôi. Thực sự có người nói ra việc này thì là không làm tròn nhiệm vụ. Hứa Nhất Đa hừ lạnh một tiếng, nhả một vòng khói lên trời. Lão Hứa, anh phụ trách pháp chế, hiểu rõ việc này nhất, nếu quả thật ra tay thì vị kia kết quả sẽ thế nào? Tưởng Học Bình hỏi. Hứa Nhất Đa nghe Tưởng Học Bình nói có chút hơi đắc ý vuốt cằm không có dâu nhìn hai người còn lại một cái nói. Việc này điều tra ra mặc dù vị kia không có đánh giám nhưng trách nhiệm vẫn đổ lên đầu lãnh đạo có phải không? Đây là mấy trăm triệu, cũng không phải cọng cỏ cọng cây có phải không? Chỉ với việc này cũng làm cho cán bộ nhốt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cũng không hẳn thế, lão Hứa, chẳng lẽ anh quên quan hệ phía sau vị kia sao? Hơn nữa, bí thư vệ hình như đối với vị đó cũng không tệ. Nói cách khác việc này đã xảy ra hơn một tháng, sao đến bây giờ vẫn không có chút động tĩnh nào? Báo án là báo án rồi, nói là cục công an đang phá án. Nói dễ hơn làm rồi, kẻ lừa đảo căn bản cũng không ở trong nước, có lẽ hiện giờ đã chạy ra nước ngoài rồi, người ta còn có thể đứng ở cửa cảng để chờ công an đến tìm sao. Chỉ cần không bắt được người thì vụ án này không thể kết luận được, không kết luận được tất nhiên cũng không thể lan đến gần y. Mặc dù có lan đến, dựa vào quan hệ của y, còn không phải vừa ra tay đã có thể giải quyết sao. Việc này trong tập đoàn chúng ta cũng không chỉ một hai lần. Lần đó không phải đầu voi đuôi chuột, học phí, này không chỉ nộp một lần. Và lại, nếu quả thật muốn giải quyết y, vậy y khai ra những người khác, đây chẳng phải là càng quấy càng loạn sao, đến cuối cùng phải là lôi ra người cuối cùng sao? Kim Đức nói, nếu như nói là trực tiếp nhằm vào y không thể. Người ta giàu gì cũng là ủy viên thường vụ phó tổng giám đốc, cán bộ cấp giám đốc sở. Việc này cũng không quan trọng, quan hệ phía sau y phân lượng quá nặng đi, chẳng lẽ có thể mắt thấy chủ tịch mới đến ra tay tiêu diệt giống như, hầu tử. Tập đoàn Cơ Điện Hoành Không trên danh nghĩa là ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước cùng tỉnh quản lý,
Thật ra, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thấy cục diện rối ren này liền phiền, cả năm cũng không thấy họ xuống đây một lần. Ngay cả có đến cũng là đi đi vòng vo một vòng nói vài câu ăn một bữa cơm rồi đi. Tỉnh mới là lãnh đạo cấp trên của tập đoàn Hoành Không, quyền khống chế trong tay tỉnh. Anh không biết sao, lần này tuyên bố quyết định bổ nhiệm, ban tổ chức trung ương cũng không có ai đến. Ừ, y không thể động, nhiều nhất là cảnh cáo đảng, không chừng ngay cả việc này cũng không thể làm với y. Tuy nhiên, một số cấp dưới có lẽ xui xẻo, ví dụ như hai người vừa đi có liên quan trực tiếp đến việc này. Hứa Nhất Đa gật đầu. Ừ, nhiều tiền như vậy bị đi, người tài phụ trách tài vụ của tập đoàn chẳng lẽ không liên quan chút nào. Hơn nữa, nội ứng của kẻ lừa đảo chính là đồng chí của bộ phận tài vụ. Mà kẻ lừa đảo đào hố bẫy ngay tại khu vực công nghiệp nặng, Lão Vân khó có thể thoát khỏi liên quan. Lần trước kẻ lừa đảo đến Lão Vân khá thoải mái đấy. Lúc kia trong túi có tiền. Mỗi ngày đều ăn tiệm, còn nói là chiêu đãi khách hàng lớn từ Cửu Cảng đến. Lúc ấy tiền là việc chúng ta hâm mộ không được. Nếu thu hút đầu tư thành công, thì có thể có thành tích lớn. Kim Đức nói. Có lẽ Lão Tô và Lão Vân hiện giờ chân đều muốn trốn đi. Hứa Nhất Đa trên vẻ mặt hiện lên một tia vui mừng vì người khác gặp họa. Tuy nhiên, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật ngũ đau đầu rồi, việc này quản cũng không được, mặc kệ cũng không xong. Có lẽ phải làm nhân bánh bích quy rồi, Tưởng Học Bình cười nói. Ha ha, trong khoảng thời gian này có lẽ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật muốn giả ngu. Tuy nhiên, bí thư Vệ không để ý tới chuyện này, nhưng Tổng Giám Đốc Diệp không muốn thả chuyện này nhất định sẽ buộc đồng chí Ngũ ra tay điều tra chuyện này, đến lúc đó nhân bánh bích quy khó làm rồi. Kim Đức cười. Ba người bước chân rất nặng, giống như văn phòng Diệp Phàm ở cách đây mấy ngày đêm đi bộ vậy. Ba người lề mề đi hết nửa giờ mới đến văn phòng của Tổng Giám Đốc Diệp. Thấy Tổng Giám Đốc Diệp đang ngồi ở ghế lớn của mình, đối diện cũng đặt ba cái ghế xoay. Vệ Ngọc Cường rất phân biệt cấp bậc, cho nên, một là một, ví dụ như gã cấp thứ trưởng, anh là cấp giám đốc sở. Ghế gã ngồi yêu cầu lớn hơn cái ghế của anh một chút. Việc này đương nhiên chỉ ở trong phòng làm việc của gã thôi. Nói như gã là thể hiện phong thái lãnh đạo. Chương 2806, kiểm chứng. Cấp dưới và cấp trên ngồi ngang hàng như vậy thì đâu còn tác phong của lãnh đạo nữa. Dưới tác động của ông ta, sau đó khi bố trí các ghế trong văn phòng của lãnh đạo, bên quản lý mới quán triệt quan niệm này. Ghế của lãnh đạo cao hơn một chút, khi ngồi đối diện nói chuyện thì ghế cấp dưới sẽ nhỏ đi một số. Tất nhiên độ chênh lệch cũng sẽ không rõ ràng, chỉ có điều là cảm thấy nhỏ hơn mà thôi. Khi đó Diệp Phàm đã lặng người đi một lúc rồi trấn tĩnh trở lại. Có lẽ con người Vệ Ngọc Cường có ý niệm về công việc chỉ huy rất lớn. Từ trên chiếc ghế của mình điều phối tất cả, loại người lãnh đạo này có cơ cấu lãnh đạo khá chặt. Cũng rất khó để dung hốc với họ. Giả sử Diệp Phàm đến văn phòng của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ dùng chức danh bên đảng ủy của mình để ép hắn. Tất nhiên ra khỏi văn phòng thì biểu hiện của ông ta lại khá hiền hòa, khác hoàn toàn với uy thế của một lãnh đạo trong văn phòng này. Ngồi đi. Diệp Phàm vừa chỉ tay về phía ba chiếc ghế xoay vừa nói. Cả ba người cẩn thận ngồi xuống không hé răng nói với Diệp Phàm nửa lời. Hôm nay gọi ba người các ông đến chủ yếu là để tìm hiểu về tập đoàn chính hà của thành phố Cảng Cửu. Tập đoàn này có bao nhiêu thì các ông đều biết rất rõ. Mấy trăm vạn còn là một con số nhỏ ấy chứ. Các ông báo lại tình hình càng cụ thể thì khả năng chúng ta lấy lại khoản tiền đó sẽ càng lớn. Diệp Phàm nói, đưa hộp thuốc lá ra trước mặt. Lúc này số lượng những người nghiện thuốc lá chắc cũng không hề ít, giống như phạm nhân trước khi thú tội đều muốn hút thuốc vậy. Quả nhiên là vậy, Diệp Phàm phát hiện ra sắc mặt của ba bọn họ đều thay đổi. Ánh mắt của Ngũ Vân sáng lên một chút. Thái độ của Vân Hiểu Lý bên khu công nghiệp nặng và Tô Học Bá bên Bộ Tài chính cũng thay đổi rất rõ rệt. Hai người bọn họ khi ngồi lưng vốn đã hơi cong, giờ trông như tê liệt hẳn vậy. Tất cả đều ngồi dựa sát vào lưng ghế. Giống như bọn họ đều đã mất hết sức lực, không thể không dựa vào lưng ghế. Sớm biết có ngày hôm nay thì khi đó đừng làm. Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng, hắn sớm đã điều tra ra việc này không có quan hệ lớn lắm đến hai người bọn họ. Diệp Tổng. Tôi đã kiểm điểm trước tổ chức rồi. Trong chuyện này, tôi có trách nhiệm rất lớn, xin tổ chức cứ phê bình, xử lý tôi. Diệp Phàm nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc bén, Vân Hiểu Lý đã kịp thời phản ứng, vội đứng bật dậy với bộ dạng của một tội nhân đang nhận tội. Ồ, vậy ông có trách nhiệm gì? Diệp Phàm hỏi lại, liếc nhìn Ngũ Vân và Tô Học Bá, nói tiếp. Thế này đi,
để việc báo cáo được chi tiết cụ thể thì trước tiên hai đồng chí ra phòng ngoài uống trà nghỉ ngơi đã, lấy lại tinh thần rồi sau đó lần lượt vào báo cáo. Có vài lời tôi phải nhắc nhở trước, các ông nhất định phải thành thật, không được nửa giả nửa thật. Tất nhiên nếu những gì các ông nói có sai lệch với hai người còn lại thì tôi đành phải tiến hành điều tra chứng thực. Đến lúc đó thì đừng trách tôi khó khăn. Diệp Phàm nói như vậy để cho ba bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Đến lúc đó ai cũng không dám nói dối, lừa gạt hoặc che giấu sự thật. Tên lừa bịp Lưu Hải Bình xây dựng nhà máy ngay trong khu công nghiệp nặng của chúng tôi. Một chủ nhiệm như tôi cũng không xem xét kỹ, lại đi ủng hộ công việc của hắn ta. Vân Hiểu Lý thấy hai người bọn họ đi rồi, cửa đã đóng mới bắt đầu nói. Nói rõ xem ông đã ủng hộ công việc của hắn ta như thế nào. Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Tên Lưu Hải Bình đó nói hắn là chủ tịch của tập đoàn Chính Hà của thành phố Cảng Cửu, do công ty có người giới thiệu nên tới. Vì thế mà tôi tin hắn tan gay, tôi chỉ thị cho cấp dưới tiến hành, lại còn xây dựng nhà xưởng cho bọn họ nữa. Vân Hiểu Lý vừa nói đến đây thì Diệp Phàm đã nghiêm mặt lại, khoát khoát tay nói. Ai giới thiệu, nói cho rõ ràng, vấn đề này rất quan trọng. Cái này thì... Vân Hiểu Lý ấp a ấp úng, không dám nói. Một tiếng cạch lớn vang lên, Diệp Phàm đặt mạnh chén trà xuống bàn, đôi mắt lạnh lùng, hung hãn nhìn Vân Hiểu Lý. Nếu ông không muốn nói thì cũng được, coi như không có người giới thiệu. Không có người giới thiệu thì chuyện này Vân Hiểu Lý ông chịu trách nhiệm, có đúng không? Việc này không phải tôi phụ trách mà là do Phó Tổng Chu Đống phụ trách. Tập đoàn chúng tôi vốn sớm đã muốn thành lập một phòng chuyên về thu hút đầu tư. Chỉ có điều đến bây giờ vẫn còn chưa thực hiện được. Thực ra những việc này đều là do bên khu công nghiệp nặng làm. Mà Phó Tổng Chu lại là lãnh đạo quản lý khu công nghiệp nặng và phân quản chúng tôi. Tên Vân Hiểu Lý này thấy Diệp Phàm định quy hết trách nhiệm cho mình thì sợ đến mức nói toẹt hết ra không còn để ý đến Chu Đống nữa. Khoảng thời gian này Vân Hiểu Lý vốn khá là sợ hãi, hôm nay ông ta sợ sệt trước Diệp Phàm như vậy, có lẽ là do vụ án bóp cổ và phát lương ngày hôm qua. Không ngờ cái gừng già cay như vậy cũng phải khuất phục trước Diệp Phàm. Cũng không thể không nói rằng uy tín của Diệp Phàm trong vòng một ngày đã được nâng lên đáng kể. Đó là điều mà hắn dự tính đã từ lâu, hôm nay đã có cơ hội thực hiện. Ồ, vậy chuyện này là do đồng chí Chu Đống gây ra có đúng không? Diệp Phàm hỏi lại. Phó Tổng Chu cũng có ý tốt cả thôi. Ông ấy muốn vực khu công nghiệp nặng dậy. Để liên hệ được với Lưu Hải Bình, ông ấy cũng đã tốn không ít tâm huyết. Chỉ có điều là không ngờ Lưu Hải Bình lại là hạng người xảo quyệt, lại là một tên bịp bợm. Mà lúc đầu ông ta còn không đồng ý chuyện này nữa cơ. Phó Tổng Chu phải đi về vập thành phố Cảng Cửu ba lần, ông ta mới đồng ý. Như vậy cũng coi như là Phó Tổng có tấm lòng rồi. Vân Hiểu Lý nói hộ Chu Đống vài lời. Do ông ta sợ mọi chuyện vỡ lở ra người ta sẽ tìm cách trả đũa lại ông ta. Ồ, ba lần liền, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà về thăm quê đến ba lần, không lẽ các ông không thấy nghi ngờ hay sao? Tại sao trước đây hàng chục năm đều không thèm qua về thăm lấy một lần, giờ bỗng nhiên một lúc lại về đến ba lần liền? Lạt mềm buộc chặt, một chút mánh khóe đó mà các ông cũng nhìn không ra thì còn thu hút đầu tư cái gì nữa? Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại, Vân Hiểu Lý lạnh lùng đáp lại. Về vấn đề này thì thật ra ai cũng muốn thu hút đầu tư cả. Nguyên nhân cũng là do tình hình của công ty chúng ta không ổn lắm. Vì thế thấy lợi mà mù cả hai mắt. Phó Tổng Chu cũng đã cho người đi tìm hiểu, thành phố Cảng Cửu đúng là có tập đoàn Chính Hà. Chính tôi cũng đã đi cùng ông ta đến đó mấy lần. Chúng tôi thấy công ty bọn họ rất lớn, văn phòng rất hoành tráng. Ai có thể ngờ rằng tất cả chỉ là một âm mưu, một thủ đoạn được sắp đặt sẵn. Hơn nữa người thân của Lưu Hải Bình là Trịnh Lâm Đông lại là người vùng này. Đâu ngờ rằng hắn ta lại câu kết với Trịnh Lâm Đông ôm một khoản tiền lớn chạy mất. Vợ con của Trịnh Lâm Đông đều ở thành phố Hạng Vũ cả. Hơn nữa Trịnh Lâm Đông cũng làm ở phòng tài chính của công ty hơn chục năm rồi. Trước giờ là người thật thà, quả thật lòng người khó đoán. Trước tiên việc các ông bổ nhiệm cho Trịnh Lâm Đông làm giám đốc tài chính của dự án liên kết đầu tư với Lưu Hải Bình là đã có vấn đề rồi. Trịnh Lâm Đông và Lưu Hải Bình đã là họ hàng với nhau thì sao có thể để một người làm chủ tịch công ty, một người làm giám đốc tài chính được? Việc này hoàn toàn không đúng với thể chế tài chính kinh tế. Sao các ông lại có thể hồ đồ như vậy được? Không lẽ lại không hiểu được rằng việc này trái với thể chế hay sao? Khe hở này chính là nguyên nhân khiến khoản tiền lớn kia bị mang đi một cách dễ dàng.
Diệp Phàm suýt nữa thì đập mạnh xuống bàn nhưng hắn ta vẫn cố gắng kìm chế cơn tức giận. Việc này tôi cũng không rõ lắm, phải hỏi chủ nhiệm Tô bên Bộ Tài chính. Tất nhiên Vân Hiểu Lý vội lôi ngay Tô Học Bá vào. Ông đi gọi chủ nhiệm Tô vào đây. Diệp Phàm đáp lại, Vân Hiểu Lý lau mồ hôi lã chã trên trán, khom lưng bước ra. Ngay sau đó, Tô Học Bá bước vào, khuôn mặt tái nhợt. Trông ông ta như đã già đi không ít. Vấn đề vừa rồi chủ nhiệm Vân đã nói lại với tôi. Bây giờ ông hãy nói rõ tại sao lại để xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Diệp Phàm không mời ông ta ngồi xuống, trực tiếp hỏi luôn. Việc này cũng là do khi đó Phó Tổng Chu muốn tạo dựng mối quan hệ với Lưu Hải Bình. Trước đó bọn họ cũng đi đi lại lại cảng Cửu ba lần rồi. Mặt khác cũng đã cho người âm thầm điều tra về công ty đó. Quả thực tiềm lực của họ rất hùng hậu. Còn bên công ty chúng tôi thì lại rơi vào tình trạng như thế này. Tất cả dẫn đến việc đã không điều tra thận trọng, kỹ càng. Phần nhiều là do sợ Lưu Hải Bình sẽ thay đổi ý định, vì thế đã quyết định việc này ngay trên bàn ăn. Mà Lưu Hải Bình cũng nói, ông ta nhắm ngay vào người họ hàng của mình, để người khác quản lý tài chính ông ta không yên tâm. Mà ông ta cũng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty mới nên giám đốc tài chính đương nhiên là do ông ta quyết định rồi. Phía chúng tôi thì cũng cho rằng đồng chí Trịnh Lâm Đông là người thật thà, làm trong tập đoàn đã hơn chục năm. Người thân, vợ con đều ở thành phố Hạng Nam cả. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện ôm tiền bỏ trốn được. Mặt khác để giám sát chặt chẽ, bên tài chính tập đoàn còn điều động thêm hai đồng chí khác đến làm việc cùng. Thủ quỹ là người bên chúng tôi, kế toán là người bên họ. Thật không ngờ Lưu Hải Bình đã nhắm cả thủ quỹ rồi. Tất cả những chuyện này đã được tính toán. Lên kế hoạch hết sức hoàn hảo. Tô Học Bá sầm mặt, thuật lại tất cả. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, lưới pháp luật thưa nhưng khó thoát. Chẳng lẽ ông không hiểu ngụ ý của những lời này hay sao? Tôi muốn các ông hãy thật tâm cân nhắc kỹ càng, chắc chắn phải có manh mối nào đó. Thủ quỹ ở bên các ông là ai? Diệp Phàm hỏi. Vi Hương. Tô Học Bá trả lời. Đã bắt được Vi Hương chưa? Diệp Phàm hỏi tiếp. Lưu Hải Bình là người thành phố Cảng Cửu, nếu ông ta trốn ra nước ngoài tìm không thấy thì còn dễ hiểu. Nhưng còn Trịnh Lâm Đông là người vùng này, hơn nữa theo cơ quan công an điều tra thì không hề có văn bản xuất cảnh của ông ta. Còn Vi Hương thì là người Đông Bắc, trước đây chúng tôi cũng đã từng nghĩ đến việc điều tra cô ta. Vi Hương không phải là nhân viên tài chính của tập đoàn mà là viên chức tài chính của công ty thiết bị điện lực trực thuộc tập đoàn. Cô ta tốt nghiệp Học viện Kinh tế Tài chính. Làm ở công ty thiết bị điện lực này cũng được vài năm rồi. Sao cô ta lại có thể câu kết với Lưu Hải Bình được? Chúng tôi thật không thể hiểu được rút cuộc bọn họ là thế nào. Tô Bá Học buồn bã nói. Nếu đã câu kết với nhau thì ắt sẽ có bằng chứng được tìm ra. Không thể một hai ngày gặp gỡ rồi câu kết ngay được. Diệp Phàm lên tiếng, đoạn nói tiếp. Ông đi gọi Ngũ Vân vào đây. Một lát sau, Ngũ Vân Lượng bước vào. Chương 2807, trong lòng bốc hỏa. Ông ta bình tĩnh bước vào nhưng sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm. Bí thư Ngũ, ông là người phụ trách bên kỷ luật giám sát của tập đoàn, là người từ trên ủy ban kỷ luật tỉnh xuống. Về vấn đề lần này, ông có ý kiến gì không? Nói đến đây, Diệp Phàm ngừng lại, liếc nhìn ông ta, đoạn lại tiếp tục. Hay là cho đến lúc này các ông vẫn chưa có hành động nào cả? Diệp Tổng. Chúng tôi sớm đã hành động rồi. Từ sau khi phát hiện ra vụ việc dối trá, chúng tôi đã hành động ngay, thậm chí còn sớm hơn cả thời điểm bọn họ đi báo án. Chủ nhiệm Ngũ nói. Các ông đã phát hiện ra cái gì? Diệp Phàm hỏi dồn. Tất cả vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên vì chủ nghi phạm tội đã bỏ trốn nên việc kiểm chứng khá rắc rối. Thời gian này chúng tôi vẫn đang hỗ trợ Sở Công an thành phố Hạng Nam điều tra vì chuyện này liên quan đến một số tiền quá lớn. Sở Công an tỉnh cũng điều động đồng chí khác tới chỉ đạo Cục Công an điều tra. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ vụ án vẫn chưa tiến triển như mong đợi. Chủ nhiệm Ngũ nói. Điểm mấu chốt là chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Thành phố Cảng Cửu đó có vấn đề rất lớn, tuy năm 97 đã sáp nhập lại nhưng vẫn là một vùng hai thể chế, cơ quan công an của hai bên không thể tùy tiện hợp tác được, còn phải thông qua sự quyết định của Bộ Công an đã. Một chút rắc rối đó cũng tốn rất nhiều thời gian. Còn tội phạm thì đã không biết chạy đi đâu mất rồi. Ngũ Vân Lượng nói. Điều tra, các ông điều tra cái gì? Cho đến tận bây giờ các ông vẫn chưa thông báo lại chuyện này cho Bộ Công an. Rút cuộc là các ông định làm cái gì?
Diệp Phàm đột nhiên đứng bật dậy, đập bàn khiến Ngũ Vân Lượng giật nảy mình. Ông ta vội vàng lên tiếng. Chuyện này chúng tôi đã báo lên văn phòng tỉnh ủy rồi, bên văn phòng nói đã báo lại với Bộ Công an và Bộ Công an đang phối hợp với thành phố Cảng Cửu, chắc phải mất một khoảng thời gian nữa, các đồng chí bên phía chúng tôi mới có thể sang bên đó hợp tác được. Đồng chí Vân Lượng, đồng chí cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Diệp Phàm ngồi xuống, hỏi lại một cách châm chọc. Tôi không hiểu câu nói này của Diệp Tổng có ý gì, tuy bên Bộ Giám sát kiểm tra chúng tôi là một ban trong tập đoàn nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở Diệp Tổng rằng Bộ Kiểm tra Giám sát chúng tôi không trực thuộc tập đoàn quản lý. Ngũ Vân Lượng ngồi ngoài đã nghỉ ngơi nhưng vẫn rất căng thẳng. Tôi biết, Bộ Kiểm tra Giám sát các ông ở công ty chúng tôi trực thuộc tỉnh, chúng tôi không có quyền quản lý nhưng với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, khi công ty xảy ra vấn đề, tôi không thể hỏi được hay sao? Diệp Phàm vặn lại. Hỏi thì tất nhiên là được nhưng có một số nghiệp vụ liên quan đến việc điều tra vụ án, trước khi có kết luận rõ ràng, chúng tôi chưa thể tiết lộ được. Không tiết lộ ra ngoài cũng là để nhằm tránh đánh rắn động cỏ, nếu không sẽ có tổn thất lớn. Vì thế việc này chúng tôi xin lỗi, không phải là chúng tôi không nói mà là chưa tới lúc để nói. Ngũ Vân Lượng nghiêm nghị nói. Diệp Phàm nghe thấy vậy, trong lòng rất bực bội, tên Ngũ Vân Lượng này đã bắt đầu kiêu kỳ. Ông ta cho rằng hắn quá non nớt, còn không coi hắn ra gì cả. Có phải có ai dặn không được để lộ chuyện này? Chỉ có trong nội bộ tỉnh biết, vì thế nên cho đến tận bây giờ chuyện này vẫn không hề có chút khởi sắc nào cả. Chẳng cần phải nói đến đoàn công ty làm gì cả, đến cả các ông cũng chưa hề có chút động thái nào. Đó là một việc hết sức không bình thường, các ông làm công tác kỷ luật đó. Đừng có ăn lương nhà nước một cách vô ích, Bộ Công an chắc chắn chưa nhận được thông báo của các ông. Việc này không phải các ông không hề biết. Nếu bọn họ nhận được rồi thì sao không phản hồi? Lời lẽ của Diệp Phàm rất sắc bén. Nếu hôm nay không cho ông ta một bài học thì e rằng sau này sẽ không dùng được vào việc gì cả. Công tác kiểm tra kỷ luật phải căn cứ vào thực tế, lấy luật pháp làm thước đo. Còn phát ngôn bừa bãi thì tôi không có ý kiến gì cả. Ngũ Vân Lượng nói. Phát ngôn bừa bãi. Các ông thực sự không biết việc văn phòng tỉnh đã báo lại với Bộ Công an hay chưa hay sao? Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng hỏi dồn. Không rõ lắm, đây là việc của Sở Công an tỉnh. Những người làm bên giám sát kỷ luật chúng tôi cũng không thể can thiệp vào việc của người khác được. Mà chúng tôi cũng hy vọng không có đồng chí nào phỏng đoán bừa bãi, vô cớ can thiệp vào công việc của người khác. Chuyện này nếu nâng quan điểm lên một chút thì tức là phạm pháp rồi. Ngũ Vân Lương đứng dậy, đôi mắt quắc lên. Được. Hãy lập tức gọi người phụ trách vụ án này bên văn phòng tỉnh đến ngay để trao đổi. Diệp Phàm nói. Việc này muốn hỏi thì Diệp Tổng hãy trực tiếp hỏi. Tôi không có quyền gọi họ đến. Ủy ban kỷ luật giám sát là để bài trừ hiện tượng phủ bại, điều tra các đồng chí làm trái nguyên tắc. Chúng tôi không có quyền quản lý việc của bên cơ quan công an. Ngũ Vân Lượng gạt phát đi ngay. Hãy ăn nói cho đường hoàng, bên tập đoàn chịu thiệt hại lớn như thế mà đến tận bây giờ các ông vẫn chỉ quan sát. Ngũ Vân Lượng, ông mặc bộ đồng phục này một cách vô ích rồi. Ông có xứng đáng với sự đào tạo của đảng và nhà nước hay không? Xảy ra chuyện thì không xông xáo giải quyết mà đùn đẩy. Đây có phải là tác phong làm việc của các đồng chí bên ban kiểm tra kỷ luật các ông hay không? Diệp Phàm bắt đầu tức giận. Có mặc bộ đồng phục này một cách vô ích hay không thì không phiền đến Diệp Tổng phải phán xét. Diệp Tổng hãy xem xét trước đến việc công ty còn có thể vận hành được một cách bình thường hay không? Đó mới là việc ông nên làm. Ngũ Vân Lượng bình tĩnh một cách kỳ lạ, khiến Diệp Phàm cũng hết sức ngạc nhiên. Không lẽ có ông lớn nào đó đã gọi điện thoại cho ông ta nên bây giờ ông ta mới cao giọng như vậy? Thôi được, việc này tôi sẽ báo lại với ban kỷ luật tỉnh. Diệp Phàm thản nhiên khoát khoát tay. Hắn cảm thấy Ngũ Vân Lượng có chút vấn đề, việc này phải điều tra rõ đã. Báo lên ủy ban kỷ luật tỉnh sao? Mời ông cứ tự nhiên. Ngũ Vân Lượng lạnh lùng đáp lại. Một tiếng tát mạnh vang lên. Ngũ Vân Lượng bị Diệp Phàm tát cho một cú trời giáng ngã loạng choạng, phải mất mấy bước ông ta mới đứng vững dậy được. Máu từ mũi chảy ra. Chủ nhiệm Khổng, mời đồng chí Ngũ ra ngoài. Diệp Phàm gọi lớn từ trong văn phòng. Ông chỉ là chủ tịch tập đoàn, không có quyền đánh người. Hành động thô bạo, cực đoan này của ông đã can thiệp đến ủy ban kỷ luật. Hành động của anh là hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng kêu lớn, Khổng Ý Hùng, Tô Học Bá và Vân Hiểu Lý đều bước vào. Bọn họ thấy Ngũ Vân Lượng mặt mũi đầy máu thì sợ hãi. Ông,
Ngũ Vân Lượng lại càng hét lớn hơn, tay chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm. Đồng chí Vân Lượng, hãy lau mặt trước đã, có gì rồi nói chuyện tiếp. Khổng Ý Hùng vội vàng lấy khăn giấy cho ông ta lau mặt. Nói chuyện cái con khỉ, tôi phải phản ánh lại hành động thô bạo nghiêm trọng của Diệp Tổng với cấp trên, nhất định phải phản ánh. Là Tổng Giám đốc của một tập đoàn mà lại có hành động thô bạo như vậy. Đây đích thị là hành động của một côn đồ. Ngô Vân Lượng tức giận gào lên. Cái bạt tai này là của tôi, đánh ông là vì ông không làm hết chức trách. Cần báo lên trên, xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm lạnh lùng đáp lại. Ngũ Vân Lương hầm hừ bước ra khỏi cửa. Tô Học Bá và Vân Hiểu Lý thấy Diệp Phàm không hề để ý đến hai người bọn họ. Hai bọn họ nhìn nhau không dám đi. Sau đó Diệp Phàm thấy chán bèn xua xua tay, bọn họ mới dám chậm rãi rời đi. Khổng Ý Hùng lại càng không dám gây ra tiếng động gì. Đến cả việc thu dọn tàn tích, ông ta cũng nhẹ tay nhẹ chân, sợ khiến Diệp Tổng Bảo Lực kia tức giận, lại gây ra cảnh tượng tương tự như lúc nãy. Ngũ Vân Lượng còn có thể về Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà khóc lóc, kể lể, còn ông ta thì không có chỗ nào mà về cả. Diệp Phàm vừa bật máy tính lên thì cúp điện. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm mở cửa bước ra hỏi Khổng Ý Hùng. Khổng Ý Hùng nghe thấy vậy vội gọi điện đi, một lát sau thì gác điện thoại xuống nói. Diệp Tổng, Trạm Biến Thế nói rằng đang cần sửa chữa một chút nên sẽ cắt điện. Tại sao không thông báo sớm một chút? Diệp Phàm hỏi lại. Bọn họ nói vừa mới bị hỏng xong. Khổng Ý Hùng đáp lại. Tất cả các nơi đều bị mất điện à? Diệp Phàm hỏi tiếp. Không phải vậy, nghe nói chỉ có đường dây qua chỗ chúng ta là có vấn đề. Bây giờ chỉ còn cách khởi động nguồn điện nhưng cũng chỉ đủ cho các hộ dân cư trong thị trấn dùng thôi, còn xí nghiệp lớn như chúng ta thì không đủ dùng. Trước đây đã từng xảy ra hiện tượng này chưa? Diệp Phàm mơ hồ linh cảm được điều gì đó. Cũng có đó, nhưng rất nhanh sau đó là trở lại bình thường. Chúng ta là hộ dùng điện lớn, luôn được tỉnh ưu tiên hàng đầu. Tuy bây giờ công suất không còn lớn nữa nhưng vẫn còn máy móc vận hành nên bình thường nếu cắt điện họ sẽ thông báo trước một ngày. Khổng Ý Hùng cũng cảm thấy có chút manh mối nào đó. Cắt điện thật đúng lúc. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng. Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, sớm không cắt, muộn cũng không cắt. Bây giờ phải làm thế nào? Trong xưởng không thể bị cắt điện được. Khổng Ý Hùng chau mày nói. Trong xưởng có máy phát điện chứ? Diệp Phàm hỏi tiếp. Đã bị hỏng từ lâu rồi. Bây giờ hiệu suất công xưởng không quá 20% nên không dùng đến máy phát điện nữa. Năm ngoái khi nó bị hỏng, không ai thèm sửa cả, bây giờ có lẽ đã thành đống phế thải rồi. Khổng Ý Hùng lắc lắc đầu nói. Gọi điện ngay cho cục điện lực dục bên họ nhanh chóng sửa chữa. Nếu lực lượng bên họ thiếu thì chúng ta phải cắt cử chuyên gia đến. Diệp Phàm nói. Khổng Ý Hùng nói. Một lát sau đó ông ta vào báo lại bên điện lực nói có thể tự giải quyết, không làm phiền đến bọn họ. Diệp Tổng, tuy nhiên giọng điệu bọn họ có chút cứng rắn. Giọng điệu cứng rắn là như thế nào? Diệp Phàm vừa hỏi vừa bước tới, nhìn bãi cỏ bên ngoài. Trước đây thái độ của bọn họ rất tốt, bây giờ có vẻ đã cứng rắn hơn. Khổng Ý Hùng giải thích. Chút cứng rắn đó chắc là để nhằm vào tôi. Vẻ mặt Diệp Phàm cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cái này thì tôi cũng không rõ, hay là thế này, tôi sắp xếp cho người đích thân đi hối thúc bọn họ. Khổng Ý Hùng lên tiếng. Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Hắn đi ra bãi cỏ phía ngoài tản bộ. Đúng lúc đó thì Vương Triều gọi điện đến. Anh Diệp, vụ án lừa gạt ôm tiền của các anh rất phức tạp. Phía thành phố Cảng Cửu đúng là có tập đoàn chính hà thật. Người ta có giấy phép, lại là một công ty chính thức hẳn hoi. Nhưng nhắc đến Lưu Hải Bình thì chủ tịch tập đoàn bên đó lại nói không hề biết. Sau đó tôi dùng biện pháp cứng rắn thì được biết có một phó tổng bên họ tên là La Mễ Cách Lâm đã bị Lưu Hải Bình mua chuộc. Hai người bọn họ liên kết lại diễn trò này để lừa dối tên Chu Đống ngu ngốc bên anh. Hơn nữa tôi còn phát hiện ra một khe hở rất lớn. Thực ra khi Diệp Phàm còn ở Bắc Kinh, nghe thấy vụ việc này, hắn đã cho Vương Triều và rất nhiều khác đi điều tra. Chương 2808 Báo cáo lên tỉnh. Khoản tiền này chắc chắn phải lấy lại. Đã rơi vào tay Diệp Phàm thì tuyệt đối không thể để chuyện như thế này xảy ra. Hơn nữa việc tìm lại khoản tiền cũng là cơ hội để Diệp Phàm thể hiện rõ mình. Khe hở nào? Diệp Phàm hỏi. Số tiền mà các anh bị lừa không chỉ là 5.000 vạn, mà là 1,2 tỷ. Vương Triều vừa thốt ra, Diệp Phàm đã sững người sửng sốt. Rút cuộc là lấy lại như thế nào?
Diệp Phàm bắt đầu sốt ruột, giọng hắn bắt đầu to lên, Khổng Ý Hùng sợ đến mức phải đứng xa Diệp Phàm, không dám lại gần. Tôi đã lấy lại được bản gốc của hợp đồng ký khi đó. Tôi lấy được từ một nhân tình của La Mễ Cách Lâm. Trên văn kiện ghi rất rõ, La Mễ Cách Lâm đại diện cho tập đoàn Chính Hà ký hợp đồng với tập đoàn Điện Lực Hoành Không các anh. Hợp đồng ghi rất rõ ràng, tập đoàn Điện Lực Hoành Không góp 12 tỷ, và số tiền đó phải có trong tài khoản ngân hàng. Tập đoàn Chính Hà góp 30 tỷ, cũng là tiền mặt cả. Trong hợp đồng cũng đã ghi rõ, hai bên phải thực hiện các điều khoản trong vòng một tháng. Vương Triều thuật lại. Từ từ đã, cậu nói La Mễ Cách Lâm đại diện cho tập đoàn Chính Hà ký hợp đồng đúng không? Vậy hợp đồng đó có hiệu lực pháp lý hay không? Cậu đã điều tra qua hay chưa? Diệp Phàm hỏi. Tôi biết hợp đồng này rất quan trọng với các anh mà trên bộ tôi cũng có chuyên gia về lĩnh vực này. Tôi đã cho người đến các bộ phận liên quan của thành phố Cảng Cửu điều tra rồi. Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý vì La Mễ Cách Lâm cũng có một vị trí cao trong tập đoàn Chính Hà, đó là vị trí phó tổng. Nghe nói chủ tịch đã điều tra về người thân của Lôi Lạc Tư. Tập đoàn Chính Hà này cũng khá có tiềm lực, tổng tài sản lên tới 300 tỷ. Vương Triều đáp lại, nếu như có hiệu lực pháp lý thì tức là bản hợp đồng này của chúng tôi có hiệu lực rồi. Diệp Phàm cảm thấy rất lạc lõng. Theo các chuyên gia thì nó hoàn toàn có hiệu lực, bởi vì La Mễ Cách Lâm đại diện cho tập đoàn Chính Hà chứ không phải cho bản thân ông ta. Có lẽ là Lôi Lạc Tư quá tín nhiệm ông ta nên mới để cho anh ta có cơ hội giở trò như vậy. Hơn nữa nghe nói mấy tháng nay, Lôi Lạc Tư đã ngã bệnh rồi. Con trai ông ta là cha Thiết Nhĩ cũng đã ra nước ngoài làm ăn rồi, bên nhân sự của tập đoàn gần như đều do La Mễ Cách Lâm quyết định. Vương Triều nói, thật kỳ lạ. Nếu đã lãnh đạo một tập đoàn lớn như tập đoàn Chính Hà thì tại sao ông ta lại không trực tiếp lấy tiền từ chính tập đoàn? Tôi tin rằng lấy mấy ngàn vạn không hề khó khăn. Tại sao lại phải vòng vèo đến cái công ty rách rưởi của chúng ta để lừa tiền? Vậy chẳng phải là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng hay sao? Hơn nữa ông ta cấu kết với Lưu Hải Bình nên không thể nào một mình nuốt gọn số tiền đó được. Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu. Cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tập đoàn Chính Hà là một tập đoàn lớn, đã có vài chục năm kinh nghiệm thương trường. Phòng tài chính của họ quản lý rất nghiêm ngặt, rút ra một khoản tiền lớn như thế thì chủ tịch Lôi Lạc Tư ký tên mới được. Cho nên La Mễ Cách Lâm mới đi vòng vèo đến lừa tiền của tập đoàn Hoành Không. Mặt khác việc quản lý tài chính ở bên các anh không hề chặt chẽ. Nói cách khác là quyền lực của cái tay Chu Đống bên chỗ các anh quá lớn. Mà thu hút đầu tư phải thành tâm người ta mới đầu tư cho. Vương Triều nói, nhất định phải bắt cái tên Lưu Hải Bình và La Mễ Cách Lâm đó về, tiền của Hoành Không không thể dễ dàng bị lấy đi như thế được. Hai tên trộm này, nhất định sẽ biết tay tôi. Diệp Phàm lên tiếng. Hơn nữa, câu cuối cùng hắn lên cao giọng, đến nỗi Khổng Ý Hùng cách đó một đoạn cũng phải mướt mồ hôi. Ông ta nghe không rõ, chỉ nghe được vài từ mơ hồ nên cho rằng Diệp Phàm định tính sổ với chủ nhiệm ngũ. Đừng nôn nóng như vậy, anh Diệp. Chúng tôi đã tra ra được chút đầu mối từ chỗ nhân tình của tên La Mễ Cách Lâm kia. Tuy nhiên ông ta đã chạy sang Anh rồi. Ở bên đó, người của tôi không dễ dàng sử dụng được. Tôi đã đi tìm Trần Quân, anh ta nghe thấy thì vô cùng tức giận nên đã đích thân đem cao thủ của đội báo săn đi. Hiện nay vẫn đang cho người âm thầm đi lùng sục, bắt được ông ta rồi thì Lưu Hải Bình có chạy đằng rời. Vương Triều an ủi Diệp Phàm. Phải bắt bằng được bằng dùng thủ đoạn nào. Nếu không ổn thì bên tôi sẽ cho thêm vài người. Đúng là mấy tên lừa bịp. Diệp Phàm chửi thề, Khổng Ý Hùng cạnh đó mướt mát mồ hôi. Anh Diệp, tôi hiểu. Bên Trần Quân cũng có vài người, lại có cả hai cao thủ nữa. Hơn nữa các cao thủ bên tôi cũng không phải là vô dụng. Ai không nghe lời, tôi lập tức cho nếm mùi đau nhứ gân cốt. Điều đó dễ dàng như trở bàn tay thôi. Vương Triều nói. Vậy cho người đem ngay hợp đồng về. Diệp Phàm dặn dò. Gác điện thoại xuống, khuôn mặt hắn trầm ngâm, Khổng Ý Hùng sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh. Lập tức gọi Chu Tổng đến phòng làm việc của tôi. Diệp Phàm lại ra lệnh. Diệp Tổng, Phó Tổng Chu không còn ở hãng Nam nữa. Khổng Ý Hùng trả lời. Không ở hãng Nam, vậy có phải là đi họp ở đâu không? Diệp Phàm tiện mồm hỏi luôn. Không phải vậy, ông ta đã xin nghỉ phép dài ngày rồi. Ông ta nói là bệnh cũ tái phát. Giờ đợi NG nằm trong bệnh viện Hiệp Hòa. Khổng Ý Hùng đáp lại. Diệp Phàm nghe thấy vậy liền hiểu ngay ra tất cả. Chắc chắn là ông ta sợ đến mức giả bệnh xin nghỉ làm,
và chắc ông ta cũng không có gan để đến văn phòng này một lần nữa. Bệ đỡ của ông ta khá chắc chắn, đợi vài tháng nữa khi điều tiếng lặng xuống chắc ông ta sẽ được điều động đi chỗ khác. Thủ đoạn quen thuộc của những người này là tìm đến nơi nào có thể bòn rút tiền được. Bọn chó chết này lại muốn chạy trốn đây, chúng tưởng dễ dàng đến thế sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, Khổng Ý Hùng im bặt, không dám ho he nửa lời. Lập tức chuẩn bị xe, ông ta đã ngã bệnh thì người làm chủ tịch như tôi cũng nên đến tham quan thêm đến cấp dưới một chút. Diệp Phàm xua xua tay. Khổng Ý Hùng rung mình, trong lòng cảm thấy lo lắng thay cho Chu Đống. Ông ta vội vàng đi chuẩn bị xe. Cũng được đó, xe cũng là xe Audi A8. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng chạy tới, Diệp Phàm muốn đạp ngay thành đống sắt vụn. Hắn nhìn Khổng Ý Hùng, hỏi. Có phải vị phó tổng nào cũng có một chiếc xe như vậy hay không? Đúng vậy. Khổng Ý Hùng thận trọng gật đầu. Ông ta mở cửa xe, Diệp Phàm cũng không khách ngồi lên. Khổng Ý Hùng ngồi lên vị trí cạnh tài xế nói. Diệp Tổng, các vị phó tổng của công ty đều được đi xe A8. Có vị thích kiểu dáng tự nhiên thì đi Wrangler, bí thư vệ không thích Audi nên đi Mercedes. Mẹ kiếp, lương cho công nhân còn không phát được mà người trong công ty còn đi Audi A8, với cả Mercedes. Diệp Phàm chửi thầm trong bụng. Hắn ngồi xe đến đau cả mông mới tới thành phố Thành Vinh. Ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng, rửa mặt mũi, dặn dò Khổng Ý Hùng mua chút quà cáp rồi đi thẳng ngay đến bệnh viện Hiệp Hòa. Đúng lúc đó, điện thoại của Khổng Ý Hùng bỗng vang lên. Ông ta bỗng nhiên trở nên rất kính cẩn, đáp lại một câu rồi khom lưng xuống như thể đang nghe cấp trên chỉ thị. Một lát sau, ông ta gác điện thoại rồi nói. Chủ tịch tỉnh Thái đích thân gọi điện thoại đến nói điện thoại của ông tắt máy. Chủ tịch mời ông về ủy ban tỉnh ngay có việc gấp. Xem ra sự việc đã được báo lên bên trên, hắn lôi điện thoại ra xem, cũng không biết điện thoại hắn hết pin tắt máy từ bao giờ. Hắn thay pin gọi điện cho chủ tịch Thái. Đây là phép lịch sự thôi. Diệp Phàm gọi thẳng ủy ban tỉnh, rồi trực tiếp tới văn phòng của chủ tịch tỉnh ngay. Thư ký của chủ tịch Thái là Phương Lâm vừa thấy Diệp Phàm đến thì vội bước ran gay. Chào thư ký Phương. Diệp Phàm nhìn thấy từ xa đã lên tiếng chào hỏi. Phương Lâm giơ ngón tay lên ngang miệng ra hiệu nói nhỏ. Diệp Phàm sửng sốt, liệu có phải là có nhân vật lớn nào đến văn phòng của bí thư Thái hay không? Diệp Tổng, cái ông chủ nhiệm ngũ của tập đoàn ông đến tìm bí thư Thái, hiện đang nói chuyện ở ngoài phòng họp. Phương Lâm nhấn mạnh hai tiếng nói chuyện, Diệp Phàm liền hiểu ngay thực chất là đang báo cáo lại mọi chuyện. Trong lòng hắn thầm cảm ơn thư ký Phương đã tốt bụng nhắc nhở hắn trước. Chắc là đang báo cáo. Diệp Phàm hỏi lại. Ồ, thư ký Phương khẽ gật đầu đáp lại. Cãi nhau rất to, tất cả các đồng chí ở tầng 1 ủy ban nhân dân tỉnh đều biết hết chuyện. Chắc đã truyền đến tận tỉnh ủy rồi. Chả sao cả, tôi muốn xem ông ta có lật trời được hay không. Diệp Phàm rất thản nhiên đáp lại, khiến cho thư ký Phương cũng phải ngạc nhiên. Kỳ thực thư ký Phương không thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Phàm. Tay chủ nhiệm ngũ đó bị đánh cho chảy máu mũi, mặt còn sưng nửa bên. Cũng may là Diệp Phàm còn kiềm chế nên không bị gãy răng. Diệp Phàm làm như vậy không phải là vì lỗ mãng, nóng nảy. Lăn lộn chục năm trong quan trường, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn muộn mượn tay của chủ nhiệm ngũ để làm cho mọi chuyện vỡ lở ra, tốt nhất là để cho cả tỉnh ủy biết. Đến lúc đó buộc phải cử ra tổ điều tra, từ đó đưa ra vụ án cuỗm tiền có liên quan đến Chu Đống. Cho đến tận bây giờ khi chuyện lớn như vậy xảy ra, tỉnh ủy vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ bệ đỡ sau lưng Chu Đống rất lớn nên chuyện đó vẫn còn vòng vo trong thành phố Hạng Nam. Diệp Phàm tuyệt đối không thể để cho những vụ án giống như vụ Chu Đống lần này tiếp tục tái diễn. Nên tất nhiên lần này không thể bỏ qua cho Chu Đống được rồi. Đây gọi là chiêu giết gà dọa khỉ. Hắn vội vàng bước vào văn phòng của chủ tịch Thái thì thấy chủ nhiệm ngũ đang ôm một bên mặt sưng, giận dữ tố cáo hành vi bạo lực của hắn. Ngũ Vân Lượng, ông có tin là tôi sẽ cho nốt nửa bên kia mặt ông cũng sưng lên hay không? Bộ dạng như thế mới bằng lòng đúng không? Diệp Phàm chỉ vào mặt Ngũ Vân Lượng hét lên, chắc các đồng chí ở tầng 1 đều nghe thấy tiếng hắn. Âm thanh từ nội khí của Diệp Phàm thì chắc chắn lợi hại rồi. Mẹ kiếp, làm chủ nhiệm của ban giám sát kỷ luật tỉnh tại tập đoàn Hoành không lại không thực hiện chức trách của mình. Một vụ án lừa gạt xảy ra lâu như vậy mà không hề lên tiếng. Rõ ràng là muốn bao che cho tội phạm. Diệp Tổng, nhỏ tiếng thôi. Thái Cường tức giận đến mức đứng bật dậy, môi nhếch lên.
Thư ký Phương vội đóng cửa lại. Tôi sợ anh rồi, anh đúng là một tên côn đồ hung hãn. Ngũ Vân Lượng, tôi không những phải báo cáo với cấp trên mà còn phải đến cơ quan công an báo án tiếp. Vương Tử phạm pháp cũng xử phạt như dân thường. Anh có làm chủ tịch tập đoàn Hoành không cũng không được, tuyệt đối không được. Thôi được rồi, hai vị, đi vào trong nói chuyện đi. Thái Cường vội lên tiếng chen ngang. Nói chuyện gì nữa, đánh người rồi cứ thể bỏ qua à? Anh ta coi các đồng chí bên tỉnh ủy chúng ta là cái gì? Là cái bao cắt để luyện quyền hay sao? Đúng lúc này thì cánh cửa gian phòng khách bên ngoài bị đẩy ra. Một người cao lớn đứng giữa cửa, phía sau còn có thêm vài người khác. Các đồng chí khác cũng đã đứng chật lối đi. Chương 2809, chuyện đã vỡ lở. Diệp Phàm sững người lại. Không, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Lôi Gia Đông đã đích thân đến. Ông ta khá là cao to, trông như một pho tượng. Nghe nói ông ta có một giọng nói sang sảng, rất vang, lại là cán bộ chuyển từ bộ phận quân đội sang, được so sánh với một quả đại pháo. Hôm nay quả nhiên lại gặp lại quả đại pháo ấy. Diệp Phàm giả bộ không hề quen biết ông ta. Hôm hắn đi báo cáo ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, ông ta không hề có mặt ở đó. Ủy ban kỷ luật các ông là to lắm hả? Các ông không thực hiện chức trách thì không lẽ tôi không có quyền quản lý lại các thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm bên các ông? Mà ông là ai? Là đồng chí nào trong ủy ban kỷ luật tỉnh ủy? Diệp Phàm hùng hồn chỉ thẳng vào mặt Lôi Gia Đông mà quát. Tất nhiên là hắn đang muốn gây sự. Đồng chí Thái Cương đứng bên cạnh hoảng hốt đến mức cả khuôn mặt đều tím tái lại. Ông ta vội vàng giới thiệu. Đồng chí Diệp Phàm, đây là chủ nhiệm Lôi Gia Đông của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Thư ký Phương thì đã nhanh chân lẩn đi đâu đó rồi. Diệp Phàm phát hiện trong đám người ồn ào hiếu kỳ kia, có ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Cũng có cả ánh mắt thương hại. Ồ, chủ nhiệm Lôi. Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên. Sao thế, sợ rồi hả? Tôi cứ tưởng Diệp Tổng không sợ trời đất, là đại thánh hạ phàm chứ. Nếu đã dám động thủ đánh người thì ắt muốn làm phản rồi. Nói đi, rút cuộc anh muốn làm thế nào? Lôi Gia Đông tức giận đến mức vừa cười vừa quát lên. Ông ta xoải bước dài, ngồi thẳng xuống chiếc ghế gỗ dài. Ba người cấp dưới cũng vậy, lặng lẽ ngồi xuống. Sợ gì chứ, người có lý lẽ trong tay thì đi đâu cũng không sợ. Cho dù là ở ngay trước mặt chủ nhiệm Lôi, tôi cũng phải dạy dỗ cho Ngũ Vân Lượng một bài học. Ông ta thật không ra gì, tập đoàn Hoành không chúng tôi bị lừa mất hơn chục tỷ mà ông ta không hề có chút hành động nào. Không lẽ các đồng chí bên ban kiểm tra kỷ luật các ông đều làm việc như thế? Giọng nói của Diệp Phàm đã nhỏ xuống rất nhiều nhưng điệu bộ của hắn vẫn vô cùng có khí chất. Ồ! Kẻ đánh người có khí thế đến như vậy đó. Lôi Gia Đông đập bàn, chỉ thẳng vào Diệp Phàm. Ông định làm loạn có đúng không? Nếu hôm nay ông không có rõ mọi căn nguyên ra thì xin mời ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nói chuyện. Đừng kích động như thế đồng chí Diệp Phàm. Đồng chí ngồi xuống báo cáo lại cho chủ nhiệm Lôi đã. Phó Chủ tịch Thái vội lên tiếng giảng hòa. Ông ta sợ mọi chuyện vỡ lở đến mức không cứu vãn được, là người ở giữa, ông ta sẽ bị khó xử. Hơn nữa Diệp Phàm là người Bí Thư Ninh chỉ đích danh đến, không thể không có quan hệ gì với Bí Thư Ninh. Đến lúc Bí Thư Ninh cũng đến hỏi lại chuyện này thì đúng là vỡ lở thật. Được. Diệp Phàm dứt khoát ngồi xuống, đoạn lái nói tiếp. Chủ nhiệm Lôi, vụ án tập đoàn Hoành không chúng tôi bị lừa tiền là có thật hay không? Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã cho người đi điều tra chưa? E rằng câu trả lời cho đến bây giờ vẫn là không. Không lẽ các ông muốn chúng tôi bị lừa mất trắng khoản tiền đó? Chủ nhiệm Lôi ơi là chủ nhiệm Lôi, số tiền ấy lên đến hàng chục tỷ, có thể xây được bao nhiêu ngôi trường tiểu học tình nghĩa, giúp bao nhiêu công nhân kiếm được bát cơm, cứu được bao bệnh nhân hiểm nghèo đó. Đồng chí Diệp Phàm, tôi muốn nói cho đồng chí hiểu. Những vụ án của Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy không cần đến đồng chí phải vung chân múa tay vào. Hơn nữa làm sao đồng chí biết Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy chưa hề có chút hành động nào. Ông là chủ tịch tập đoàn Hoành Đoạn mà tại ngang nhiên động thủ đánh người. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy chúng tôi chưa đưa ra kết luận thì đó là việc bí mật, có một thứ cũng không tiện giải thích với ông. Một khi điều tra ra manh mối thì sẽ thông báo với các cấp lãnh đạo của tập đoàn Hoành Đoạn các ông ngay. Ông làm loạn như thế là có ý gì? Ông định làm mật báo cho nghi phạm hay sao? Thật không ra sao cả. Lôi Gia Đông nói nhưng giọng nói cũng đã ôn hòa hơn rất nhiều. Tôi là chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Hoành không lẽ tôi không có quyền hỏi chủ nhiệm Ngũ? Ít nhất các ông cũng phải thể hiện rõ quan điểm ra.
Việc này chúng tôi rất sốt ruột. Chủ nhiệm Lôi ạ, đó là khoản tiền hơn chục tỷ đó. Ông không thấy được thái độ khi đó của chủ nhiệm Ngũ rồi. Ông ta nói ra những lời ngang ngược, rất khó nghe. Một người như thế có thể làm công tác kỷ luật hay sao? Diệp Phàm đáp lại. Hãy nói chuyện lịch sự hơn chút đi. Công tác kỷ luật vô cùng phức tạp. Làm cán bộ kỷ luật cũng phải sắt đá, cứng rắn. Ông muốn bọn họ nhiệt tình phá án có đúng không? Lôi Gia Đông lên tiếng hỏi lại. Mẹ kiếp, mở mồm ra là quát nạt người khác mà không cho hắn thốt ra được mấy câu thô tục. Diệp Phàm chửi thầm chủ nhiệm Lôi. Rồi hắn nói tiếp. Thái độ của tôi có chút nôn nóng nhưng tôi thực sự rất muốn sớm lấy lại được khoản tiền kia. Tình hình tập đoàn chúng tôi, chắc chủ nhiệm Lôi cũng đã nghe nói đến rồi. Bây giờ lương công nhân không trả được mà lại mất đi một khoản tiền lớn như thế, tôi rất đau lòng. Là người đại diện cho tập đoàn tôi thấy rất khó khăn. Tôi còn đau lòng hơn cả ông đó. Lôi Gia Đông chau mày nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Về viết ngay một bản kiểm điểm nghiêm khắc, nếu không thành tâm thì Lôi Gia Đông tôi không đồng ý đâu. Còn nữa tiền viện phí trị thương của đồng chí Ngũ Văn Lược, ông phải chịu hoàn toàn. Xin lỗi đồng chí ấy ngay tại đây. Tôi tuyệt đối không xin lỗi loại người như thế. Thái độ của Diệp Phàm rất kiên quyết. Còn về tiền viện phí thuốc thanh thì tôi sẽ chi. Không xin lỗi thật sao? Lôi Gia Đông hắng giọng lên, điệu bộ rất nghiêm nghị. Trừ khi ông ta điều tra ra được vụ án lừa gạt tiền ở tập đoàn Hoành Không, lấy lại được khoản tiền đã mất. Nếu không thì ông ta không đáng để Diệp Phàm tôi xin lỗi. Diệp Phàm tướng quân đã trở lại. Ông đánh người rồi còn nói lý lẽ sao? Khuôn mặt Lôi Gia Đông trầm xuống. Chủ nhiệm Lôi, tôi xin tự nguyện tham gia vào tổ phá án vụ án lừa gạt ở tập đoàn Hoành Không. Nếu điều tra không ra thì Ngũ Văn Lượng tôi xin chủ động xin lỗi. Còn một khi điều tra ra thì tôi yêu cầu Diệp Tổng xin lỗi tôi trước mặt hơn 10.000 công nhân viên chức nhà tập đoàn, đốt pháo liên tiếp trong 10 ngày. Còn viện phí thì tôi sẽ tranh được tự trả trước, đến lúc đó, ông ta bồi thường lại cho tôi. Còn nếu điều tra không ra thì tôi không cần đến một xu. Ngũ Văn Lượng bỗng nhiên vô cùng tức giận, có lẽ ông ta đã bị ép cho đến mức phải giữ lại chút thể diện cho chính mình. Được, chỉ cần Ngũ Văn Lượng ông điều tra ra rõ ràng, Diệp Phàm tôi nhất định sẽ xin lỗi. Nếu không thì tập đoàn Hoành Không chúng tôi không cần loại người như ông đến giám sát, vì ông không xứng. Giọng nói của Diệp Phàm cũng trở nên rất cứng rắn. Chủ nhiệm Lôi, tôi xin chờ lệnh của ông. Khuôn mặt Ngũ Văn Lượng xám xịt ủ rũ. Được, vụ án này giao lại cho đồng chí. Lôi Gia Đông bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Sau đó ông ta đứng lên bước đi. Vâng. Ngũ Văn Lượng đáp lại rồi cũng quay đầu lần mất. Cả văn phòng ồn ào lúc này chỉ còn lại Diệp Phàm, Bí Thư Thái và Thư Ký Phương. 2. Bí Thư Thái thở dài. Ông ta nhìn Diệp Phàm bằng vẻ mặt rất khác lạ, có lẽ ông ta đã phát hiện ra được điều gì đó. Anh đi đi, đừng gây loạn ở thành ủy nữa. Chuyện của tập đoàn Hoành Không đã rất rắc rối rồi. Bí Thư Thái thở dài, như để lấy lại bình tĩnh. Chủ tịch Thái, ông là lãnh đạo chính quyền quản lý tập đoàn Hoành Không. Một vụ án lớn như thế, bên chính quyền không lẽ không lập tổ điều tra hay sao? Chúng tôi không thể dựa hoàn toàn vào ủy ban kỷ luật tỉnh ủy được. Đến lúc đó có bắt được bọn bịp bợm thì e số tiền kia cũng đã bị tiêu xài hết rồi. Diệp Phàm nói. Chuyện này nếu chủ nhiệm Lôi đã lên tiếng thì tôi sẽ lập tức báo lại với chủ tịch Khúc xem ý kiến đồng chí ấy thế nào. Thái Cường thở dài, ông ta vốn không hề muốn mình bị cuốn vào cái vòng xoáy này. Thái Cường đã sớm cảm nhận được âm mưu trong đó. Có lẽ chủ nhiệm Lôi cũng vậy. Rắc rối giữa Diệp Phàm và Ngũ Văn Lượng, tỉnh ủy cũng không thể giả bộ làm thinh. Diệp Phàm bước ra khỏi Ủy ban Nhân dân, Khổng Ý Hùng nhìn hắn bằng ánh mắt sửng sốt, Diệp Phàm biết ông ta đang bị rối vì chuyện lúc nãy. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ cười nhạt một tiếng. Diệp Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Khổng Ý Hùng rất kính cẩn, tất nhiên là cũng do chuyện ban nãy tác động rồi. Đi thăm Chu Tổng. Diệp Phàm đáp lại rồi hai người bọn họ đi thẳng đến Bệnh viện Hiệp Hòa. Chủ nhiệm Khổng, đồng chí Chu Đống bị mắc bệnh gì? Hắn hỏi tiếp, bệnh thấp khớp của ông ta tái phát, nghe nói đang đi đường thì bị ngã, gãy chân, bác sĩ bảo phải điều trị nửa năm mới dần hồi phục được. Bây giờ không đi lại được nữa, chỉ có thể nằm trên giường thôi. Hôm trước tôi đến thăm thì thấy điệu bộ ông ta rất khổ, đến chở mình cũng khó khăn. Khổng Ý Hùng nói, là thật hay giả đây? Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng, đoạn lại tiếp. Xem ra,
đồng chí Chu đống bệnh không hề nhẹ rồi. Đúng thế, bệnh thấp khớp và giờ thêm gãy chân nữa nên rất nặng. Ông ta cũng đã có tuổi, không so bì được với trai trẻ, chân đột nhiên lại bị gãy. Khổng Ý Hùng đồng tình, chẳng bao lâu sau bọn họ đã có mặt ở bệnh viện Hiệp Hòa. Chu đống ở phòng bệnh của cán bộ cao cấp, phía ngoài phòng bệnh còn có một phòng khách. Diệp Phàm bước vào thì phát hiện ra trong phòng khách đầu hoa quả, quà tặng và những thứ khác. Bước vào bên trong thấy có một người đang nằm trên giường, chân bó bột. Một nữ y tá xinh đẹp đang nắn chân bên kia cho ông ta cho máu dễ lưu thông để sớm bình phục. Mẹ kiếp, thật là biết hưởng thụ. Đã vào bệnh viện rồi mà còn có nữ y tá xinh đẹp chăm sóc. Khổng Ý Hùng giới thiệu Diệp Phàm cho Chu Đống. Chu Đống chào hắn một tiếng Diệp Tổng rồi giả bộ phải ngồi dậy. Vợ ông ta là Lan Phương thấy thế vội chạy đến đỡ dậy nhưng Diệp Phàm nhanh hơn bà ta, đã tiến lên vài bước đỡ ông ta rồi nói. Đồng chí Chu Đống, đồng chí bị thấp khớp lại gãy chân thế này, không chịu được sức ép đâu. Diệp Phàm giả bộ rất quan tâm đến ông ta. Nhưng một luồng nội khí đã tràn vào kinh mạch Chu Đống. Mạch thông, mẹ kiếp, rõ ràng là giả vờ gãy chân. Diệp Phàm giả bộ hoảng sợ hỏi han một lát, lúc này chủ nhiệm khoa ngoại đi quan sát các phòng bệnh, đem theo vài bác sĩ thực tập khác bước vào. Chủ nhiệm khoa lấy một chiếc búa nhỏ, nhẹ, gõ thật nhẹ nhàng lên bên chân bị thương của ông ta để kiểm tra. Bọn họ giả vờ rất đạt, Diệp Phàm hiểu ngay, bác sĩ và Chu Đống đã thông đồng với nhau diễn kịch. Có lẽ biết tin Diệp Phàm tới, Chu Đống đã thông báo với bác sĩ rồi. Bọn họ phối hợp diễn trò cho hắn xem. Chào bác sĩ, khi nào thì chân của Chu Tổng hồi phục, công ty chúng tôi không thể thiếu ông ấy được. Diệp Phàm giả bộ lo lắng hỏi. Ông là... Vị bác sĩ nọ nhìn Diệp Phàm hỏi lại. Chương 2810, giả ốm. Chủ nhiệm Trần, anh ấy là chủ tịch mới của tập đoàn Hoành Không chúng tôi đồng chí Diệp Phàm. Chu Đống khẩn trương giới thiệu. Ồ, xin chào chủ tịch Diệp. Chủ nhiệm Trịnh vừa nói, ngây người, có thể thấy Diệp Phàm quá trẻ. Nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh nói. Xương bắp chân gãy rồi, mà bên trong còn bị vỡ mấy chỗ, tuy nói đã nối lại rồi nhưng 7, 8 tháng nữa khôi phục lại cũng khó. Có thể một năm nữa mới đi được cũng nên, mà khả năng lành hết lại cũng không lớn, dù là tốt nhưng khi đi lại vẫn không thấy tự nhiên. Chủ nhiệm Trịnh, anh đừng phí tâm, tôi đại diện cho tập đoàn cảm ơn anh đã trị liệu tận tình cho chủ tịch Chu. Tôi muốn nói một câu, cho dù bỏ bao nhiêu tiền tập đoàn cũng sẽ trả. Hy vọng chủ nhiệm Trịnh dùng biện pháp tốt nhất để điều trị. Diệp Phàm nói ra một tràng phát hiện vợ của Chu Đống và người nhà đều ra mặt cảm kích. Cảm ơn chủ tịch Diệp, công ty đang khó khăn. Một khi chân tôi khỏe lại, tôi sẽ về nhà điều trị. Không thể để thêm phiền phức cho công ty, có thể được tí nào hay tí ấy. Chu Đống giả vờ thoái thác nói. Không phải như thế, chữa khỏi chân là việc quan trọng. Đồng chí Chu Đống. Việc duy nhất mà đồng chí phải làm là kiên trì dưỡng thương. Đừng nghĩ đến những thứ khác, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, để còn về làm vị trí của mình chứ. Diệp Phàm cũng giả bộ quan trọng. Lúc này thấy y tá đẩy xe thuốc vào, có thể là đổi bình truyền hay gì đó. Diệp Phàm giật mình thấy ông ta từ từ đứng lên, duỗi chân ra, y tá cho đầu gối ra. Cô ta không khống chế được, ngã về phía xe, bọc thuốc kia không kiểm soát nổi, nhằm thẳng hướng Chu Đống mà bay tới. Khiến cho người ta có cảm giác như dưới chân cô y tá bị vật nào đẩy. Diệp Phàm thấy thế nhanh chóng chạy lên muốn chặn cái xe. Nhưng xe lao quá nhanh, bởi vì cả người cô y tá lao về bình thuốc trên xe. Quán tính quá lớn, Diệp Phàm bị đụng rồi về đằng sau, hắn ta nhanh chóng đưa tay ra sau để chặn người không ngã xuống. Nhưng hắn ta không nắm đúng chỗ mà nắm vào chân bị thương của Chu Đống. Đương nhiên Diệp Phàm nhân cơ hội này để tìm hiểu về chân của Chu Đống. Giống như xương bánh trẻ có dây thần kinh, vỗ vào cái liền đá lên luôn. Chu Đống giả bị thương, cả người lập tức đứng lên. Ngay cả lớp băng gạc quấn bên ngoài cũng tuột ra. Thực ra Diệp Phàm cố ý làm cho tuột ta vậy, bằng không Chu Đống không như thế. Diệp Phàm tiện xé luôn cả ra, Chu Đống hoang mang. Lão ta liền kéo lại, ngồi lại trên giường. Nếu lúc này không nhảy xuống cũng chết, mà trên sàn lại toàn là mảnh bình thuốc vỡ, cùng kim tiêm, các dụng cụ y tế. Nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương rồi. Chu Đống vừa thấy giật mình, phản xạ nhảy phát lên giường, Diệp Phàm cũng vỗ một cái vào mông ông ta. Chu Đống cảm thấy đau, nhảy dựng lên trong phòng bệnh. Nhưng, Khổng Ý Hùng nhìn chân chối. Trong nháy mắt tự nhiên hiểu, ông ta đã bị tổn thương rồi.
Cái chân gãy mà lại hoạt động như thế này, thật là quái. Ai cha, sao chân của chủ tịch Chu lại khỏi nhanh như vậy? Lại còn nhảy lên được. Diệp Phàm cố ý tỏ ra vui vẻ, lại cứng đờ liếc nhìn chủ nhiệm Trịnh. Việc này, có thể trong nháy mắt chức năng tinh thần gián đoạn nên nhanh chóng khôi phục lại được. Ông xem, ông ta lại còn nhảy được lên, thực tế là không thể đứng lên được mà. Mà tình cảnh vừa nãy đúng là đặc biệt, là phản ứng có điều kiện của người bệnh. Chỉ là nếu như thế thì tình trạng vết thương lại càng nghiêm trọng hơn. Chủ nhiệm Trần đúng là một tên giảo hoạt, lập tức nói với y tá. Lập tức đưa chủ tịch Chu đến phòng phẫu thuật, có thể không dễ dàng gì mà nối được những khớp đó, giờ thế có thể đã căng ra rồi. Phải làm phẫu thuật ngay đi, gây tê, còn cả ngân hàng máu nữa, chuẩn bị hết đi. Chu Đống vừa nghe thấy thế đã giơ chân ra, miệng hừ đứng lên. Phối hợp rất ăn ý, muốn chạy cũng không được. Diệp Phàm hừ lạnh trong lòng, bàn tay cử động mịt mờ. Đẩy một cái, Chu Đống không đứng vững, cả người thấy một lực vô hình đẩy vào liền nhào về phía trước. Lại gián đoạn rồi sao, nhưng chủ nhiệm Trần, tôi thấy hình như chân của chủ tịch Chu đã khỏi rồi. Nếu là gián đoạn thì cũng không thể kéo dài lâu như vậy phải không? Ôi, chủ nhiệm Trần, ngay cả vết máu ở đó cũng không có, chắc chắn là khỏi rồi. Máu mà Chu Đống tạo ra trong lớp băng giả đó đã bị Diệp Phàm dùng nội lực ngăn lại rồi, lộ ra được cả chân bên trong. Khổng Ý Hùng bên cạnh không kìm nổi cười, rồi nhanh chóng lấy tay che ngay miệng lại. Ồ, đúng là không ngờ, thật là kỳ tích, vốn phải 7, 8 tháng nữa mới khôi phục vậy mà giờ đã bình thường lại rồi. Kỳ tích, đúng là kỳ tích rồi. Chủ nhiệm Trần phản ứng lại, nói. Hắn ta biết là giấy không bọc được lửa rồi, lại còn cái gì là gián đoạn chứ? Chủ nhiệm Trần, tuy chân có thể cử động được nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đau. Mỗi bước đi đều đau đến cả tâm gan. Chu Đống chau mày nói. Thế này nhé đồng chí Chu Đống, chân của đồng chí hình như cũng khá tốt rồi. Công ty còn một việc cần đồng chí điều tra. Giờ sẽ cho bệnh viện cho một xe chở đồng chí về công ty. Đợi điều tra xong sẽ cho đồng chí trở lại bệnh viện, yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu. Diệp Phàm nói. Ôi, ôi. Chu Đống đến ngồi trên giường cũng không được bèn nằm ra. Miệng kêu gào đau đớn. Người này rõ ràng là muốn ăn vạ. Chủ tịch Diệp, ông Chu nhà chúng tôi đau như vậy mà chủ tịch vẫn muốn ông ấy làm việc sao, thật đúng là khổ. Vợ của Chu Đống là Lan Phương tức giận nói, việc ngày hôm nay có thể đã bàn bạc với cả nhà ông ta rồi. Là đau thật hay là giả vờ đau? Diệp Phàm chau mày, nói. Như này còn là giả được sao? Ông không thấy ông ấy đau đến toát cả mồ hôi ra sao? Lan Phương hừ nói. Nếu đã đau thật chứng tỏ vết thương kia còn chưa lành, được, chủ nhiệm Trần, tôi sẽ yêu cầu bệnh viện tiến hành kiểm tra đặc biệt cho đồng chí Chu Đống. Tôi sẽ gọi chuyên gia của Sở Y tế tỉnh đến kiểm tra. Diệp Phàm trừng mắt nhìn chủ nhiệm Trần. Việc này các anh tự nói, tôi còn phải phẫu thuật, tôi đi trước. Chủ nhiệm Trần nói một câu rồi nhanh chóng đi ra. Trò Tây Dương kính này đã bị vạch trần. Nếu như người của Sở Y tế đến thì chắc chắn là bất lợi cho ông ta rồi. Chủ tịch Diệp, ý anh là thế nào? Chu Đống bình tĩnh lại, nhìn Diệp Phàm hừ nói. Có ý gì tự bản thân anh biết, nếu là đau thật thì kiểm tra. Tôi không muốn những lời vô ích, lập tức thu dọn về công ty với tôi. Diệp Phàm hừ nói. Hừ, hôm nay Chu Đống này ở bệnh viện, anh có thái độ gì vậy, mới nhận chức lẽ nào lại ép cấp dưới bệnh tật mà cũng phải làm việc sao? Chu Đống nói, có bệnh đương nhiên phải điều trị nhưng bệnh tình của Phó Tổng Giám Đốc Chu không được rõ ràng, chỉ cần kiểm tra lại tôi không nói hai lời mà đi. Diệp Phàm cũng không chịu nhường. Có những việc có thể khoan dung được, tự cho mình một con đường. Thiên vân rộng lớn vậy, Hoành không có những việc không phải gì cũng giải quyết được. Chu Đống bắt đầu uy hiếp Diệp Phàm. Bớt nói lung tung đi, ông tự đứng dậy hay để tôi cho người lôi ông dậy. Diệp Phàm hướng ra ngoài nói. Trưởng ban chiến, vào đi. Tổ trưởng chiến của tập đoàn vệ sĩ vũ trang Chiến Vân Cương cùng 4 người nghiêm túc tiến vào. Khổng Ý Hùng vừa thấy cũng đã run sợ, cứ như kiểu chủ tịch Diệp đã dự tính hết rồi. Lúc này ông ta liền nghĩ phải đề phòng con người Diệp Phàm. Từ thời điểm này Khổng Ý Hùng cũng sẽ chú ý đến vị trí của mình. Lúc này điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Lấy điện thoại ra thấy lại là bí thư vệ Ngọc Cường của Hoành không gọi. Nói. Đồng chí Diệp Phàm, điện không giải quyết được hai chủ nhiệm xưởng đang không chống lại được. Sao, sao đến này mà vẫn chưa có điện? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa có,
nói là dừng sửa gấp, có thể phải mất mấy ngày. Vệ Ngọc Cường nói, thư ký vệ, thấy việc này bình thường sao? Diệp Phàm hỏi, không bình thường. Vệ Ngọc Cường nói thẳng, tôi thấy VE này phải phản ánh lại với sở điện lực tỉnh. Diệp Phàm hỏi, phản ánh cái gì, sao mà phản ánh được, người ta nói là thiết bị xảy ra sự cố là bình thường. Nhưng vấn đề quan trọng là gần đây bên Bắc Kinh đã đặt hàng trăm thiết bị. Bọn họ thúc giục phải xong gấp, ngay từ đầu đã nói rồi, nếu như vi phạm hợp đồng chúng ta phải chịu phạt 500.000 tệ đó. Sáng nay họ lại cho người đến giục, những chiếc xe hàng lớn đều đã đang đợi sẵn ngoài xưởng chúng ta rồi. Vốn dĩ nếu không mất điện một ngày chúng ta có thể sản xuất 10 chiếc, đủ để làm mấy xe. Nhưng giờ thì không được rồi, đồng chí về nhanh giải quyết đi, bằng không mỗi ngày chúng ta sẽ bị lỗ 500.000 đó. Tiền này chúng ta không bù được đâu. Vệ Ngọc Cường nghiêm túc nói. Diệp Phàm dùng mắt ưng nhìn qua, thấy Chu Đống lộ ra một điệu cười quái dị. Trong lòng nghĩ, chẳng nhẽ hắn ta dở trò gì điệu hổ ly sơn thôi. Được tôi về ngay. Diệp Phàm nói, nhìn Chu Đống, tức giận nói. Đỡ chủ tịch Chu dậy, về công ty ngay. Ôi! Chu Đống lại than lên, kêu đau đớn. Lan Phương bước lên trước mặt chồng, cầm cả rổ hoa quả bên cạnh hung hăng nói. Ai dám lên đây mà động vào lão Chu, tôi sẽ liều mạng. Các anh có phải là người không, không bằng con chó, con lợn. Lan Phương khóc lóc om sòm, rồi nước mắt nước mũi mắng chửi túi bụi. Chiến Vân Cương thấy định bước lên rồi lại dừng lại. Chương 2811, ép lôi đi. Đưa đi, tất cả trách nhiệm Diệp Phàm này chịu hết. Diệp Phàm hét lên, Chiến Vân Cương còn do dự, ba đồng chí bước lên, một người chặn Lan Phương hai người còn lại đưa Chu Đống đi. Chu Đống còn muốn giãy giụa nhưng Diệp Phàm đã ra hiệu, đành chỉ dương mắt nhìn. Diệp Phàm còn mượn hai y tá để cùng Chu Đống về Hoành Không. Biết sẽ có người ra mặt xin hộ, Diệp Phàm đã tắt điện thoại. Muốn làm rõ ràng sự việc xong mới mở điện thoại lại. Ngựa không dừng vó, xe đã đến, Diệp Phàm đã đưa bác sĩ và y tá lên trước xe. Trong xe cứu hộ chỉ còn có Diệp Phàm và Chu Đống cùng Chiến Vân Cương và cả Khổng Ý Hùng nữa. Tổ trưởng Chiến, anh là người làm chứng, chủ nhiệm Khổng ghi chép lại. Diệp Phàm nói, Khổng Ý Hùng gật đầu lấy sách bút ra ghi chép. Đồng chí Chu Đống, giờ tôi đại diện cho tập đoàn cơ điện Hoành Không nói chuyện với đồng chí. Hy vọng đồng chí có thể nói rõ án lừa dối trước kia, ở đây chúng ta không nói trách nhiệm, mục đích chủ yếu là để nhanh chóng bắt ra được thủ phạm, để đòi lại khoản tiền đã mất. Diệp Phàm nói, nhưng, Chu Đống không hé răng chút nào, bày ra cảnh lợn chết không sợ bỏng nước sôi, khiến Diệp Phàm cũng phải chết. Khi nào đồng chí gặp Lưu Hải Bình? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi, nhưng, Chu Đống không lên tiếng. Diệp Phàm đứng lên trước mặt Chu Đống, múa loạn vài cái trước mặt, xem ra cả Chiến Vân Cương và Khổng Ý Hùng đều không hiểu gì cả, còn nghĩ không biết chủ tịch Diệp có phải điên rồi không. Nếu nói tát vài cái vào Chu Đống thì còn có lý. Nhưng ngay cả ngón tay của Diệp Phàm còn chưa chạm vào người Chu Đống, thế hiểu làm sao được. Không lâu sau, không ngờ Chu Đống đã bắt đầu mở miệng. Nhưng đã bị Diệp Phàm bấm huyệt không thể nhúc nhích được, hắn ta đau nhưng cũng không thể kêu lên được, miệng còn chảy cả nước miếng ra. Thấy Chiến Vân Cương có tí run lên, nhanh chóng hỏi. Chủ tịch Diệp, ông ấy không phải có bệnh gì chứ? Chủ tịch Diệp, nhìn ông ta như kiểu bị động kinh vậy, hay là bảo bác sĩ ngồi trên kia kiểm tra. Đừng để gây chết người. Khổng Ý Hùng lo lắng, Chiến Vân Cương cũng không khác gì. Việc này là bắt ép Chu Đống về, chắc chắn có phiền phức. Nếu như ông ta có xảy ra vấn đề gì, thì chắc bản thân cũng không khỏi liên lụy. Ít nhất cũng được coi là đồng lõa với Chủ tịch Diệp. Không sao, có thể đang suy nghĩ xem có nên nói hay không. Diệp Phàm thản nhiên nói. Nghĩ thông chưa, nếu muốn nói thì gật đầu một cái. Nhưng Chu Đống vẫn trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nhưng phân cân thác cốt thủ đúng là thứ hay. Hiện giờ công lực của Diệp Phàm lớn, cách xa cũng có thể làm được, ngay cả anh hùng sắt cũng có thể mở ra được. Không lâu sau, thân thể Chu Đống đột nhiên run rẩy, nước miếng chảy ra càng nhiều. Chiến Vân Cương và Khổng Ý Hùng đều sợ đứng dậy, hai người cũng run bắn lên. Tình hình như thể Chu Đống không chịu được, nếu người bệnh mà chết trên xe thì hai người này không thể thoái thác trách nhiệm được. Thấy bản mặt của Diệp Phàm mà hai người không dám lên tiếng. Giờ đã hối hận, sao lại cùng Chủ tịch Diệp đến làm loạn thế này? Tình hình này, không chừng sẽ gây ra chết người. Chu Đống cuối cùng cũng không chịu nổi,
đầu gật như gà mổ thóc. Diệp Phàm đứng dậy đến trước mặt Chu Đống, bộ dạng thân thiết tay chỉ lên người ông ta vài cái. Đồng chí Chu Đống, bản hợp đồng chính mà ông cùng Lưu Hải Bình ký đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Thực ra, Vương Triều đã tìm được hợp đồng chính từ Phó Chủ tịch La Mễ Các Lâm Tỉnh của Tập đoàn Chính Hà, đã đưa cho Diệp Phàm rồi. Phát hiện giá trị trên bản hợp đồng đó lên đến 120 triệu, đối phương bỏ ra 300 triệu. Nếu là hợp đồng này thì ít nhất phải có hai bản, Tập đoàn Chính Hà giữ một bản, còn một bản phải ở chỗ Hoành Không. Nhưng, Diệp Phàm cho người điều tra, cũng không phát hiện ra hợp đồng chính lúc trước. Ngay cả văn bản ghi chép lại cũng không có, nên chắc chắn là Chu Đống đã hủy, hay giấu ở đâu đó rồi. Có thể là khả năng hủy sẽ rất nhiều. Xảy ra việc lớn như thế, cơ bản những tài liệu, văn bản có liên quan đã bị Chu Đống hủy hết rồi. Không phải trong tay bên quản lý hồ sơ của công ty sao? Chu Đống nói. Điều tra rồi, không có. Ngay từ đầu đã là chuyện của ông, chắc chắn ông phải biết nó ở đâu. Diệp Phàm hừ nói. Anh không biết rồi, từ đầu sau khi ký hợp đồng đã giao cho đồng chí quản lý tài sản giữ rồi. Họ làm mất rồi thì tôi cũng không còn cách nào nữa. Chu Đống lại bắt đầu dài dòng. Ông nói cũng đúng. Diệp Phàm lại đưa tay hướng về phía người Chu Đống. Tôi thật sự không biết mà. Chu Đống hét lớn, trong ánh mắt thể hiện bao nỗi sợ hãi. Chiến Vân Cương và Khổng Ý Hùng cũng không hiểu sao, hình như Chu Đống rất sợ bàn tay của Diệp Phàm. Tay không phải là dao, sợ cái gì chứ, thật là lạ. Trong lòng Chiến Vân Cương không hiểu sao cả. Tôi hỏi lại một lần nữa, hợp đồng đó đang ở đâu? Diệp Phàm cười, ra vẻ thân thiết hỏi. Ôi, ở trong tay Trương Khiết. Chu Đống cảm thấy đau, đúng là đau quá. Bất đắc dĩ phải nói ra. Trương Khiết là ai? Diệp Phàm hỏi. Trương Khiết, có phải cán bộ quản lý tài sản không? Khổng Lỗ Hùng hỏi, có chút kinh ngạc. Đúng. Chu Đống cúi thấp đầu xuống. Nói ra nội dung của hợp đồng. Diệp Phàm hỏi. Tập đoàn Hoành Không chúng ta đầu tư 60 triệu, họ bỏ ra 100 triệu để xây dựng công ty mới gọi là công ty chính thông. Yêu cầu trong 15 ngày phải hoàn thành tiền, sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời là chính. Mà trên phương diện này công ty chúng ta cũng đã có những cơ sở cơ bản. Chỉ có điều thị trường quá vô tình, những xưởng sản xuất sản phẩm đó không ít. Nhưng, Lưu Hải Bình nói bọn họ sẽ tìm hiểu sản phẩm mới nhất, có thể làm sản phẩm chủ lực. Nhất định sẽ gặp may. Tôi cũng vì tập đoàn Hoành Không, tình hình Hoành Không mọi người cũng biết. Chỉ có điều đáng hận nhất chính là Lưu Hải Bình lại là một tên lừa gạt. Chu Đống nói. Chu Đống, ông không nói thật. Diệp Phàm lắc đầu. Đến lúc này mà ông hãy còn muốn lừa tôi thật là tiếc. Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật, không tin anh cứ lấy bản hợp đồng trong tay Trương Khiết là rõ. Chu Đống lớn tiếng nói. Lúc này Khổng Ý Hùng nhận điện thoại, sau đó nói với Diệp Phàm. Bản hợp đồng đó Trương Khiết đã giao lại cho công ty. Tôi không nói sai chứ, tôi nói đều là sự thật. Tôi cũng muốn kiếm tiền cho công ty. Chu Đống nói. Lập tức khống chế Trương Khiết lại. Diệp Phàm nói với Chiến Vân Cương, hắn ta ngây người nhưng lập tức gọi điện thoại. Không ngờ Chu Đống lại rất điềm tĩnh. Nói, còn 60 triệu đi đâu? Diệp Phàm đột nhiên hỏi, mà hình như còn phun ra hóa âm mê thuật để kích động Chu Đống. Không phải là công ty bỏ. Chu Đống chưa kịp phòng bị đã liền thốt ra. Làm sao mà có được? Diệp Phàm truy hỏi bởi vì tuy hóa âm mê thuật cũng lợi hại nhưng chỉ được một lúc. Trong nửa phút có thể có hiệu quả tốt, nếu như gặp phải người kiên cường thì cũng không thể có tác dụng. Đương nhiên, với công lực cao của Diệp Phàm thì bí thuật này đương nhiên là tốt hơn rồi. Chỉ là đối với loài ai người vừa biết chuyện lớn tí như Chu Đống thì chắc chắn là lợi hại rồi. Là một phần của vốn cho việc trải đường. Chu Đống nói. Trải đường ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Bên trên cấp cho 60 triệu để cải tạo lại trấn Hoành Không, dùng trên phương diện giao thông. Chủ yếu là làm thẳng và mở rộng đường cong thông Thiên Sơn. Như vậy thì đường sẽ tốt hơn. Vốn đã xin 200 triệu nhưng cuối cùng bộ giao thông chỉ phê chuẩn cho 60 triệu thôi. Mà khi đó cũng muốn bao cả Lưu Hải Bình nên quyết tâm nghĩ cách đoạt được. Không ngờ rằng hắn ta đã lừa mất, tổng cộng là 120 triệu. Chu Đống nói luôn, Khổng Ý Hùng và Chiến Vân Cương nghe mà lạnh người. Lần này đã bị lừa không phải là 60 triệu mà là 120 triệu. Vậy hợp đồng mà anh bảo Trương Khiết giao lại không phải bản chính có phải không,
mà là một bản khác, thế còn bản chính hiện đang ở đâu, nói thật ra. Diệp Phàm hừ nói. Ôi, bị đốt rồi. Chu Đống vẻ mặt đau khổ nói, Diệp Phàm lại giơ tay lên. Nhưng Chu Đống vẫn nói như thế, xem ra đúng là hắn ta bị đốt rồi. 120 triệu đã bị ông đốt đi rồi, đồng chí Chu Đống, ông đúng là giỏi. Chiến Vân Cương cũng tức chen vào một câu. Chu Đống rầu rĩ không nói gì. Xe vừa đến bãi cỏ trước cửa tập đoàn Hoành Không liền dừng lại. Hai nữ hộ sinh bị ngăn lại. Các anh làm gì thế, muốn làm gì? Diệp Phàm xuống xe hỏi. Anh là chủ tịch Diệp mới nhận chức của tập đoàn cơ điện Hoành Không sao? Một người trung niên khuôn mặt gầy yếu tiến lại nói. Có thể cấp bậc người này không thấp, hai sao vàng lại công thêm ba hoa ngân, chắc là thanh tra cảnh sát cấp 1. Đúng, ông là. Diệp Phàm nhìn ông ta rồi hỏi. Cứ gọi tôi là Quách Phong được rồi. Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn trinh thám tỉnh. Quách Phong nói, mặt lạnh tanh, như có khí ở cổ vậy. Là đội trưởng Quách, xin chào. Diệp Phàm đưa tay ra chào. Hai bên bắt tay nhau, nhưng Quách Phong chỉ đưa một tay ra. Diệp Phàm tuy là cấp phó tỉnh nhưng người ta lại không để ý đến việc đánh bóng gần lên chức thứ trưởng của hắn ta. Bằng không ông ta đã sớm cung kính chào hỏi rồi. Chủ tịch Diệp, chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn phó chủ tịch Chu Đống của các anh cùng đi với chúng tôi một chuyến, giúp chúng tôi điều tra vụ lừa gạt đợt trước. Quách Phong nói. Đúng là đến nhanh quá, trong lòng Diệp Phàm hừ nói một câu, hắn ta không đến sớm, cũng không đến muộn, ngày trước sao không đi tìm Chu Đống đi, giờ hắn đã khiến lão ta về đây thì lại lù lù xuất hiện. Có thể là đằng sau Chu Đống đã có sắp xếp rồi. Tôi còn có việc muốn hỏi ông ta, tôi sẽ sắp xếp ngày mai cho ông ta đến có được không? Diệp Phàm cố ý nói. Thực ra trong xe cứu thương cũng đã nghĩ rồi, Chu Đống căn bản không dùng được. Đương nhiên để phòng sự cố bất thường xảy ra, Diệp Phàm đang muốn khống chế Chu Đống trong tay. Mà hắn cũng muốn xem rốt cuộc ông ta muốn chơi trò gì. Chương 2812, lấy mũ quan dọa người. Tổng Giám đốc Diệp, việc này không thể kéo dài, chúng ta cần đồng chí Chu Đống cung cấp một số tình hình. Đây là chỉ thị của Sở Công an tỉnh, yêu cầu chúng tôi nhanh chóng phá án. Nếu vì chuyện này thì làm lỡ chỉ sợ không ai gánh được trách nhiệm. Quách Phong thật đúng là đang nói những lời hoang đường, hơn nữa hai mắt nhìn Diệp Phàm đầy đe dọa. Diệp Phàm thầm nhổ tuệt một cái trong lòng, bây giờ người làm việc vì lãnh đạo cũng không ít, đương nhiên không dễ dàng cho người như thế cũng phải gây sức ép một chút rồi nói sau. Rất xin lỗi, chúng ta đang có chuyện quan trọng muốn hỏi y. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Tổng Giám đốc Diệp, tôi hy vọng anh có thể biết rõ, chúng tôi thi hành công vụ. Ngăn cản cơ quan công an thi hành công vụ là trái pháp luật đấy. Quách Phong nghiêm mặt, người này không ngờ là người tự cao tự đại. Chu Đống là người của tập đoàn chúng tôi, Diệp Phàm tôi là chủ tịch tập đoàn, xảy ra chuyện lớn như vậy trước tiên tìm hiểu một chút tình hình cũng không được sao. Pháp luật quy định điều này ở đâu? Diệp Phàm hừ nói, rõ ràng không nề tình. Dẫn người đi. Quách Phong nghiêm mặt vung tay lên muốn bắt người, bởi vì y cảm thấy thật mất thể diện. Sếp Quách. Tôi hy vọng anh cũng hiểu rõ, đây là trụ sở của tập đoàn Hoành Không, là công ty lớn thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Ủy ban Nhân tỉnh. Đồng chí Chu Đống là cán bộ cấp giám đốc sở, còn cấp bậc của Tổng Giám đốc Diệp chúng tôi thì không cần nói, hy vọng anh hiểu biết một chút. Lúc này, Chiến Vân Cương vừa bước lên ngăn mấy người cảnh sát vừa nói. Ý là chức vụ của anh quá thấp, đừng có giả mù gây sức ép. Công ty cũng có giám đốc sở sao? Người cảnh sát bên cạnh Quách Phong cười châm chọc nói. Đương nhiên cũng có, không chừng vị mặc đồ ra báo này là tướng quân. Một người khác cũng châm chọc nhìn Chiến Vân Cương cười, lập tức tất cả cảnh sát đều cười. Tác giả thần đăng. Bọn họ tất nhiên nhìn bộ đồ bảo vệ màu xanh của lão Chiến. Bởi vì trang phục bảo vệ cùng với quân đội chính quy không khác nhau mấy, đặc biệt là từ năm 2013 thì trang phục gần như giống nhau. Dù chó có khi cũng không phân biệt được cảnh đâu la sát đâu là bảo vệ, có khi còn dọa các nhân viên an ninh đái ra quần. Bởi vì lần trước một lái xe khi uống vào chút rượu đến cửa khu nhà bị bảo vệ ngăn lại, trong lòng nghĩ xong đời rồi, bằng lái xe của tôi. Kết quả là người kia ngăn xe lại chỉ để cho xe ông chủ đi trước, dọa người ta đến chết. Buồn cười lắm sao? Chiến Vân Cương hừ lạnh một tiếng, nói tôi là Chiến Vân Cương, trưởng ban bảo vệ tập đoàn Hoành Không. Hưởng thụ đãi ngộ cấp phó giám đốc sở đấy. Lãnh đạo cấp trên có hai người, một là bí thư đảng ủy tập đoàn Hoành Không,
tôi còn một thân phận nữa, là bộ đội thật sự, quân hàm chưa đến tướng quân nhưng cũng là đại tá. Không thể giả được, không tin các cậu tìm mấy người ở phòng cảnh sát võ trang trên tỉnh hỏi xem. Mười mấy cảnh sát hoàn toàn tịt ngòi, nhìn Chiến Vân Cương có chút xấu hổ, không thể tưởng tượng được cười đến cười đi lại lộ ra một đại tá thật sự. Nhưng cấp dưới của tôi không hiểu chuyện, xin đại tá Chiến lượng thứ. Quách Phong mặt đỏ bừng nói. Tuy nhiên, trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng, tuy nói tập đoàn Hoành không là tập đoàn lớn của nhà nước cũng không có quyền ngăn cản cơ quan công an thi hành công vụ. Kính xin Tổng Giám đốc Diệp. Y lập tức khách khí không ít, bởi vì người ta đại tá vẫn là cấp dưới của Tổng Giám đốc Diệp, vị này Tổng Giám đốc Diệp thật sự lợi hại. Tôi đã nói trước rồi, ngày mai sẽ sắp xếp cho y đến, tối nay chúng tôi có việc hỏi hắn. Diệp Phàm thái độ kiên quyết không nể người. Khẩu khí thật lớn. Lúc này không ngờ một tiếng nói vang lên trong xe cảnh sát. Từ trên xe bước xuống một cảnh sát cấp bậc rất cao, một cảnh sát thật sự mà không phải là bảo vệ công ty. Giám đốc Sở Lưu, anh nghỉ ngơi xong rồi. Quách Phong chào một cái sau đó cười nói. Giám đốc Sở Lưu, tôi không hiểu lời này của anh có ý gì. Diệp Phàm hừ nói, đưa mắt nhìn người muốn cả vú lấp miệng em một cái, ông ta không phải là chức vụ phó giám đốc Sở thôi sao? Không rõ. Xin hỏi Tổng Giám đốc Diệp, tập đoàn Cơ Điện Hoành không không phải là tập đoàn do tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Thiên Vân quản lý sao? Giám đốc Sở Lưu chất vấn. Đương nhiên rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Giám đốc Sở Lưu một cái hừ nói. Tuy nhiên, hình như cũng không gửi công văn nói tập đoàn Cơ Điện Hoành không của chúng tôi do công an tỉnh Thiên Vân quản lý. Chúng tôi không có quyền quản lý cậu nhưng Sở Công an tỉnh có quyền điều tra bất kỳ vụ án nào trên địa bàn tỉnh Thiên Vân. Tập đoàn các cậu đã báo án rồi, chúng tôi yêu cầu người của các cậu hỗ trợ phá án có gì không đúng. Mặc dù Tổng Giám đốc Diệp cũng không có quyền can thiệp hoạt động của cơ quan công an. Các cậu nói có việc hỏi đồng chí Chu Đồng, mà chúng tôi thì đang tiến hành điều tra. Chuyện của chúng tôi quan trọng hơn. Giám đốc Sở Lưu. Vậy được, hiện giờ anh ta đang trong xe cứu hộ, người thì không việc gì, các anh hỏi anh ta là được. Diệp Phàm gật gật đầu. Nhưng làm cho giám đốc Sở Lưu sửng sốt, giống như người đánh một quyền đột nhiên đánh trúng không khí, tất nhiên có chút không thoải mái. Nếu Diệp Phàm phân cao thấp với ông ta thì tốt rồi, ông ta sẽ càng có cơ hội thể hiện mình. Không thể tưởng tượng được người này là người đớn hèn, vừa thấy một người cấp bậc chức vụ cao liền sợ. Hơn nữa giám đốc Sở Lưu rõ ràng có người nhờ ông ta ra tay, càng ra sức lại càng có thể làm cho hậu trường thấy năng lực của mình. Việc này là càng khó càng có thể thể hiện mình hết lòng làm việc vì lãnh đạo. Việc này quá thuận lợi thì không để lại nhiều ấn tượng. Vậy là đúng rồi, Tổng Giám đốc Diệp rất hiểu chuyện. Giám đốc Sở Lưu còn muốn rông dài vài câu đã kích sự kiêu ngạo ngông cuồng vừa rồi của Diệp Phàm. Lên! Quách Phong vung tay lên mấy người cảnh sát bước vào trong xe, không lâu đi ra gật gật đầu. Giám đốc Sở Lưu đang chuẩn bị bước lên xe Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, người đưa cho các anh rồi. Nhưng phải giúp tôi quan tâm đến anh ta, nếu để sơ suất tôi sẽ hỏi tội các anh. Việc này không cần Tổng Giám đốc Diệp lo lắng, chúng tôi chỉ tìm hiểu một chút tình hình, sau đó chúng tôi tất nhiên sẽ đưa anh ta về nhà. Giám đốc Sở Lưu nói hoàn toàn không để ý đến Diệp Phàm. Đây là đả kích lão Diệp rồi. Về nhà, không được, chúng tôi còn chưa hỏi đồng chí Chu Đống, các anh chỉ có thể đưa ông ta về trụ sở tập đoàn, về nhà, tôi không đồng ý. Diệp Phàm lắc đầu thái độ kiên quyết. Đó là tự do của người ta, chúng tôi không có quyền can thiệp. Nếu đồng chí Chu Đống đồng ý về, anh ta sẽ tự về, nếu người ta không muốn về chúng tôi cũng không thể cưỡng ép. Giám đốc Sở Lưu lạnh lùng hừ nói. Vậy được, nói thế thôi có nghe hay không là chuyện của ông, nếu xảy ra chuyện gì đến lúc đó tôi sợ quân hàm trên vai ông cũng không gánh được. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng đi đến bên cạnh giám đốc Lưu, tay còn vỗ nhẹ quân hàm trên áo. Tổng Giám đốc Diệp, anh đang uy hiếp tôi có phải không? Giám đốc Lưu hiển nhiên tức giận, cảm thấy hành động của người này quá ngông cuồng. Hành động này của anh là coi thường cảnh sát nước Cộng Hòa, Tổng Giám đốc Diệp, anh có biết quân hàm của cảnh sát đại diện cho gì không? Chưa nói đến uy hiếp, tôi nói thật, về ý nghĩa của quân hàm tôi hiểu hơn ông nhiều. Giám đốc Lưu, ông đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút, tôi có việc muốn nói với ông. Diệp Phàm nói xong nhìn Giám đốc Lưu một cái bước về phía phòng làm việc. Lúc này tập đoàn đã mang đến máy phát điện nên trụ sở làm việc đã có điện rồi.
Bởi vì tập đoàn chế tạo ra ra máy phát điện mang một cái máy mới đến không khó. Chẳng qua công suất của nhà máy quá lớn, máy phát điện không đủ cho nên nhà máy ngừng sản xuất. Giám đốc Lưu không nhúc nhích mãi đến khi Diệp Phàm bước vào trụ sở vẫn chưa đi. Giám đốc Lưu, chúng ta không cần phải đi. Quách Phong hỏi. Tôi cũng muốn đi vào ngồi một chút, xem hắn có gì chơi. Giám đốc Lưu do dự một hồi, nói một câu bước về phía tòa nhà. Người này mắc mưu thật, Diệp Phàm nếu đã nói thế chắc chắn có mưu. Muốn làm cho giám đốc Lưu ngủ không ngon, dù sao vị trí của Diệp Phàm cũng không thể tiện nói ra. Quách Phong dẫn theo mấy người đi vào cùng giám đốc Lưu. Đến văn phòng của Diệp Phàm, các cậu chờ bên ngoài, tôi vào một chút. Giám đốc Lưu bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Ngồi đi giám đốc Lưu. Diệp Phàm chỉ vào ghế đối diện nói. Có gì nói nhanh, tôi không rảnh. Giám đốc Lưu đứng nói, không chịu ngồi xuống. Đồng chí Lưu Quốc Thành, anh có biết anh phạm sai lầm gì không? Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt hừ nói. Đừng chụp mũ người khác, tôi tốt xấu cũng đã làm việc mấy chục năm, không phải dọa. Lưu Quốc Thành sửng sốt, hơi tức giận, cảm thấy Diệp Phàm cũng quá kiêu ngạo rồi. Hình như đang nhạo báng mình. Quả thật là coi một phó giám đốc sở công an như tôi là lương khô thôi. Đây là thái độ gì, vô lý, là đang nói chuyện cùng lãnh đạo sao? Đứng yên cho tôi. Diệp Phàm đột nhiên đập bàn một cái đứng lên, giọng rất sắc bén, tất nhiên muốn giáo huấn tên già này rồi. Ha ha ha, lãnh đạo, cậu là lãnh đạo của ai? Quả thực buồn cười, tôi là phó giám đốc sở công an tỉnh, đừng nói tập đoàn Hoành Không các cậu cũng có thể quản lý sở công an tỉnh Thiên Vân chứ. Lưu Quốc Thành cảm thấy buồn cười. Buồn cười sao? Nhìn đây, Diệp Phàm tôi nói có phải sự thật không? Diệp Phàm lấy trong ngăn kéo ra một quyển giấy chứng nhận ném ra. Lưu Quốc Thành vừa thấy, ngẩn người, nhìn giấy chứng nhận này quá quen thuộc, ông ta cũng có một quyển. Hắn chẳng lẽ cũng là công an, không thể nào. Lão Lưu trong lòng buồn bực, tuy nhiên, lúc này cũng cúi người, nghi ngờ cầm lấy giấy chứng nhận xem xong liền sửng sốt. Lưu Quốc Thành không dám tin vào mắt mình. Vội vàng day day mắt. Dầm một tiếng Lưu Quốc Thành hai chân khép gọn chào một cái theo tiêu chuẩn cảnh sát. Lưu Quốc Thành công an tỉnh Thiên Vân xin chào trợ lý Diệp. Hừ, đây là ông đang làm việc vì ai? Diệp Phàm hừ nói. Chương 2813, bố phó ra tay. Việc này, chúng tôi cũng muốn phá án sớm cho nên có chút nóng vội, rất xin lỗi trợ lý Diệp. Lưu Quốc Thành chán toát mồ hôi, hơn nữa mắt cũng rớm nước. Các anh đã tiến triển đến mức nào, có tìm hiểu rõ ràng chưa? Diệp Phàm nhìn ông ta hỏi. Đang chuẩn bị thông báo việc này, phải liên lạc với cảnh sát cảng Cửu để hỗ trợ chúng ta tiến hành điều tra. Còn bên này thật đúng không tìm ra điểm đầu mối. Bởi vì, người trốn thoát rồi. Lưu Quốc Thành tất nhiên không nói thật. Thật ra người này căn bản là không biết tình hình, ông ta cũng vội vàng chạy từ sở công an tỉnh đến đây. Bởi vì có người gọi ông ta đến đây kiếm cớ đưa Chu Đống đi. Thôi vậy, về sau có chuyện gì trực tiếp báo cáo với tôi. Còn nữa, chuyện của tôi là cơ mật không được tiết lộ cho bên ngoài. Diệp Phàm nói đến đây, đến trước mặt Lưu Quốc Thành giơ tay chỉ quân hàm cảnh sát trên vai ông ta hừ nói. Nói cách khác, người không tuân thủ kỷ luật thì khó, còn nữa, phải quan tâm tốt đồng chí Chu Đống. Vâng, đúng vậy, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm. Sau này vụ án có tiến triển bất cứ lúc nào tôi sẽ báo cáo ngài. Lưu Quốc Thành cúi đầu. Đương nhiên hai chữ quan tâm này Lưu Quốc Thành tất nhiên hiểu rõ, trong lòng cực khổ vô cùng. Vốn định đến tìm chuyện tốt không thể tưởng tượng được đi đi lại lại, lại làm mình rơi vào trong quay này. Lúc này giải thích thế nào với vị đồng kia, nếu thật sự áp dụng hành động với Chu Đống chỉ sợ vị ở tỉnh kia sẽ không bỏ qua mình. Nhưng nếu không áp dụng hành động thì trợ lý Diệp đầu tiên sẽ không bỏ qua mình. Là nhân bánh bích quy phải làm như thế nào? Cho nên, đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Phàm sau Lưu Quốc Thành bước nặng nề, dường như trên đùi trói hai cục tạ vậy. Mấy người Quách Phong đương nhiên cũng cảm thấy vẻ mặt của giám đốc Lưu có chút thay đổi, cảm thấy rất lạ, dường như giám đốc Lưu bị tổng giám đốc Diệp làm gì vậy. Đương nhiên, đoán cũng là đoán vậy không ai dám hỏi. Hơn nữa giám đốc Lưu đi ra còn khá khách khí nhìn Khổng Ý Hùng chào, làm cho mấy người Quách Phong thiếu chút nữa líu lưỡi. Vừa rồi giám đốc Lưu đến chủ tịch của người ta cũng không nể mặt hiện giờ không ngờ chiêu hiền đãi sĩ, một thư ký của người ta cũng khách khí. Đã muộn thế này trong nhà của ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Bố Thanh Hoa còn có tiếng nức nở. Là ai đang khóc? Được rồi, Lan Phương,
lão bố đã nói qua rồi, nó hẳn là không việc gì. Bà xã phó chủ tịch Chu Nguyệt Châu an ủi Lan Phương. Đến bây giờ còn chưa có tin tức gì, tổng giám đốc Diệp kia là hung thần ác sát, không ngờ bảo bảo vệ ra tay với em, còn đánh em sợ lão Chu không chịu được bọn họ gây sức ép. Lan Phương khóc thút thít nói. Hừ, muốn làm giả cũng phải làm giống một chút, bị người ta vạch trần tại chỗ chúng mày còn có mặt mũi nói sao? Mặt già của tao cũng mất hết vì chúng mày, mày nghĩ tao là chủ tịch tỉnh phó là uy phong có phải không? Về chuyện Chu Đống, gần đây tôi có nhiều áp lực. Toàn tỉnh có bao nhiêu ánh mắt giang nhòm ngó, đợi chê cười bố Hoa Thanh. Thậm chí đã chuẩn bị nói ra chuyện này, tỉnh Thiên Vân cũng không phải là thiên hạ của bố Thanh Hoa của tôi. Bên trên còn có vài vị đồng chí, thủ đô càng lớn hơn. Bố Thanh Hoa tức giận đền run sợ. Lão bố, bất kể nói thế nào dù sao cũng phải kéo Chu Đống một phen có phải không? Nó là em trai ruột của tôi, không phải là người ngoài. Chu Nguyệt Châu hơi bất mãn nhìn ông xã một cái.